chương 481, sắp xếp Lý Trường Thanh quay sang lườm nàng, đánh hắc quyền rất nguy hiểm, sao có thể nói là không khổ cực được. Ngươi đừng dùng số tiền kiếm được để đo sự vất vả của hắn. Bà chủ nói đúng. Nguyệt Nhi cúi đầu nói. Đúng rồi, chuyện quyền vương hạng hổ là như nào? Lý Trường Thanh hỏi. Bà chủ của sàn đấu hải đường dùng 20 triệu để treo thưởng, hoan nghênh tất cả các quyền vương hạng hổ của cả thành phố tới khiêu chiến với hắn. Nguyệt Nhi nói, căn cứ theo số liệu, có vẻ những sàn đấu quyền anh khác cũng rất muốn đoạt được số tiền đó hơn nữa sau khi khánh trần xuất hiện đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn của những sàn đấu khác những người đó đều không hy vọng hắn có thể tiếp tục thắng cho nên đều chuẩn bị xử lý hắn hiện tại đã có bốn người đến khiêu chiến những trận đấu này sẽ tổ chức vào đêm mai một người trong số đó là quyền vương hạng hổ của khu thứ bốn a à, sao ta lại cảm thấy cái tên sàn đấu hải đường quen thuộc như vậy lý trường thanh nhíu mày nhớ lại đây không phải nơi mà y nặc thường đến xem sao đúng vậy bà chủ, buổi tối hôm nay ngài cũng vừa tới đó, y nặc tiểu thư là khách quen ở nơi đó. Nguyệt Nhi nói, dựa theo thời gian, trong tối nay, khi ngài đang chờ y nặc tiểu thư đợi ở bên ngoài, khi đó hắn cũng vừa đánh xong 6 trận đấu ở đó. Hắn đánh xong 6 trận đấu, mà còn có thể về nhà thay quần áo gọn gàng để tới gặp ta sao? Lý Trường Thanh tự nhủ trong lòng, xem ra mình có vị trí rất quan trọng trong lòng đối phương. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, hủy bỏ tất cả các kế hoạch trong tối mai, ta muốn đi xem quyền anh bà chủ. Nguyệt Nhi xác nhận lại hành trình, tối mai ngài sẽ phải gặp chủ tịch ủy ban quản lý an ninh của thành phố số 18. Chuyển thời gian thành buổi chiều đi. Lý Trường Thanh nói, buổi chiều là. Nguyệt Nhi dương mắt quan sát biểu cảm trên mặt Lý Trường Thanh rồi không nói gì nữa, ta sẽ sắp xếp cho ngài. Người nói xem, bây giờ hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ta sẽ thanh toán thù lao cho hắn như thế nào đây? Lý Trường Thanh đau khổ nói, khó trách tối nay hắn đã từ chối ta ngay từ đầu, hóa ra hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng mà sau đó hắn đã đồng ý với ta, có phải điều này thể hiện hắn cũng không coi trọng tiền tài của ta? Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, không nói câu nào. Các nàng không biết, thật ra người nói chuyện với Lý Trường Thanh ở ngoài hiện thực và trên mạng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Lý Trường Thanh nói, thuốc biến đổi gen FDE3 loại 003, 002, 001 trong tay chúng ta còn lại bao nhiêu? Nguyệt Nhi trả lời, bà chủ, năm nay còn lại hơn 20 bộ đang được phân phối. Nhưng số này đều phải chuyển vào cho quân đội liên bang. Đương nhiên, nếu ngài lấy một bộ thì họ cũng không dám nói gì, nhưng đầu xuân năm sau sẽ có một cuộc thi đấu trong toàn quân, những liều thuốc biến đổi gen chuyển cho Khánh thị và Trần thị chỉ sợ đều phải giao đủ, số phải chuyển sang gia tộc Jindai và Kasima cũng không thể chậm trễ. Giao thiếu một bộ cũng không sao." Lý Trường Thanh nói, "Loại 004, 005 còn thừa đúng không? Số đó đừng đưa ra chợ đen nữa, cứ giao cho quân đội liên bang để họ tự phân phối." Được rồi, Nguyệt Nhi đồng ý, ta sẽ liên hệ với sở nghiên cứu, chờ nhóm thuốc biến đổi gen này phối chế xong sẽ chuyển cho ngài một bộ. Những thứ như thuốc biến đổi gen, ngay cả tập đoàn cũng không thể sản xuất hàng loạt với quy mô lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó khan hiếm trên thị trường. Trong các trường hợp bình thường, trên thị trường chỉ có thể tìm được thuốc biến đổi gen loại 003, 04, 005 vì chúng được sản xuất với số lượng khá lớn, nhưng chắc chắn sẽ không tìm được 002, 001 trên thị trường. Trên ghế sau xe bay, Lý Trường Thanh lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nàng nhớ lại biểu cảm vừa từ chối vừa chào đón của Khánh Trần, và những câu nói ngọt ngào trên Internet, khóe miệng cũng hơi nhách lên. Không ngờ một thiếu niên dễ xấu hổ lại có những hai gương mặt. Lúc này, Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói, bà chủ, ta vừa nhận được tin từ tô hành chỉ, hắn xác nhận một liều thuốc biến đổi gen số FDE003, mà chúng ta đã từng bán ra đã bị miêu khải phong, bí mật mua lại. Nói cách khác, nói chính xác thì miêu khải phong đã không còn là võ sĩ hạng hổ nữa mà là cấp lục địa tuần hành lý trường thanh đột nhiên mở to mắt gian lận sao đúng vậy đối với quy tắc thi đấu hắc quyền thì đúng là gian lận nguyệt nhi nói có cần ta can thiệp vào trận đấu này không lý trường thanh im lặng suy nghĩ rất lâu mới nói không cần đâu người cứ thu thập tất cả chứng cứ hắn bí mật mua thuốc biến đổi gen là được sau đó để lão lục canh giữ ở bên cạnh lồng bát giác nếu tiểu trần gặp nguy hiểm lão lục sẽ ra tay cứu hắn nếu làm như vậy ta có thể cứu hắn một mạng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nguyệt nhi vô cùng kinh ngạc bà chủ quy tắc của lồng bát giác là không được phép cứu người khi chưa phân thắng bại không phải là ngài không thể cứu hắn quy tắc nho nhỏ của lồng bát giác sao có thể so được với quy tắc của lý gia chỉ là nếu làm như vậy sau này khánh tiểu thổ sẽ không bao giờ được phép tham gia thi đấu nữa hắn không thể thi đấu chẳng phải rất tốt sao Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói, khi đó hắn chỉ có thể làm vệ sĩ cho ta, chỉ có thể kiếm tiền từ ta. Tối hôm sau, trước cửa của sàn đấu hải đường cửa ra đã xếp một hàng người rất dài. Sàn đấu hải đường đã quảng cáo cho trận đấu tối nay từ rất lâu. Họ nói đêm nay chính là, thời gian nhà vô địch mới đánh bại kẻ khác để giành ngôi vương, mà nhà vô địch mới này sẽ dẫm lên xác của kẻ thua cuộc để đăng quang, ở sàn đấu hải đường. Vốn quyền vương hạng hộ ở khu thứ 4 là Miêu Khải Phong có rất nhiều người hâm mộ, sau khi những người đó nghe thấy lời quảng cáo của sàn đấu hải đường đều rất tức giận tất cả họ đều kéo đến sàn đấu hải đường để xem miêu khải phong giải quyết khánh tiểu thổ như thế nào chỉ là sau khi đi vào sàn đấu hải đường rất nhiều người đều vô cùng bất ngờ khi biết một tin hôm nay khánh tiểu thổ không chỉ đánh với miêu khải phong mà còn phải đánh với ba người nữa như vậy chẳng phải là bốn đánh một sao chờ đến khi khánh tiểu thổ đối đầu với miêu khải phong hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực rồi điểm mấu chốt nhất là chính Miêu Khải Phong cũng không từ chối thi đấu theo sự sắp xếp này. Điều này chẳng phải có nghĩa là Miêu Khải Phong cũng không nắm chắc chiến thắng trong tay sao. Đúng 7 giờ tối, đội xe của Lý Y Nặc cũng đã đến, bởi vì trận đấu này được quảng cáo quá rầm rộ, cho nên lần này không chỉ có những thiếu gia ăn chơi của Lý Gia đến xem, mà ngay cả rất nhiều cái thiếu gia ăn chơi của Khánh Thị cũng tới. Thành phố số 18 xem như là sân nhà của Lý Thị và Khánh Thị, thế lực của các tập đoàn khác đều bị loại bỏ gần hết, giống như trong thành phố số 7 chỉ có mình thế lực của Trần Thị vậy. Chỉ là, khi rất nhiều người đi vào sàn đấu hải đường đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì họ nhìn thấy một đội xe của Lý Thị rất lạ, có một vài người hiểu biết, thì đã nhận ra biển số của một chiếc xe chính là xe bay chuyên dụng của Lý Trường Thanh. Những nơi thi đấu hắc quyền như thế này, thường chỉ có những thành viên đời thứ ba của tập đoàn mới đến, không ngờ trận đấu đêm nay lại có thể thu hút được cả nhân vật quyền lục của đời thứ hai đến xem. Không chỉ riêng những người này không hiểu nổi, ngay cả Lý Y Nặc, cũng khó có thể hiểu được tại sao nàng lại nhìn thấy đội xe của cô mình lại xuất hiện ở đây. Nàng chậm rãi đi lại gần chiếc xe thì phát hiện trong xe đã không có ai, chỉ còn lại vài tên tài xế vẫn đang ngồi đó. Lý Y Nặc nhìn thấy Nguyệt Nhi liền hỏi, "Cô ta đâu?" Nguyệt Nhi nhẹ nhàng trả lời, "Bà chủ đã đi vào, nàng có giận ta, nếu ta gặp ngài thì bảo ngài là nàng đang đợi ngài ở trong. Chờ một chút, không phải nàng đến đây để tìm ta sao?" Lý Y Nặc kỳ quái nói. Nguyệt Nhi nói, không phải, tối nay bà chủ đến đây để xem quyền Anh. Á, à, sau đó, Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cùng đi vào, nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi chuyện này. Trước kia nàng đã từng mời Lý Trường Thanh đi xem quyền Anh, nhưng sau khi đối phương xem xong một trận thì đã không muốn xem nữa. Khi đó Lý Trường Thanh giải thích là, một đám võ sĩ cấp E đánh nhau thì có gì đáng xem sao. Mấy trận đấu này thật nhàm chán, mấy trận chiến tranh quy mô nhỏ với gia tộc Jindai và Kasima còn thú vị hơn nhiều nhưng một người đã từng xem thường những trận đấu hắc quyền này lại tự mình đến đây, để xem sao. Sau khi đi vào phòng, Lý Trường Thanh đã sớm ngồi trên ghế sofa, hai người Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân đều thận trọng, vì họ đều không biết gì về đối phương. Lý Trường Thanh cười híp mắt nhìn về phía Lý Đồng Vân, Nhiếp nhiếp, mau lại đây. Mấy năm trước ngươi còn nhỏ xíu, ta còn từng bế ngươi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, nhanh đến ngồi bên cạnh cô. Ngươi cũng không nên học theo chị y nặc, của ngươi mà đi tu luyện cái gì mà mãnh hổ giáo phái. Nếu ngươi biến thành như nàng thì cô sẽ không thích nữa đâu. Lý Y Nặc ngồi bên cạnh tức giận nói, cô, ngươi có thích Đồng Vân thì cũng đừng chê ta chứ. Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại đến đây, có phải ngươi có chuyện quan trọng muốn nói với ta đúng không? Ngươi yên tâm, căn phòng này không bị nghe trộm hay giám sát, Giang Tiểu Đường là người rất biết điều. Không phải ta đến để gặp ngươi, ta đến để xem quyền anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói ta nghe nói có một tên võ sĩ tên là khánh tiểu thổ có thể đánh bại võ sĩ hạng hổ ta muốn đích thân đến xem vì muốn tìm một hạt giống tốt cho đội vệ sĩ của mình không phải ngài đã từng nói mấy võ sĩ cấp e không có gì để xem sao hơn nữa không phải những vệ sĩ của ngài đều có thực lực từ cấp d trở lên sao mỹ nữ lực lưỡng chừng to mắt thực lực thấp không quan trọng ta là người phân phối thuốc biến đổi gen muốn cho tăng thực lực của hắn lên cũng không phải là chuyện khó lý trường thanh nói lý y nặc tự nhủ trong lòng chỉ sợ Khánh Trần sẽ không đồng ý tiêm thuốc biến đổi gen đâu. Sàn đấu hài đường chật kín người, chỉ riêng lượng vé vào cửa đã tăng hơn 40% so với ngay thường. Có nhân viên công tác nhớ lại, có lẽ lần cuối nơi này náo nhiệt như vậy là hơn một năm trước. Hôm đó là ngày quyền vương A Phàm thi đấu xác định đẳng cấp ở chỗ này, chỉ trong vòng một đêm, hắn đã trở thành võ sĩ cấp lục địa tuần hành. Lúc này, người dẫn chương trình đang trên đài tạo bầu không khí cho trận đấu, hắn đang cố làm nóng bầu không khí lên hết mức có thể nhưng mà lý trường thanh lại không muốn nghe mấy tiếng ồn ào này nàng nói vọng ra ngoài cửa nguyệt nhi ngươi nói với sàn đấu hải đường bảo người dẫn chương trình này cút đi lý y nặc nhìn người cô nổi tiếng là có thủ đoạn này mà dở khóc dở cười cô đây là quá trình bắt buộc phải có hơn nữa lúc này các võ sĩ đều đang khởi động ở trong phòng thay đồ riêng nếu bắt họ vội ra sân những võ sĩ đó sẽ dễ bị thương hơn vì không được khởi động kỹ càng trận đấu sẽ không hay nữa ừ lý trường thanh suy nghĩ một lúc rồi nói có đạo lý, là do cô không suy nghĩ kỹ, tiểu thổ còn phải khởi động nữa, vậy thì cứ chờ một lúc đi. Sau câu nói này, Lý Y Nhạc lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện. Đúng là đối phương không tìm đến để gặp mình, cũng không phải đến để xem quyền anh, mà đối phương đến để xem Khánh Tiểu Thổ. Lý Y Nhạc biết bây giờ Khánh Trần có rất nhiều fan, nhưng nàng cũng không ngờ được Lý Trường Thanh cũng trở thành một trong những fan hâm mộ của hắn. Chờ chút, đột nhiên Lý Y Nhạc cảm thấy, cô của nàng là người kiêu ngạo như vậy thật sự sẽ trở thành fan của người nào đó sao sẽ không nếu lý trường thanh không phải là fan hâm mộ của khánh trần liệu còn khả năng nào khác sao lý y nặc thử thăm dò một câu khả khả ái ái lý trường thanh vỗ vỗ chắn nàng người nói ai khả khả ái ái không biết lớn nhỏ ta nói sai nói sai lý y nặc che chán vốn dĩ nàng đang suy đoán khánh trần lại dùng thủ đoạn cũ với cô của mình nhưng xem ra không phải như vậy đương nhiên nàng cũng không biết nhất còn rất nhiều thân phận khác nữa những người nghiêm túc thì làm sao có thể có nhiều thân phận được. Bây giờ Lý Y Nhạc lại càng cảm thấy kỳ lạ, hai khả năng trước đều không phải, vậy mục đích mà cô nàng đến sàn đấu Hải Đường rốt cuộc là gì? Chắc chắn không thể nào chỉ đi xem quyền anh được. Lý Đồng Vân đang ngồi trong lòng Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi, "Cô, sao ngươi lại đột nhiên đến xem quyền anh? Có phải ngươi đã chú ý đến võ sĩ nào không?" Là Khánh Tiểu Thổ sao? Lý Y Nhạc tự nhủ trong lòng, Tiểu Đồng Vân hỏi rất đúng lúc, mình còn đang không biết hỏi như thế nào nếu nàng hỏi thì khó mà nhận được câu trả lời chính xác nhưng nếu một đứa trẻ hỏi thì sẽ khác lý trường thanh cười rồi nói với lý đồng vân đúng là cô đến đây vì khánh tiểu thổ đối với lý trường thanh mà nói nàng định để khánh trần làm vệ sĩ bên người mình cho nên chuyện này cũng không phải giấu giếm ai hơn nữa nàng cũng không biết thân phận khác khánh trần không biết thật ra bọn lý đồng vân rất thân thiết với khánh trần lập tức trong lòng ba người lý đồng vân lý y nặc nam canh thần như có một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại tất cả mọi người đều nghĩ theo một hướng khác nhưng đều không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng lý trường thanh liếc nhìn ba người rồi lấy ra điện thoại di động ung dung nhắn cho phương tâm túng hỏa phạm một tin nhắn tiểu lừa gạt sao trước kia ngươi không nói với ta ngươi còn thi đấu quyền anh phương tâm túng hỏa phạm ta sợ ngươi không thích nghề nghiệp này ta thích đương nhiên rất thích lý trường thanh nhắn lại một tin nếu ta nói với ngươi bây giờ ta đang ở trong sàn đấu hải đường chờ xem ngươi thi đấu ngươi có cảm thấy vui mừng không phương tâm túng hỏa phạm đương nhiên ta rất vui lồng bát giác giống như một quái thú chuyên ăn thịt người trước khi đi vào mỗi người đều rất khó biết trước tương lai của mình sẽ ra sao nhưng nếu có ngươi ở đây ta sẽ vì ngươi mà chiến đêm nay ta nhất định sẽ thắng cho tới bây giờ lý trường thanh còn chưa bao giờ được nghe những lời nói như vậy trước kia những người đàn ông đến tán tỉnh nàng cũng đều nơm nớp lo sợ không biết vì sao trong lòng lý trường thanh đang cảm thấy rất khác lạ giống như có một quả đào mọng nước vừa mới hái trên cây xuống đang để ở trước mặt nàng vẻ ngoài xấu xí nhưng lại vô cùng ngon miệng mà khánh trần đang khởi động trong phòng thay đồ cũng không biết chính mình vừa nói với lý trường thanh cái gì hắn nghiêm túc khởi động và làm các động tác giãn cơ cẩn thận như một học sinh đi thi đại học đang kiểm tra lại mỗi chữ trong bài văn của mình bất cứ lúc nào hắn chưa bao giờ lười biếng chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào cửa phòng thay đồ bỗng nhiên mở ra giang tiểu đường không coi ai ra gì mà đi vào khánh trần đứng dậy mặc lên áo nàng khẽ cười nói thế nào sợ chị nhìn thấy sao chẳng phải lát nữa khi lên võ đài ngươi chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi thôi sao khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói hai chuyện này không giống nhau hoàn cảnh khác nhau cách ăn mặc cũng phải khác nhau bây giờ trong phòng thay đồ chỉ có hai chúng ta ta mặc quần áo lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối với chị giang tiểu đường khen ngợi hắn Trước kia ta còn lo ngươi sẽ học cái xấu ở khu thứ 4, bây giờ xem ra ta đã sai rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả nam giới, nữ giới trong khu thứ 4, bao gồm cả ta, đều không phải là người tốt." Khánh Trần vô cùng ngạc nhiên, người chị này hung ác đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng mắng sao? Giang Tiểu Đường tiếp tục nói, "Đêm nay ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mới tự mình đến xem ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong rồi." Khánh Trần gật đầu. "Nếu ngươi muốn hủy trận đấu tối nay, Ta có thể giúp ngươi hủy bỏ bất cứ lúc nào." Giang Tiểu Đường nói. "Không cần đâu." Khánh Trần lắc đầu. Giang Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, "Dù sau khi lồng bát giác đóng lại, nếu chưa quyết định thắng bại thì không thể mở ra, nhưng ta có thể vì ngươi mà phá lệ, trong trận đấu, ngươi chỉ cần giơ ngón cái lên, ta sẽ lập tức sai Quý Hào đi vào cứu ngươi, có hiểu không?" Khánh Trần thành khẩn nói, "Đã hiểu." Hắn không biết vì sao Giang Tiểu Đường lại chuẩn bị chiêu này hắn cũng không biết vì sao đối phương lại đối với mình tốt như vậy chị khánh trần hỏi vì sao ngươi tốt với ta như vậy giang tiểu đường bình tĩnh cười cười bởi vì sư phụ ngươi đã từng có ơn dưỡng dục ta đêm họ bị bắt năm ấy vốn dĩ ta phải bí mật bảo hộ một vài người nhưng vì sợ hãi mà ta đã không làm chuyện này là ta nợ hắn nếu không thể trả cho hắn thì ta sẽ trả lại cho ngươi thật ra khi lý thúc đồng dẫn khánh trần tới đây lần đầu tiên nàng đã biết thân phận thật sự của khánh trần mà lúc này khánh trần cũng hiểu được Khó trách Lâm Tiểu Tiếu vẫn luôn rất tức giận với Giang Tiểu Đường, hóa ra nguyên nhân bởi vì chuyện năm đó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chị, năm đó ngươi bao nhiêu tuổi? Ta biết ngươi muốn an ủi cái gì, năm đó ta đã 19 tuổi, nhưng chuyện này cũng không thể biện hộ cho ta." Giang Tiểu Đường nói, "Hắn đã cứu được ta từ trong tay bọn buôn người từ khi ta còn rất nhỏ. Nếu như không có sư phụ ngươi, có lẽ ta đã giống như rất nhiều người phụ nữ trong khu thứ 4 đang tìm khách ở trên đường." mà không phải đang ngồi hưởng thụ trong sàn đấu hài đường này. Ta, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch, mạng của chúng ta đều do hắn cho. Đêm của 8 năm trước, ta vốn nên trả lại cái mạng này, nhưng ta đã sợ hãi. Giang Tiểu Đường còn nhớ rất rõ, buổi chiều ngày Lý Thúc đồng cứu nàng, hắn đã từng hỏi nàng, nếu một ngày nào đó hắn cần nàng trả lại cái mạng này, nàng có đồng ý hay không? Nếu nàng đồng ý, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống mới, nếu nàng không đồng ý, hắn có thể tìm người nhận nuôi nàng. Giang Tiểu Đường trả lời là đồng ý, sau đó Lý Thúc Đồng đã mua cho nàng bánh kẹo rất ngon, mua cho nàng rất nhiều quần áo mới, còn cho nàng một ngôi nhà và các anh chị em. Cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, trên bộ quần áo mới hôm đó có in những bông hoa nhỏ màu đỏ, bánh kẹo mua ở tiệm Lâm Ký ở hẻm Trường Minh khu thứ 5 thành phố số 18. Nhưng 8 năm trước nàng đã không giữ lời hứa của mình. Sau khi xảy ra chuyện đó, Giang Tiểu Đường vẫn luôn chờ Lý Đông trạch tới giết mình, nhưng nàng vẫn không thấy ai tới. Trong 8 năm này, nàng chưa bao giờ bước ra khỏi khu thứ 4, nàng biết Lý Đông Trạch rất muốn giết mình, nhất định là Lý Thúc Đồng không đồng ý, cho nên đối phương mới không ra tay. Lý Thúc Đồng vẫn là Lý Thúc Đồng coi trọng cảm tình như xưa, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chưa từng thay đổi. Khánh Trần lắc đầu, "Chị, ta không thể thay mặt ai để tha thứ ngươi, nhưng sư phụ đã dẫn ta tới nơi này, còn khiến ngươi biết thân phận của ta, có lẽ hắn đã cho qua mọi chuyện rồi." Giang Tiểu Đường cười rồi sờ lên gương mặt Khánh Trần, "Có lẽ đi?" Vốn dĩ Khánh Trần muốn né bàn tay này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không né, bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay này, không hề pha lẫn bất cứ thứ gì khác, trong phòng. Đúng rồi. Lý Trường Thanh bỗng nhiên nói, các ngươi quen biết võ sĩ tên là Khánh Tiểu Thổ sao? Lý Y Nặc trả lời, ta chỉ đến xem hắn thi đấu, nhưng không quen biết hắn. Có đúng không, ta nghe người ta nói, ba người các ngươi rất thường xuyên tới đây, mà sau khi vị võ sĩ Khánh Tiểu Thổ này xuất hiện thì đến càng thường xuyên lý trường thanh cười híp mắt hỏi trước kia đều là mỗi tuần tới một lần bây giờ là mỗi ngày tới một lần lý y nặc thầm run lên nàng biết cô của mình là một trong những nhân vật thật sự nắm thực quyền trong tay thuộc đời thứ hai của lý thị lý thị là một con quái vật khổng lồ dù lý trường thanh chỉ cai quản một phần nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ phải biết trong trận chiến tranh giành quyền lực ở thành phố số một cho dù lý trường thanh có phải đối mặt với những nhân vật lớn thuộc thế hệ trước của trần thị mà cũng không thua kém chút nào Bây giờ trong thành phố số 1, hơn một nửa số ủy viên hội đồng thành phố đã đi theo Lý Gia. Loại nhân vật này chắc chắn sẽ không dễ lừa, trước khi đối phương tới đây đã sớm điều tra hết mọi chuyện. Lý Y Nặc vẫn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì Lý Đồng Vân đã bình tĩnh nói, cô, là ta xin chị Y Nặc dẫn ta tới, ta rất thích võ sĩ Khánh Tiểu Thổ, ta là fan hâm mộ của hắn. Trong trận đấu đầu tiên, hắn đánh rất hung hãn, còn đánh cho một võ sĩ hạng hổ đến mức phát khóc, trong 6 trận đánh sau này, tất cả những võ sĩ hạng hổ đó đều không phải là đối thủ của hắn, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Thì ra là thế. Lý Trường Thanh cười sờ lên đầu Tiểu Đồng Vân, ngươi thích hắn cũng rất bình thường, nhưng ngươi phải nhớ, không được quên làm bài tập trong gia tộc, ta còn nghe nói, gần đây ngươi rất thường xuyên ngủ gật trong lớp học, hơn nữa còn bắt nạt các bạn nam khác. Lý Y Nặc không ngờ được, ngay cả Tiểu Đồng Vân mà Lý Trường Thanh cũng đi điều tra. Mà hôm nay, khi Tiểu Đồng Vân phải đối mặt với Lý Trường Thanh, nàng không hề căng thẳng một chút nào mà ngược lại còn biểu hiện vô cùng thông minh mỗi câu nói đều rất đúng lúc ngủ gà ngủ gật thì ta nhận sau này ta sẽ sửa lại tiểu đồng vân nói nhưng nếu có ai nói ta bắt nạt các bạn nam là không đúng nhưng chuyện này không phải do ta mà do một vài nam sinh nhà chúng ta quá mềm yếu câu nói này có vẻ đã đánh trúng vào tâm lý của lý trường thanh nàng cười nói chiều nay ta vừa nói chuyện với người phụ trách nhà trường nhà trường nhất định phải mở thêm chương trình học chiến đấu để bồi dưỡng những thành viên trong gia tộc Y nặc, ngươi phải xem lại anh em của ngươi, có một nửa trong số đó chẳng có chút khí phách đàn ông nào, đã không làm việc làm đàng hoàng còn chưa tính, ta còn chưa bắt đầu huấn luyện mà họ đã khóc rớt mướt. Trong lý thị, Lý Trường Thanh là một người vô cùng cường thế, cho nên nàng rất ghét những hậu bối mềm yếu. Khi nàng biết Khánh Trần là một võ sĩ quyền anh, nàng cũng không hề cảm thấy có gì không ổn mà còn rất yêu thích. Lúc này, Lý Y Nặc đã bắt được một chi tiết từ câu nói của Lý Trường Thanh, mở chương trình học chiến đấu, dù sao cũng phải có giáo viên chứ, không phải vị trí giáo viên này đã định cho Khánh Trần rồi chứ? Cô nàng đang muốn tạo một công việc trong gia tộc cho Khánh Trần. Bên ngoài căn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô, sau một lúc, những người xem dưới võ đài đều đứng dậy nhìn Khánh Trần đi vào trong lồng bát giác. Nam canh thần và Lý Đồng Vân cũng đứng dậy đi đến trước cửa thủy tinh, tập trung tinh thần xem trận đấu. Lý Trường Thanh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, có lẽ các ngươi không biết, 7 ngày trước Miêu Khải Phong đã mua được một liều thuốc biến đổi gen từ tay một thương nhân chợ đen là tô hành chỉ, liều thuốc đó do ta bán ra. Cho nên, có lẽ bây giờ Miêu Khải Phong đã không còn là cấp E nữa, mà là cấp D, có sàn đấu quyền anh khác ghen tị với sàn đấu hải đường, muốn cấp mối làm ăn từ tay giang tiểu đường, cho nên muốn đánh chết khánh tiểu thổ ngay trong lồng bát giác. Lý Y Nặc bỗng nhiên trợn mắt nhìn, nàng không ngờ lại xuất hiện chuyện này, Miêu Khải Phong muốn gian lận ngay trước mặt mọi người. Bình thường sẽ không có võ sĩ nào muốn ẩn giấu cấp bậc, bởi vì tỷ lệ chia hoa hồng giữa hạng hổ và cấp lục địa tuần hành khác nhau rất lớn, người ẩn giấu cấp bậc sẽ kiếm ít đi mấy trăm nghìn trong mỗi trận đấu. Hơn nữa, hành động phá hoại này chắc chắn sẽ kết tử thủ với Giang Tiểu Đường, chỉ cần Miêu Khải Phong vẫn còn sống ở thành phố số 18, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của sàn đấu Hải Đường, hơn nữa, những võ sĩ khác cũng sẽ khinh bỉ hắn. Đây là luật của giang hồ, đến lúc đó sẽ không có ai có thể giúp hắn. Nhưng xem ra, lợi ích đã lớn đến mức đủ để khiến Miêu Khải Phong bị quá hóa liều. Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói, chuyện này do bốn sàn đấu cùng lên kế hoạch, buổi tối hôm nay, nếu Miêu Khải Phong thắng, họ đã chuẩn bị tất cả xe cộ để đưa Miêu Khải Phong đến sống ở thành phố số 23 của gia tộc Jindai. Hơn nữa, họ sẽ cho Miêu Khải Phong một số tiền rất lớn, số tiền cá cược đêm nay cũng thuộc về Miêu Khải Phong. Miêu Khải Phong đã 37 tuổi, đã bước sang tuổi trung niên, hắn đã bắt đầu xuống dốc rồi, hắn muốn rút lui nếu hắn thua thì sao lý y nặc hỏi tất nhiên là bốn nhà sẽ giết người diệt khẩu lý trường thanh cười híp mắt nói nhưng có lẽ họ không hề cân nhắc đến vấn đề này đúng vậy sao cấp lục địa tuần hành lại có thể thua hạng hổ được tranh lệch những một cấp bậc cơ mà một giây sau nam canh thần đã muốn chạy ra khỏi phòng phản ứng đầu tiên của hắn chính là tranh thủ thời gian trước khi trận đấu bắt đầu để thông báo cho khánh trần một khi lồng bát giác đóng lại thì mọi chuyện đã không thể nào thay đổi nữa nhưng đã có một bàn tay nhỏ ở bên cạnh vụng trộm kéo nhẹ ống quần của hắn, ra hiệu cho hắn không được tùy ý hành động. Trong nhận thức của Lý Y Nhạc và Lý Trường Thanh, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần, chỉ đến đây vì thích xem trận đấu của Khánh Trần mà thôi, không liên quan gì đến chuyện người du hành thời gian. Nếu như lúc này Nam Canh Thần là lộ chuyện hắn có quen biết với Khánh Trần, như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ liên tưởng ra một điều, chắc chắn Khánh Trần cũng là một người du hành thời gian. Nếu thông tin này bị lộ, bây giờ ở thế giới trong có rất nhiều người căm ghét người du hành thời gian. Hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Trường Thanh nhìn ba người trong phòng, nàng cảm thấy có gì đó là lạ, "A, à, sao các ngươi không đi cứu hắn? Dựa theo suy đoán của ta, các ngươi phải nhanh chóng đi cảnh cáo hắn mới đúng chứ?" "Tiểu Đồng Vân, ngươi là fan hâm mộ của hắn, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho hắn sao? Ngươi là fan hâm mộ giả sao?" Tiểu Đồng Vân nhẹ nhàng cười nói, "Cô, ngài đã định thuê hắn làm vệ sĩ, làm giáo viên chiến đấu của trường học nhà chúng ta, chắc chắn ngươi biết hôm nay hắn sẽ không thể nào chết được, cho nên ngài mới không gấp gáp." Chúng ta còn gấp làm cái gì?" Ánh mắt Lý Trường Thanh sáng lên, nàng lập tức kéo bé gái vào trong ngực rồi xoa nắn, "Trước kia nghe người ta nói ngươi rất thông minh, ta còn không tin, bây giờ ta tin rồi, ngươi thông minh từ nhỏ giống y như cô, sau này đi theo cô học tập thêm." Lý Y Nhạc vô cùng sửng sốt, không phải Lý Trường Thanh đang coi Tiểu Đồng Vân làm người nối nghiệp nàng để nuôi dưỡng đấy chứ? "Nàng nói đùa, cô, trước kia ta nói muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không đồng ý mà." Lý Trường Thanh ghét bỏ nói, "Lúc ngươi 10 tuổi có thông minh như Tiểu Đồng Vân không? Khi còn bé ngươi ngu như vậy, mang theo bên người rất vướng víu." Lý Y Nặc. Thật ra Lý Y Nặc không ngu ngốc, chỉ là khuôn mặt nàng lúc đó nhìn khá đần. Lý Đồng Vân có thể nghĩ ra được thì đương nhiên nàng cũng có thể nghĩ ra được, cho nên vừa rồi nàng mới không nhúc nhích. Lý Y Nặc không muốn cô biết quá nhiều manh mối, tránh việc nàng đoán được chuyện này có liên quan đến thất thúc Lý Thúc Đồng. Trong căn phòng, chỉ có mình Nam Canh Thần muốn chạy ra nhắc nhở Khánh Trần chính xác mà nói ba người phụ nữ trong phòng đều vô cùng thông minh chỉ có mình nam canh thần là ngu ngốc không hiểu chuyện gì nhưng trên đời này chỉ có tình cảm của những kẻ ngu ngốc mới đơn giản nhất trực tiếp nhất dù lý đồng vân và lý trường thanh đều nói khánh trần không sao nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng sắp bắt đầu rồi nam canh thần nói trận đấu sắp bắt đầu trong phòng trở nên yên tĩnh tất cả mọi người đều rất chăm chú nhìn về phía lồng bát giác khánh trần đang đứng giữa lồng bát giác Bên ngoài lồng sắt màu đen là thế giới rộng lớn ồn ào, mọi người hò hét ầm ĩ, bây giờ rõ ràng đã là đầu mùa đông, nhưng sức nóng ở nơi này làm người ta cảm thấy như đang giữa cái nắng hè chói chang, tiếng ồn ào như những tiếng ve sầu trên cây. Con người của thiếu niên chợt nheo lại, ghi chép và phân tích mọi thứ trước mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Người dẫn chương trình mặc áo đuôi tôm đang đứng lồng bên ngoài bát giác, hắn đã bỏ chiếc mũ dạ trên đầu và đang cúi đầu nói chuyện với khán giả xung quanh giống như một thằng hề một con cờ bạc giơ lên chiếc phiếu cực trong tay gào thét khàn cả giọng vì quá hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng gân xanh nổi đầy ở trên cổ có một người đàn ông trung niên xen lẫn ở trong đám người đang nhìn hắn nhẹ nhàng cười khuôn mặt của đối phương đã thay đổi nhưng bộ quần áo thể thao màu trắng lại vô cùng bắt mắt ở trong đám người đã mất lý trí sự bình tĩnh và nụ cười nhẹ của đối phương lại giống như là một dòng suối mát giống lời đối phương từng nói sau này con đường ngươi đi có rực rỡ ra sao thì ta chỉ đi cùng ngươi đoạn đường này đoạn đường còn lại ta sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng ta sẽ vụng trộm nhìn. Trong lồng bát giác, Khánh Trần nở một nụ cười, trên võ đài như đã yên tĩnh lại, tiếng hò hét inh ỏi của những người người xem và người dẫn chương trình đều biến mất. Khánh Trần thầm hiểu được, hắn biết đây là lần cuối cùng sư phụ đến xem trận đấu của mình trước khi đi xa. Lý Thúc Đồng biết rõ việc Khánh Trần không có nhiều kiến thức thực chiến, cho nên hắn mới tự tay dẫn đồ đệ bảo bối của mình lên võ đài, mặc cho đối phương tự vượt qua bão táp trong lồng bát giác, Bây giờ, đồ đệ bảo bối của hắn muốn chứng minh chính mình trên võ đài này, sao hắn có thể không đến xem được cơ chứ? Sau khi xem xong trận đấu này, hắn có thể yên tâm rời đi. Lý Thúc Đồng phát hiện, trong lòng bát giác, Khánh Trần không hề có vẻ sợ hãi chút nào. Thật ra tất cả những người trong cuộc đều biết tối nay rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không hề nhìn thấy chút biểu cảm sợ hãi nào trên gương mặt Khánh Trần. Điều này rất tốt. Những người có thể tay không trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, đều sớm đã vứt bỏ sự yếu đuối trong cuộc đời ở dưới vách núi ý nghĩ lùi bước đã sớm biến mất trong ánh nắng ban mai phía chân trời chỉ còn lại bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên dũng khí đối mặt với thử thách mà không quay đầu lại mà người thiếu niên nên có lúc này võ sĩ đầu tiên đã chậm rãi đi vào trong lồng bát giác khánh trần nhìn đối phương một chút rồi nói với trọng tài không cần đóng cửa trọng tài vô cùng kinh ngạc thậm chí hắn còn chưa kịp hiểu được ý nghĩ câu nói này của khánh trần ngay lập tức thiếu niên đã lách mình trước mặt tên võ sĩ hạng hổ kia khánh trần liên tục ra đòn đối phương lập tức giơ hai tay ra trước mặt để ngăn cản, lợi dụng xương cánh tay để phòng thủ. Thế nhưng, không đợi đối phương nghĩ ra cách ứng phó với đòn tấn công tiếp theo, thiếu niên đã thay đổi tư thế, hắn bỗng nhiên thu cánh tay, bước một bước dài rồi dùng khuỷu ta đánh vào lớp phòng thủ của đối phương. Ngay cả những người ở thế giới ngoài cũng khó có thể nhận ra, đây là chiêu tấn công bằng khuỷu tay trong bát cực quyền. Hắn đã sớm thành thạo tất cả những kỹ năng này. Đòn tấn công bằng khuỷu tay này mạnh mẽ như một con trâu rừng lạc đàn trên hoang dã, mạnh mẽ đánh tan lớp phòng thủ của đối phương khiến hai tay đối phương gãy vụn thiếu niên lại bước sang một bước rồi xoay eo quay người dùng chân phải đá ra một đòn vào còng của đối phương sát khí mà thái quyền tỏa ra giống như thực chất tên võ sĩ kia bay ra sau rồi đâm mạnh vào thành lồng bát giác hắn mắc trên đó một lúc rồi mới rơi xuống mặt đất trong trận đấu trước khánh trần đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu vô cùng kinh khủng của mình đó là tập hợp tất cả những gì tinh túy nhất của các kỹ năng chiến đấu đương đại tất cả đều căn cứ vào tính toán Tất cả mọi chuyện đều để chuẩn bị cho đêm nay, mà bây giờ, Khánh Trần không hề ẩn giấu mà thể hiện ra sức mạnh cường đại của mình, kỵ sĩ luôn là người mạnh nhất trong những người cùng cấp, sức mạnh đã gần đạt đến cấp D, cho nên, khi hắn bộc lộ ra sức mạnh của mình, đối thủ của hắn không có sự chuẩn bị trước, hắn cảm thấy mình chậm chạp như người rơm trên ruộng lúa, dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Đến tận bây giờ, trọng tài mới hiểu được vì sao đối phương không muốn đóng cửa, bởi vì đóng cửa thì đúng là vẽ chuyện. Những người ở trong phòng thấy cảnh này thì đều giật mình. Hai người nam canh thần và Lý Đồng là những người cảm thấy chấn động nhất. Phải biết rằng, mới hai tháng trước, thiếu niên kia vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 rất bình thường mà thôi. Lý Đồng Vân khó có thể liên tưởng người đang đứng, trong lồng bát giác kia với thiếu niên làm cơm giang trứng cho mình, những chuyện mà đối phương đã trải qua ở thế giới trong nhiều hơn mình rất nhiều. Mà Lý Trường Thanh thì vẫn ngồi ở trên ghế salon, nàng cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời nhìn vào lồng bát giác. Trước kia nàng chỉ biết Khánh Trần lợi hại, mà không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Dường như ở đây chỉ có mình bán thần, như Lý Thúc Đồng là đang nhắm mắt trầm tư gì đó, khi võ sĩ vừa rồi bị đánh vào thành lồng bát giác, đó là hình thức ban đầu của chiêu đánh người như treo tranh. Đánh người như treo tranh không phải kỹ năng của riêng kỵ sĩ, sau khi va vào chướng ngại vật, kỹ năng này sẽ khiến xương cốt người bị đánh vỡ ra như bùn, sức mạnh của đòn tấn công sẽ không tiêu tán ngay lập tức, mà sẽ kéo dài một khoảng thời gian, trên người tên võ sĩ kia chắc chắn đã gãy rất nhiều xương, dây chẳng cũng bị rứt rất nhiều chỗ, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể đi vào lồng bát giác một lần nữa. Nói cách khác, kỹ năng phát lực mà Khánh Trần vừa sử dụng, đã có thể khiến 10 phần sức mạnh tăng lên thành 12 phần. Lấy eo làm trục, lấy mặt đất làm chỗ dựa, di chuyển hết thảy. Cơ thể của con người đã bị Khánh Trần lợi dụng để biến thành một cỗ máy lạnh băng. Người tiếp theo, ở trong lồng bát giác, Khánh Trần nhìn về phía trọng tài ở gần cửa. À, trọng tài mới sực tỉnh. Bây giờ, mời người tiếp theo, võ sĩ Thành Đức. Thành Đức đã bỏ cuộc. Bây giờ xin mời. Vị võ sĩ thứ ba cũng đã bỏ cuộc. Những người đến phá đám sợ hãi nhìn võ sĩ đầu tiên bị khiêng ra như, đống bùn nhão nằm trên cáng cứu thương. Họ có thể vì tiền mà đến phá đám, họ cũng có thể chết trong lồng bát giác, nhưng họ không muốn trở thành người không ra người, quỷ không quỷ như thế. Khánh Trần không để ý đến chuyện này, hắn biết những người nhắm vào hắn sẽ hành động trong đêm nay cho nên hắn sẽ không nhân từ với bất cứ kẻ nào. Lúc này, có vài khán giả đã gọi tên Miêu Khải Phong, vị quyền vương hạng hộ ở khu thứ 4 này rất nổi tiếng, thậm chí có một nửa số người đến xem trận đấu đêm nay là vì hắn. Đối với những khán giả này, mỗi năm đều có những người mới nổi lên, nhưng Miêu Khải Phong mới luôn là người chiến thắng trong lồng bát giác. Trọng tài thấy thế liền hô to, bây giờ, xin mời võ sĩ cuối cùng đến khiêu chiến trong đêm nay, hắn là quyền vương hạng hộ ở khu thứ 4, hắn còn là quyền vương hạng hộ trong 8 năm liên tiếp. Khánh Trần không quan tâm đến những danh hiệu này mà yên lặng quan sát khán đài. Ở trong những đám người đang xôi trào kia, có hơn 100 người đang bình tĩnh quan sát hắn. Những người này đến đây đều có mục đích, thậm chí trong đó còn xuất hiện cả lộ viễn của Côn Luân. Giờ phút này, Khánh Trần đang nghĩ, những thế lực như Cửu Châu, hay người nắm giữ con tem ác ma chắc chắn cũng đang ở trong đám người đó. Hắn ghi nhớ gương mặt của từng người trong số đó, vào trong đầu để dự phòng cho tương lai giờ phút này ba người lâm tiểu tiếu diệp vãn lý đông trạch đã thay đổi gương mặt rồi đứng lần trong đám người đang bàn luận xôn xao lâm tiểu tiếu nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của lý đông trạch không phải ngươi nói có người đang chuẩn bị vây công hàng xã sao sao ngươi còn nhàn nhã đến đây xem quyền anh ta nghe diệp vãn nói những người vây công ngươi lần này có tập đoàn đứng sau lưng làm chỗ dựa lý đông trạch lạnh lùng trả lời khi nào tập đoàn còn chưa công khai tấn công những tên dâu ria kia không là gì cả ta muốn đến xem người mạnh hơn ta trông như thế nào Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói, ngươi vẫn chưa quên được sao? Ngươi xem, ta và Diệp Vãn đều buông tay rồi. Lý Đông Trạch liếc mắt nhìn hắn một cái, đàn ông là phải phấn đấu cả cuộc đời mình như ông chủ, nếu buông bỏ được thì cuộc sống này đã không còn ý nghĩa nữa. Diệp Vãn chậm rãi mở miệng, hai người cãi nhau tiếp đi, nhưng đừng lôi ta vào, cảm ơn. Lý Đông Trạch nói Khánh Trần mạnh hơn hắn, không phải vì Khánh Trần có thể đánh bại hắn, mà bởi vì lúc trước hắn không thể trở thành kỵ sĩ, mà Khánh Trần lại có thể vượt qua cửa ải khó khăn kia trong mắt hắn, kỵ sĩ chính là tín ngưỡng, Khánh Trần có thể vượt qua cửa ải vấn tâm của kỵ sĩ thì chính là mạnh hơn hắn. Không thể trở thành kỵ sĩ là nỗi ám ảnh cả đời của Lý Đông Trạch. Hắn thở dài rồi nói, giết những kẻ cung cấp như giết chó, khi còn là thiếu niên ta đã không bằng hắn, thật sự là thiên tài. Lâm Tiểu Tiếu, sau này ngươi đừng nói chuyện nhiều với Khánh Trần, ta sợ tính cách của ngươi sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hắn. Lâm Tiểu Tiếu biến sắc, ngươi vừa nói cái gì cơ, cái gì gọi là sau này ta bớt nói chuyện với hắn. Quan hệ giữa ta và Khánh Trần tốt như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Lý Đông Trạch bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói, cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Lâm Tiểu Tiếu giận tím mặt, cấp bậc của ta cao hơn so với ngươi. Lâm Tiểu Tiếu, câu nói này lập tức đâm vào đúng chỗ đau của Lâm Tiểu Tiếu, cho đến bây giờ, hắn và Diệp Vãn vẫn chỉ dừng lại ở cấp B mà không thể nào tiếp tục thức tỉnh được nữa. Mà 8 năm trước Lý Đông Trạch đã bí mật đột phá, hắn thật sự là thiếu niên thiên tài lúc này diệp vãn vẫn đang nhìn miêu khải phong vừa lên võ đài hắn bỗng nói cơ bắp có sự thay đổi nhịp bước cũng khác tên miêu khải phong này chắc chắn đã vụng trộm thăng cấp lên thành cấp lục địa tuần hành trong ba người dù lý đông trạch có cấp bậc cao nhất nhưng diệp vãn lại là người có kỹ thuật tốt nhất cho nên hắn nói miêu khải phong đã thăng cấp lên thành lục địa tuần hành chuyện này chắc chắn sẽ không sai kiên nhẫn xem đi ông chủ từng dặn không cho chúng ta ra tay lâm tiểu tiếu nói lý đông trạch khinh thường nói không cần ngươi nhắc Miêu Khải Phong cao 1m9, cao hơn Khánh Trần gần nửa cái đâu, cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí khi đi cửa sắt nhỏ của vào lồng bát giác còn phải hơi cúi đầu. Khi hắn đứng trước mặt Khánh Trần, chẳng hiểu tại sao tất cả khán giả đều cảm thấy thiếu niên mạnh mẽ lúc trước lại có vẻ, hơi gầy yếu. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Khánh Trần không quan tâm đến ánh mắt của Miêu Khải Phong, mà tự mình đi lại gần chiếc cửa sắt nhỏ rồi khóa cửa lồng bát giác lại. Vừa rồi, Khánh Trần bảo trọng tài không cần đóng cửa, bởi vì lãng phí thời gian, mà bây giờ, khi hắn phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì lại chủ động đi khóa cửa. Sắc mặt của thiếu niên bình tĩnh đến đáng sợ. Miêu Khải Phong đứng đối diện hắn bình tĩnh nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đừng trách ta. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, ta từng nghe người ta nói, trong lòng bát giác, mỗi một đòn tấn công đều là đáp án, đều là kết quả của sự cố gắng trước kia của ngươi. Ở chỗ này, chỉ khi đánh bại được đối thủ mới có thể chứng minh ngươi đã tiến bộ hơn so với ngày hôm trước. Nghĩa là gì? Miêu Khải Phong không hiểu nổi. Khánh Trần nói, ở trong lồng bát giác thì đừng nói đến tiền tài danh lợi, sẽ phân tán sự chú ý. Sau một lúc, Miêu Khải Phong xông về phía Khánh Trần như mãnh hổ, hắn tung ra một đòn. Mà hai tay Khánh Trần lại đột nhiên hợp lại thành một cánh cửa, nghiêm túc đón đỡ đòn tấn công. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến khán giả bên dưới cảm thấy vô cùng quen thuộc, khi bắt đầu trận đấu vừa rồi, mọi chuyện cũng xảy ra như vậy, nhưng vị trí nhân vật bây giờ đã thay đổi. Khi hai bên vừa tiếp xúc với nhau, cả người khánh trần đã bay về phía sau lưng hắn đập mạnh vào lưới sắt miêu khải phong thể hiện ra sức mạnh vô cùng kinh khủng thậm chí có vài khán giả đã phát hiện trận đấu này giống như trận chiến của cấp lục địa tuần hành trong phòng bọn người nam canh thần đều siết chặt nắm tay bây giờ họ đã xác nhận lời nói của lý trường thanh hoàn toàn chính xác tên miêu khải phong này chắc chắn đã vụng trộm tiêm một liều thuốc biến đổi gen lý y nặc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lý trường thanh cô người của ngươi sắp xếp đâu khi nào thì sẽ ra tay cứu hắn sắc mặt lý trường thanh cũng đã lạnh xuống bởi vì họ đều nhận ra lực lượng của khánh trần kém xa so với miêu khải phong khánh trần có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nàng lạnh lùng nói hiện tại trên khán đài một thanh niên chân thọt đang nhanh chóng đi về phía lồng bát giác hắn là cao thủ dưới chứng lý trường thanh tên là lão lục đêm nay hắn phải bảo đảm an toàn tính mạng cho khánh trần nhưng khi hắn đang chuẩn bị lại gần thì lại có người ở phía sau nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên trên vai hắn một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng vừa cười vừa nói, không nên cử động, không nên quay đầu lại, nếu không ngươi sẽ chết. Toàn thân lão lục cứng ngắc, hắn không dám quay đầu nhìn khuôn mặt của đối phương, hắn chỉ cảm thấy hai ngón tay đặt trên bả vai kia nặng như hàng vạn cân, khiến hắn không thể động đậy. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu nổi, người sau lưng hắn đã đạt, đến cấp bậc gì mới có thể khiến mình cảm thấy áp lực như vậy, giống như sau lưng hắn đang có một tòa núi lớn áp sát, đỉnh núi đã chất đầy tuyết động, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tuyết lở là kẻ thù thiếu niên kia không muốn để mình ra tay cứu hắn sao? Nhưng sao đối phương lại có thể phát hiện mình trong đám người cơ chứ? Lão Lục nghĩ mãi không hiểu. Lý Thúc Đồng vui vẻ nói, ta không muốn giết ngươi, hai chúng ta sẽ đứng ở chỗ này xem hết trận đấu. Nói xong, lực chú ý của Lý Thúc Đồng đã không còn ở trên người Lão Lục nữa. Hắn chăm chú nhìn vào lồng bát giác, hắn muốn xem đồ đệ mình phá kén một lần nữa. Khi mọi người đều nghĩ Khánh Trần có thể sẽ phải chết, chỉ có vị sư phụ này hiểu rõ đồ đệ mình nhất cho nên hắn mới ngăn cản tất cả người muốn cứu giúp bởi vì không cần thiết nếu thật sự phải cứu khánh trần có sư phụ hắn ở đây cần gì phải đợi những người khác ra tay trong phòng bọn người lý trường thanh vẫn chờ người đến cứu hắn nhưng đợi mãi cũng không thấy ai xuất hiện sắc mặt của trưởng công chúa đời thứ hai đã bắt đầu tái nhợt nàng biết chắc chắn đã có người giữ chân lão lục nam canh thần lý đồng vân vừa mới yên tâm bây giờ lại bắt đầu lo sợ cùng lúc đó Giang Tiểu Đường đang ngồi trong căn phòng ngay sát phòng VIP số 001, nàng vẫn luôn chờ Khánh Trần giơ ngón cái ra hiệu cầu cứu với nàng, nhưng mãi vẫn không đợi được. Trong lòng bát giác, mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa, nhưng lần này Khánh Trần đã không chật vật như đối thủ lần trước của hắn. Ngay khi lưng hắn vừa đập vào lưới sắt, cơ bắp ở sau lưng đã phồng lên để bảo vệ xương cốt và gân mạch không bị tổn thương. Đòn tấn công này nhiều nhất chỉ có thể khiến cơ bắp sau lưng hắn sưng đau thôi. Miêu Khải Phong hơi kinh ngạc hắn không ngờ sau khi thiếu niên trúng một đòn toàn lực của mình mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra ngay trong khoảng khắc hai bên tiếp xúc lẫn nhau hắn cảm thấy sức mạnh của mình truyền vào hai tay của khánh trần nhưng lượng sức mạnh đó cũng không dừng lại ở hai tay kia mà giống như bọt biển mà truyền ra phía sau từ hai tay đến eo rồi đến hai chân rồi dần dần biến mất loại kỹ xảo này khiến người ta phải kinh ngạc nhưng đáng tiếc miêu khải phong là đối thủ của khánh trần ở trận chiến sinh tử trong lồng bát giác hắn khó mà có thể kính nể một tên đối thủ được Khánh Trần đã rời khỏi rìa lồng bát giác, hắn nhất định phải tránh việc bị ép vào góc. Ngay từ khi nghe được lời nhắc nhở lúc trước của Hoàng tử Hiền, trong lòng Khánh Trần đã có suy đoán, đối thủ tiếp theo của hắn có lẽ sẽ gian lận, mà bây giờ hắn đã có thể xác định được, chắc chắn đối thủ đang đứng trước mặt hắn cao hơn hắn một cấp bậc. Chuyện này cũng không khó đoán, bởi vì hắn đạt tới đỉnh cấp E, cho nên người mạnh hơn hắn nhất định là cấp D. Khán giả trên khán đài chợt phát hiện, từ khi bắt đầu trận đấu này, Khánh Trần đã thay đổi phong cách chiến đấu từ chủ động tấn công biến thành liên tục phòng thủ thời gian trôi qua từng giây từng phút phương thức chiến đấu của hai bên không thay đổi chút nào mọi người chỉ cảm thấy miêu khải phong đã hoàn toàn đè ép khánh tiểu thổ thực lực giữa hai võ sĩ hạng hổ sẽ khác nhau như thế sao nhưng những khán giả này cũng không phải người chuyên nghiệp cho nên họ cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng đúng lúc này có tin nhắn được gửi tới điện thoại di động của từng người bảy ngày trước quyền vương hạng hổ là miêu khải phong đã mua một liều thuốc biến đổi gen của lý thị nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quyền vương đã thăng cấp thành lục địa tuần hành. Trong tin nhắn này còn kèm theo hơn 10 tấm hình Miêu Khải Phong mua thuốc biến đổi gen, người gửi tin nhắn là số máy chính thức của sàn đấu hải đường. Sau khi tin nhắn này được gửi đến, lúc đầu chỉ có vài người trên khán đài chú ý đến, sau đó dần dần truyền ra xa. Trên khán đài bắt đầu xôn xao, khó trách Miêu Khải Phong có thể hoàn toàn chèn ép Khánh Trần, hóa ra vị quyền vương hạng hổ này đã thăng cấp lên thành lục địa tuần hành. Trong lòng mọi người đều hiểu được, kỹ năng và sức mạnh mà Khánh Tiểu Thổ biểu hiện ra lúc trước cũng đã là hạng hổ đỉnh phong, cho nên rất khó có đối thủ nào có thể đánh thắng. Mọi người còn cho là hắn là người có hy vọng nhất để khiêu chiến ngôi vị quyền vương, có thực lực tương đương với Miêu Khải Phong. Cũng vì mọi người cảm thấy trận đấu này sẽ là trận đấu giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài, cho nên đêm nay mới có nhiều người đến sàn đấu hải đường như vậy. Cho nên, khi tin nhắn vạch trần sự thật được gửi đi, mọi người đều biết tin tức này là thật. Nếu không thì không thể giải thích được vì sao Khánh Tiểu Thổ lại bị động như vậy. Có vài con bạc đặt cược vào Khánh Trần đã bắt đầu chửi rùa, họ còn hô to Miêu Khải Phong không biết xấu hổ. Mà một số người lại nhìn lồng bát giác mà giật mình, nếu Miêu Khải Phong thật sự gian lận, vậy mà Khánh Tiểu Thổ lại có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ mà không thua cuộc. Giờ phút này, Khánh Trần cảm thấy toàn thân đều đang đau đớn, giống như như trận chiến đầu tiên khi hắn phải đối mặt với Hoàng Tử Hiền. Hắn cảm thấy mình như đang đứng trong một trận mưa rào tầm tã, từng giọt mưa rơi xuống, Dần dần dập tắt ngọn lửa trên người hắn, Lý Thúc Đồng lẫn trong đám người lặng lặng, thờ ơ nhìn mọi chuyện. Phía trước hắn là lão Lục không dám động đậy, chỉ là lão Lục cảm thấy hai ngón tay đặt trên vai mình đang dần dần dùng sức. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, người sau lưng hắn không phải kẻ thù của Khánh Trần, mà là người bảo vệ hắn. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao đối phương vẫn không ra tay cứu người? Ở trong phòng Giang tiểu đường lớn tiếng nói vào trong bộ đàm, mở lồng bát giác ra. Quý hào đứng bên cạnh nói, bà chủ, giang hồ quy củ. Đi mẹ nhà hắn quy củ, là họ làm trái với quy củ trước. Giang tiểu đường mắng một tiếng, mở lồng bát giác ra. Trọng tài nghe thấy mệnh lệnh, lập tức đi về phía cửa sắt nhỏ, chuẩn bị mở cửa lồng kết thúc trận đấu này. Ngay trong lúc này, giọng nói của Khánh Trần tại vang lên trong lồng bát giác, không được phép mở. Trọng tài ngây ngẩn cả người, những khán giả có thể nghe thấy giọng nói của khánh trần cũng ngây ngẩn cả người khi mọi người đều nghĩ là khánh trần sẽ chết trong lồng bát giác mà bây giờ đối phương vẫn còn sức lực quan sát xung quanh thiếu niên nhìn thấy trọng tài muốn kết thúc trận đấu thì lại lên tiếng ngăn cản không ai nhìn thấy dù thiếu niên đã rất mỏi mệt và đau đớn nhưng ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh táo hơi thở vẫn nhịp nhàng như cũ hắn đã vứt bỏ cảm giác đau của bản thân để biến thành một thợ săn vừa lạnh lùng vừa lý trí nếu là trước đây có lẽ khánh trần đã bỏ cuộc rồi dù sao thì hắn đang phải đối mặt với một đối thủ cao hơn hẳn một cấp bậc nếu cố gắng kéo dài chỉ khiến bản thân bị thương thêm nhưng hôm nay hắn không thể buông bỏ bởi vì sư phụ đang nhìn hắn khánh trần biết rõ sư phụ còn chuyện quan trọng hơn phải làm sư phụ còn phải cứu người rất quan trọng lý do sau khi đối phương giả chết mà còn ở lại đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính muốn xem khánh trần có thể lên đường một mình hay không đây là tâm nguyện cuối cùng của người làm sư phụ như lý thúc đồng trước khi kiên quyết chạy theo lý tưởng của mình lúc trước khánh trần đã từng lục lại ký ức rõ ràng đối phương cũng có mặt trong trận đấu lần trước sư phụ vẫn luôn bên hắn cho nên lần này khánh trần mới kiên trì không sử dụng chân khí của kỵ sĩ không sử dụng thu diệp đao hắn muốn dùng kỹ năng và thực lực của mình để chứng minh cho sư phụ hắn thấy hắn đã có thể tự mình đi xa hắn đã có thể tự mình bước đi trên con đường dài nhất trong tất cả những con đường trên đời hai mắt khánh trần nhìn xuống dưới từng giọt mồ hôi trượt xuống cầm hắn cơ thể của hắn giống như máy móc đang cố làm theo những suy nghĩ trong đầu không sai hắn đang cố hết sức để phòng ngự những đòn tấn công của miêu khải phong câu nói kia có nghĩa là cược đời này giống như một ngọn nền đốt cháy từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối đều sáng rọi những thứ kia xinh đẹp hùng vĩ như bản giao hưởng âm thanh của cuộc sống hô hấp khánh trần đã không còn suy nghĩ lung tung nữa vĩnh viễn thiếu niên sau khi khánh trần phát hiện miêu khải phong vì tấn công liên tục mà dần dần tiêu hao thể lực hô hấp của hắn ta đã xuất hiện một lần hỗn loạn mọi người đều nghĩ những trận đấu trong lồng bát giác dùng để so đấu kỹ năng và sức mạnh nhưng vẫn trong phạm trù của con người giữa hai con dã thú thì khác thứ họ so đấu chính là sự kiên nhẫn và thời cơ nếu hắn muốn phản kích lại thì là thời gian chính là ngay bây giờ ngay khi miêu khải phong đang ra đòn tấn công khánh trần liên tục khánh trần chợt run người rồi nói nát khánh trần sử dụng sức lực trên toàn thân nắm đấm của hắn đánh chính xác vào đầu gối của miêu khải phong xương ngón tay cứng rắn của hắn đập thật mạnh vào sụn gối của đối phương xương sụn ở đầu gối vỗn dĩ đã rất yếu ớt bị đòn này của hắn làm biến hình răng rắc một tiếng đối thủ của hắn đã gục ngã nhưng mà khánh trần không tiếp tục tấn công thêm mà nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đối phương để cho mình chút thời gian để điều chỉnh đòn vừa rồi của miêu khải phong đã đánh gãy ít nhất hai chiếc xương sườn của hắn chỉ là so với việc gãy xương sườn thì rõ ràng chân gãy còn thê thảm hơn nhiều lúc này mọi người mới nhớ lại lần đầu tiên khánh trần đi vào lồng bát giác khi đó hắn cũng dùng phương thức chiến đấu hung ác như thế này với hoàng tử hiền sau khi tăng cường thực lực rất nhiều võ sĩ đã không còn chiến đấu liều mạng như trước nữa điều này giống như một lời nguyền của lồng bát giác kỹ năng và dũng khí sẽ khó mà cân bằng được như thể trong quá trình học tập kỹ năng mỗi người đều sẽ đánh mất huyết tính của chính mình nhưng lúc này rất nhiều người mới ý thức được dù thiếu niên đã có được những kỹ năng rất tốt sức mạnh của hắn cũng đã đạt hạng hổ đỉnh phong, nhưng cho tới bây giờ, đối phương vẫn là một người rất hung ác, chưa bao giờ thay đổi cả. Khán đài đáng nhẽ ra phải xôi trào thì lại trở nên yên tĩnh. Thắng bại chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhanh đến mức mọi người đều không phản ứng kịp. Đầu gối phải của Miêu Khải Phong đã vỡ vụn, chắc chắn hắn không thể nào chiến thắng được. Nhưng vấn đề là, nếu Khánh Trần có thể đánh bại Miêu Khải Phong, lúc đầu thì sẽ thăng lên làm quyền vương hạng hổ. Nhưng bây giờ Miêu Khải Phong đã thăng cấp lên thành cấp lục địa tuần hành, vậy nếu khánh trần dùng thân phận là hạng hổ để đánh bại hắn vậy phải phán định như thế nào đây trước kia chưa từng có ai lại có thể đánh vượt cấp trong lồng bát giác mà vẫn chiến thắng cả khánh trần đang tạo ra một lịch sử mới trong khán đài lão lục vẫn không dám động đậy như cũ hắn nghe thấy người đứng sau lưng kia hử lạnh một tiếng nhiều khải phong thật vô dụng lý thúc đồng phải nói như vậy vì hắn không thể để người khác biết bên cạnh khánh trần đang có một người rất lợi hại bảo vệ mà diễn xuất của hắn cũng rất tốt Trước đó lão lục còn nghĩ người sau lưng này có thể là người bảo vệ Khánh Trần. Nhưng bây giờ hắn lại không thể giải thích được, hóa ra đối phương muốn ngăn cản mình đi cứu người thật. Lão lục đã bắt đầu cảm thấy bối rối. Trong phòng riêng, Lý Y Nhạc bỗng nhiên nói với Lý Trường Thanh, cô, người nghĩ mời hắn làm giáo viên dạy chiến đấu trong trường Lý Thị chúng ta có được không? Có vẻ hắn là người thích hợp nhất cho vị trí này. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, ta cũng đang có ý này. Nàng là người đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, năm tập đoàn lớn chưa bao giờ ngừng chén ép lẫn nhau. Thành phố số 1 nằm ở trung tâm của liên bang, là nơi ba con sông gặp nhau, được người ta ví von là thành phố của những gián điệp. Nàng thay lý thị cai quản ở đây, có trận đấu hoành tráng nào mà nàng chưa được nhìn thấy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, khi nàng nhìn trận chiến trong lồng bát giác cũng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Sức hút của thiếu niên kia không chỉ ở kỹ năng và thực lực, mà còn ở nhân cách kiên cường mà đối phương thể hiện trong chiến đấu. Lúc này, Khánh Trần giống như một con mãnh thú, đứng lặng gần Miêu Khải Phong. Hắn biết đối thủ vẫn có thể phản kích, nói không chừng còn định liều mạng một lần. Miêu Khải Phong không kêu tiếng nào, hắn mặc kệ mồ hôi lạnh trên trán mà bám vào lưới sắt chậm rãi đứng lên, đùi phải yếu ớt rũ xuống mặt đất, xương đầu gối đã bị đánh vỡ nát. Hắn nhìn Khánh Trần chẳng chịt vết thương đang đứng đối diện, cười thảm một tiếng, ngươi còn kiên nhẫn hơn so với ta, ta đã tấn công nhiều lần như vậy mà cũng không bằng một đòn chí mạng này của ngươi. Khánh Trần không nói gì. Miêu Khải Phong hỏi, sao ngươi biết đùi phải của ta đã từng bị thương? Khánh Trần vẫn không nói gì, bởi vì khi ở trong lồng bát giác thì không cần nói nhiều. Ta nhận thua. Miêu Khải Phong nói to, ta nhận thua. Từ nay về sau ta sẽ rời khỏi võ đài, không bao giờ quay lại nữa, tha cho ta một mạng đi. Khánh Trần ngẩn người, mọi người đều không ngờ quyền vương hạng hổ 8 năm liên tiếp sẽ chọn cách nhận thua, để kết thúc nghề nghiệp kiếm sống của mình. Ngay sau đó, những khán giả đặt cược vào Khánh Trần bắt đầu gieo hò, mà những người đặt cược cho miêu khải phong đã bắt đầu giận mắng phiếu cược của bên thua đều bị người ta ném lên trời sau đó đều bị gió thổi bay vào lồng bát giác có người gào lên giết miêu khải phong giết miêu khải phong nhà vô địch mới phải dùng máu của người cũ mới có thể lên ngôi nhưng khánh trần lại không giết miêu khải phong hắn quay đầu nhìn về phía khán đài hắn thấy lần chiến thắng này không hề khiến hắn cảm thấy vui sướng hắn chỉ muốn nói cho sư phụ mình một điều đối phương có thể yên tâm rời đi Hắn đã có thể bắt đầu cuộc đời của của chính mình. Nhưng đúng lúc này, Miêu Khải Phong thừa dịp hắn quay đầu, đột nhiên dùng chân sau phát lực xông lên. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, trong lòng bát giác chưa bao giờ có quy định nào liên quan đến chuyện nhận thua, mà chỉ có quy định người thắng thì sống, người thua sẽ phải chết. Trừ khi người thua cuộc ngã xuống đất là mất khả năng chiến đấu, nếu không thì bên thắng sẽ không thể buông tay, còn về việc bên thua có còn sống hay không thì còn tùy vào tâm trạng của bên thắng. Miêu Khải Phong biết mình đã gãy mất một chân hắn đã không thể dùng cách bình thường để chiến thắng hắn cũng biết khánh trần là người mới thi đấu nên chắc chưa biết đến quy tắc này hắn muốn đánh cược cược sau khi khánh trần chiến thắng sẽ phân tâm hắn sẽ có thể thành công mọi chuyện xảy ra khiến mọi người đều ngây người khán giả thấy khánh trần đã nhìn về phía khán đài tất cả đều nghĩ trận chiến này đã kết thúc nhưng không ngờ miêu khải phong còn chưa bỏ cuộc như vậy dù không biết xấu hổ nhưng vẫn được coi là giành chiến thắng đầu tiên miêu khải phong đã gian lận cấp bậc của mình sau đó còn giả vờ nhận thua nếu hôm nay hắn không lập tức rời khỏi thành phố số 18, chỉ sợ người cả nhà sẽ đều bị giết. Thế nhưng, khi Miêu Khải Phong nín thở nhảy lên, hắn kinh ngạc nhìn thấy Khánh Trần đã quay đầu nhìn về mình từ lúc nào, giống như thiếu niên kia đang đợi mình làm như vậy. Giờ phút này, Miêu Khải Phong đã hiểu. Hắn biết mình không thể giành thắng lợi cho nên mới giả vờ đầu hàng, mà thiếu niên này lại lo mình sẽ phản kích nên mới cố ý chủ quan, dẫn dụ mình hành động. Giờ phút này, sau khi nhảy lên không trung, hắn đã không thể nào thay đổi phương hướng của mình. Bây giờ hắn giống như một con dê béo đợi làm thịt. Khánh Trần lui về phía sau một bước, mặc cho Miêu Khải Phong bay qua bên cạnh. Thiếu niên ra một đòn nhanh như chớp, mạnh mẽ đập vào sườn trái của Miêu Khải Phong. Đòn tấn công này khiến xương sườn của đối phương gãy ra, xuyên qua phổi rồi cắm thẳng vào trái tim. Bịch một tiếng, Miêu Khải Phong ngã ầm trên mặt đất rồi không còn tiếng thở nữa. Khánh Trần thở dài một hơi, đây là hắn lần đầu tiên hắn giết người trong lồng bát giác nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn giết người trên chặng đường dài mà thiếu nên phải đi miêu khải phong chỉ là một bước đệm nho nhỏ thôi thiếu niên đứng lặng trong lồng bát giác những khán giả trên khán đài lại bắt đầu hò hét ầm ĩ thậm chí những người đặt cược vào miêu khải phong cũng âm thầm khen ngợi sự thông minh và tỉnh táo của khánh trần lý thúc đồng đứng trên khán đài kiêu ngạo nhìn hắn nhìn bóng dáng tuổi trẻ của khánh trần thầm cảm ơn đối phương cùng hắn đi đoạn đường này khiến mình nhớ lại dũng khí không lùi bước như khi còn trẻ hắn nhìn lồng bát giác như nhìn thấy mình thuở còn là thiếu niên cũng giống khi khánh trần vừa mới đi lên võ đài tất cả mọi chuyện giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vĩnh viễn thiếu niên lý thúc đồng đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng trước khi theo đuổi lý tưởng của chính mình lão lục cảm thấy ngón tay đã đè trên vai mình đã biến mất nhưng hắn vẫn không dám quay đầu nhìn lại ngài vẫn còn ở đây chứ lão lục cứng ngắc hỏi có đây không có đây không có ở đây không hắn chờ rất lâu, sau khi xác định người ở sau lưng đã không trả lời, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn tìm kiếm trong đám người. Sau đó hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Lão lục tập tĩnh đi về phía phòng riêng, hắn phải nói chuyện vừa xảy ra cho Lý Trường Thanh biết mới được. Trên đường đi, hắn càng nghĩ càng tức giận, một con bạc đang đứng ngăn đường đi của hắn, không biết đang tức giận gào thét cái gì. Lão lục nhỏ giọng nói một câu, tránh ra. Con bạc kia vẫn không thèm để ý đến hắn, lão lục giơ tay về phía trước một bạt tai tát thẳng vào mặt đối phương khiến con bạc kia xoay hai vòng tại chỗ làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lão lục đến cửa phòng thì gõ gõ cửa bà chủ lăn vào đây lý trường thanh lạnh lùng nói lão lục đi vào rồi vội vàng nói bà chủ ngay phải nghe ta giải thích vừa rồi khi khánh trần bị miêu khải phong đánh bay lần đầu tiên ta đã chuẩn bị ra tay nhưng mà có cao thủ xuất hiện trên khán đài đối phương đã ra tay ngăn cản ta có cao thủ sao lý trường thanh bình tĩnh nói bình thường không phải ngươi hay nói mình mới là cao thủ sao lão lục cúi đầu thấp hơn người đó lợi hại hơn ta nhiều ta nghĩ có thể là cao thủ cấp a của một nhà nào đó ra tay hơn nữa có thể là cấp a đỉnh phong ta tuyệt đối trung thành với ngài sao có thể lừa gạt ngài chuyện này được cấp a sao lý trường thanh nhíu mày tại sao cao thủ cấp a lại ra tay ngăn cản ngươi cứu khánh trần trong liên bang cấp d là ngưỡng cửa đầu tiên vì có thể mua được thuốc biến đổi gen trên thị trường, nhưng chỉ có thể khiến một người tăng lên tới cấp D, ví dụ như Miêu Khải Phong. Cho nên, từ cấp D trở xuống đều có thể dùng tiền bạc để mua được. Sau đó cấp B lại là một ngưỡng cửa khác, vì thuốc biến đổi gen của tòa án cấm kỵ, cũng chỉ có thể khiến người ta tăng lên đến cấp B. Xa hơn nữa, những người có thể đạt đến cấp A đều là những thiên tài, họ đều phải dựa vào bản thân mới có thể đột phá được. Về phần bán thần cấp S, lão Lục thậm chí còn không dám đoán Lý Trường Thanh nhỏ giọng nói, có cả cao thủ cấp A ra tay, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Khánh Trần. Hay hắn có mưu đồ gì khác? Lý do lần này Miêu Khải Phong, gian lận là do mấy sàn đấu quyền anh khác ghen tị với chuyện làm ăn sàn đấu hải đường. Mà thôi, mấy nhà rách nát kia sao có thể mời được cao thủ cấp A? Dù có bán ông chủ của sáu nhà đó cũng không mời nổi. Cho nên, phía sau những sàn đấu này còn một người khác nữa. Lý Trường Thanh luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng nàng lại không nghĩ ra là kỳ lạ ở chỗ nào nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Nguyệt Nhi và Lão Lục, bắt hết chủ của bốn nhà suối dục Miêu Khải Phong đêm nay cho ta, phải thẩm vấn thật kỹ, xem người sau lưng họ rốt cuộc là ai. Trong thành phố số 18, bây giờ là thời gian mấu chốt của quá trình chuyển giao quyền lực của Lý Thị, mà lại có cao thủ cấp A đến đây, không thể dễ dàng cho qua được. Lão Lục nhỏ giọng nói, được rồi, đêm nay có phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra người đó cho ngài. Lúc này, chủ của bốn sàn đấu quyền anh muốn lừa giết Khánh Trần, trong lồng bát giác còn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì trong mắt họ đây chỉ là một thủ đoạn làm ăn rất bình thường dù khá bị ổi nhưng những chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra ở khu thứ bốn những người khác dùng thủ đoạn này cũng không sao bây giờ chủ của các sàn đấu quyền anh đã chọc phải người không nên trêu chọc lý trường thanh gửi cho phương tâm túng hỏa phạm một tin nhắn trận đấu kết thúc rồi có muốn tới phòng ta ngồi trò chuyện một chút về chuyện tiền lương trong tương lai không phương tâm túng hỏa phạm bây giờ trên người ta đầy vết thương mặt cũng sưng lên, cho nên không thể đi gặp ngươi." Lý Trường Thanh cười nói, "Ta không để ý, phương tâm túng hỏa phạm, ta để ý, được rồi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương thì nói cho ta." Lý Trường Thanh gửi xong tin nhắn thì đứng dậy đi ra ngoài đi, tâm trạng nàng có vẻ rất vui vẻ. Vốn dĩ việc không cứu được Khánh Trần khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng Khánh Trần vẫn có thể tự mình chiến thắng trận đấu, chuyện này đã đủ khiến lửa giận của nàng tan thành mây khói. Lão Lục vụng trộm dương mắt nhìn bà chủ nhà mình vốn hắn còn nghĩ mình sẽ bị trách phạt, nhưng không ngờ chuyện này cứ thế cho qua. Ngay khi Lý Trường Thanh sắp đi ra cửa, nàng quay nói với Lão Lục, sau này Khánh Trần sẽ gia nhập đội vệ sĩ, nhưng ngươi không cần quản hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Lão Lục vẻ mặt đau khổ, hắn thừa nhận Khánh Trần rất không tệ, nhưng người có cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ vệ cũng là cấp D, nhét thêm một tên cấp E vào làm gì. Đương nhiên, khi Lão Lục còn cấp D, hắn cũng không chắc mình có thể đánh thắng Khánh Trần không nhưng mà vệ sĩ và võ sĩ khác nhau mà võ sĩ chém giết nhau bằng tay không còn vệ sĩ phải sử dụng các loại vũ khí hiện đại như súng ống dù sao khi có người đến giết lý trường thanh họ không thể không mang vũ khí gì được không có ai đang coi thường ai lão lục chỉ cảm thấy phương thức chiến đầu của mọi người khá khác biệt cho nên hắn mới cảm thấy việc khánh trần gia nhập vào đội ngũ vệ sĩ không hợp lý chút nào lý trường thanh liếc xéo hắn thế nào có ý kiến gì sao không có không có lão lục nhăn mặt nở nụ cười chúc mừng bà chủ có thêm một thành viên hổ tướng. Còn một chuyện nữa, lúc trước ta bảo ngươi tìm một giáo viên dạy chiến đấu cho trường của Lý Thị, bây giờ cũng không cần tìm nữa. Lý Trường Thanh nói, lần này lão lục nói những lời từ đáy lòng mình, ta cũng rất tán thành chuyện này, đúng là không có ai thích hợp hơn Khánh Trần cả. Khác với những khán giả bình thường kia, hắn là người được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản. Thậm chí có rất nhiều người vẫn không hiểu được vì sao Khánh Trần có thể chiến thắng, họ chỉ biết là Khánh Trần bị đánh hơn 10 phút, sau đó đột nhiên bộc phát rồi đánh gãy chân Miêu Khải Phong. Nhưng thực tế, lão Lục biết trong quá trình chiến đấu, dù Khánh Trần luôn bị đánh nhưng hơi thở của hắn chưa bao giờ rối loạn, mà thiếu niên kia kiên nhẫn bị đánh hơn 10 phút, hắn đang đợi Miêu Khải Phong tiêu hao thể lực, sau đó chọn thời điểm mấu chốt để ra tay. Đầu gối của con người vô cùng cứng rắn, lên gối là kỹ năng vô cùng tàn nhẫn trong chiến đấu, nếu sử dụng đòn này, thậm chí có thể đánh gãy xương sống của đối phương. Nhưng Khánh Trần lại có thể đánh chính xác vào phần sụn gối của Miêu Khải Phong chịu đánh hơn 10 phút. Để tìm cơ hội này, giống như bác sĩ ngoại khoa phải tìm cơ hội để phẫu thuật thành công nhất, người bình thường chắc chắn sẽ không thể làm được chuyện này. Cho nên lão Lục mới nói, không ai có thể thích hợp làm giáo viên chiến đầu hơn Khánh Trần. Vậy trả cho hắn bao nhiêu tiền tiền lương bây giờ? Lão Lục yếu ớt hỏi, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Lý Trường Thanh nói, trong phòng thay đồ, nhân viên y tế đang xử lý vết thương giúp Khánh Trần. Một nhân viên y tế nói với Giang Tiểu Đường, theo kết quả kiểm tra sơ bộ, Khánh Tiểu thổ gãy hai xương sườn bên phải, nhưng mà cũng may không làm thương tổn nội tạng và phổi, cho nên không cần tiến hành phẫu thuật, những phần mềm khác bị thương hơn 20 chỗ, ta đề nghị thời gian tới hắn đừng nên lên võ đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân viên y tế liếc nhìn Khánh Trần, trong lúc kiểm tra, sắc mặt thiếu niên này bình tĩnh như thể chuyện này không có gì liên quan đến hắn, không hề gào thét đau đớn như những võ sĩ trước đây. Khánh Trần nghiêm túc hỏi, phải mất thời gian bao lâu ta mới có thể vận động mạnh? Dù bà chủ Giang có chuẩn bị những loại thuốc tốt nhất của Khánh Thị cho ngươi, cũng phải mất ít nhất một tháng. Nhân viên y tế nói, trong thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý, nếu không xương sườn bị gãy sẽ lệch vị trí, nói không chừng còn phải tiến hành phẫu thuật. Khánh Trần gật đầu. Hắn đang thầm tính toán, bây giờ có vài câu lạc bộ muốn vây công hàng xã, nếu muốn lưu đức trụ thoát tội, nhất định phải nhân cơ hội này bắt thủ phạm thật sự của hòa thắng xã, khiến họ đền tội. Nếu hắn đến chậm, rất có thể Lý Đông Trạch đã giết hết những người của hòa thắng xã. Khánh Trần nhìn về phía Giang Tiểu Đường, tỷ, người đã ra thông báo, mọi người có thể đến khiêu chiến ta trong 15 ngày, bây giờ mới ngày thứ hai ta đã bị thương. Nếu gặp phải những võ sĩ bình thường, ta vẫn có thể đánh, thương thế không có gì đáng ngại, dù sao thì võ sĩ hạng hổ cũng rất yếu. Giang Tiểu Đường đau lòng nói, người đang nói gì vậy, đã bị thương nặng như vậy còn nói đến chuyện thi đấu. Yên tâm, không ai dám tới khiêu chiến ngươi đâu. Miêu Khải Phong vụng trộm thăng cấp thành lục địa tuần hành cũng đánh không nổi ngươi. Lúc này làm gì có ai đến chịu chết nhưng cũng có thể sẽ có người muốn lợi dụng cơ hội này khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nói mọi người đều biết chuyện ta bị thương trong trận đấu này nhất định sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không sao cả giang tiểu đường cười tủm tỉm nói nếu có người dám tới khiêu chiến ngươi lúc này hôm nay hắn tới báo danh ngày mai ta sẽ sai người chém hắn trên đường chính hắn bị thương nên không lên võ đài được chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi khánh trần hóa ra còn có thể làm như vậy sao được rồi ngươi cứ nghỉ ngơi một lúc đi chờ một lúc nữa rồi mới đi ra giang tiểu đường nói ta tìm người đến hầu hạ ngươi những người phụ nữ trong sàn đấu trước đây không tốt lắm hôm qua ta đã đi mua hai nô bộc sạch sẽ từ chợ đen cho ngươi không cần không cần khánh trần vội vàng đứng dậy áo mặc quần áo rồi đi ra ngoài ta bị thương không nặng như vậy cũng không cần người hầu hạ ấy giang tiểu đường muốn ngăn cản hắn thì phát hiện căn bản nàng không ngăn được nàng đành nhìn khánh trần chạy đi nàng cười mỉm thầm tự nhủ em trai mình vẫn rất ngây thơ, ít nhất hắn cũng là người có nguyên tắc. Sau khi lên xe bay, Khánh Trần mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề. Trong trận đấu vừa rồi, thật ra đầu hắn đã từng bị tấn công, trên mặt cũng từng chịu ba, bốn cú đấm. Dù sao Miêu Khải Phong cũng là lục địa tuần hành, có thể đánh chúng hắn cũng rất bình thường. Dựa theo ước tính lúc ấy của Khánh Trần, ít nhất hắn cũng bị chấn động nhẹ sau trận đấu, nhưng sau khi vào phòng thay đồ, hắn lại không hề cảm thấy đau đớn gì ở trên mặt. Bình thường như không hề bị thương. Khánh Trần nhẹ nhàng lấy vật cấm kỵ ACE005 trên mặt xuống, sau đó cẩn thận quan sát khuôn mặt của mình thông qua kính chiếu hậu, trên mặt hắn ngay cả chút tím xanh cũng không có. Hắn dùng ngón tay sờ lên da mặt, không có chút cảm giác đau nào. Chuyện này khiến Khánh Trần cảm thấy rất kỳ lạ, hắn nghiêm túc quan sát vật cấm kỵ trong tay, chẳng lẽ ACE005 còn có tác dụng phòng ngự cho khuôn mặt sao? Hắn biết vật cấm kỵ rất khó bị phá hủy, gần như là không thể hỏng được. Nhưng hắn lại không ngờ được, đeo vật cấm kỵ ở trên mặt lại có tác dụng phòng ngự. Chờ chút, nếu như sau này hắn luôn đeo ACE005, có phải những người khác không thể nổ súng bắn vào mi tâm hắn được nữa không? Lúc Lý Thúc Đồng đưa vật cấm kỵ ACE005 cho Khánh Trần, thật ra đã nói rất kỹ về tác dụng của nó rồi. Sử dụng như thế nào, thay đổi hình dạng ra sao, bảo đại phúc biến thành hình mèo to ở trong lòng như thế nào. Nhưng đối phương cũng không nói cho Khánh Trần ACE005 còn có tác dụng bảo vệ mặt. Khánh Trần nhớ lại, lúc sư phụ nói về vật cấm kỵ này, đối phương đã là cấp A, hơn nữa sẽ lên cấp bán thần rất nhanh. Cho nên không phải Lý Thúc Đồng cố ý không nói mà khi đó Lý Thúc Đồng quá mạnh, không còn cơ hội phát hiện tác dụng này của ACE005. Dù sao, ai có thể vào mặt bán thần được. Khoan đã, sư phụ nói ACE005 là vật cấm kỵ cấp A, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không thể nghiên cứu ra được hình thái tăng cấp của nó. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, không phải là có liên quan đến việc sư phụ quá mạnh đấy chứ. Đến mức xảy ra tình trạng khoảng tối dưới chân đèn như thế. Nhất nói ở trong xe, đừng suy nghĩ chuyện này vội, nói cho người một tin tức tốt. Hoa hồng của trận đấu đêm nay cao hơn tất cả mọi trận trước kia của ngươi, khoảng 21 triệu. Hơn nữa ta đã xử lý cho ngươi rồi. Xử lý như thế nào? Đôi mắt Khánh Trần sáng lên, hắn cảm giác vết thương trên người mình không còn đau nữa. Trước đó hắn còn tìm kiếm vài quy định pháp luật của liên bang, rồi kiểm tra tin tức về ủy ban quản lý thuế liên bang, nhưng nhất không lừa hắn một điều, không thể lừa được ủy ban quản lý thuế liên bang. Hơn nữa, những người đánh hắc quyền như họ cũng không phải đối tượng giám sát chính. Cho nên, nhất nói sẽ xử lý tốt giúp hắn, Khánh Trần mới kinh ngạc đến thế. "Ngươi đừng quan tâm ta xử lý thế nào." Nhất nói, "Gần đây ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, tạm thời không cần gặp Lý Trường Thanh nữa." Khánh Trần bỗng nhiên lắc đầu, cũng tỉnh táo phân tích, không được, trước đó ta nghe giọng điệu của nàng đoán rằng chắc lý trường thanh sẽ nhúng tay vào chuyện câu lạc bộ tấn công hàng xã ta gần như không biết gì cả cho nên muốn lấy đủ tin tức phải lấy từ chỗ lý trường thanh như vậy mới có thể không bỏ lỡ chuyện này nhất thấy hơi bất ngờ lần này nàng chủ động giúp khánh trần từ chối làm mấy chuyện linh tinh là muốn để khánh trần dưỡng thương cho tốt kết quả khánh trần lại không muốn nàng trần chờ một chút rồi hỏi vết thương của ngươi rất nghiêm trọng không cần nghỉ ngơi sao khánh trần cố gắng xê dịch ở trong xe không có gì đáng ngại ngoại trừ gãy hai cái xương sườn thì đều là bị thương ngoài da, nếu phải đánh nhau thật, ta cũng có thể dùng dây rối để điều khiển người khác chiến đấu. Ngược lại nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là Lưu Đức Trụ sẽ phải sống một mình đến hết đời trong ngục giam số 10. Cũng có thể sẽ sống đến hết đời nhưng một mình thì chưa chắc. Nhất nói, hôm qua ta quan sát được một việc, ủy ban trị an vừa kiện một đám người trẻ tuổi, đám người kia lại không tìm luật sư biện hộ cho mình, mà hối lộ cho một tham trưởng của ủy ban trị an, muốn cùng nhau đến ngục giam số 10 sau khi phán đoán sơ bộ, chắc hẳn họ cũng là người du hành thời gian, còn biết Lưu Đức Trụ, nếu như Lưu Đức Trụ không thoát tội được, vậy những người trẻ tuổi này có thể vào đó ở với hắn hơn 10 năm. Khánh Trần kinh ngạc, đây không phải là đám thiếu gian chơi của lớp 4 khối 11 sao. Trước đó hắn, đã nghe nói đám ăn chơi chắc táng kia phải vào ngục giam tìm Lưu Đức Trụ, đám người này sẽ không làm thật đấy chứ. Thế nhưng Lưu Đức Trụ sắp ra tù rồi. Khánh Trần nghĩ đến sắc mặt tuyệt vọng của đám công tử bột kia sau khi vào ngục giam, thậm chí còn thấy chờ mong sự thật đã chứng minh vô số lần với tình hình có mấy trăm nghìn người xuyên quan lần đầu tiên trong lịch sử này nếu như ngươi đã không có thực lực mà còn hám lợi nhất định sẽ không được yên bình khánh trần cảm nhận được đau đớn vừa dùng thuật hô hấp kích thích endorphin trong cơ thể vừa bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ hắn đang nghĩ sư phụ xem hết trận thi đấu quyền anh tối hôm nay hẳn là sẽ chuẩn bị đi xa khánh trần bỗng nói lần này thu hoạch tình báo ngươi đừng gây chuyện cho ta nữa nhất vội đáp yên tâm yên tâm đếm ngược trở về 1210000. 11 giờ đêm, không có quá nhiều tòa nhà cao tầng ở khu thứ nhất thành phố số 18, trừ mười mấy tòa cao ốc ra, phần lớn đều là nhà cửa, kiến trúc ở trong đó cũng không cao. Trên thực tế, sở dĩ các khu khác có nhiều cao ốc là vì mật độ dân số quá lớn, mà ở đây chưa bao giờ tồn tại vấn đề đó. Bên ngoài sơn trang lưng chừng núi, trung đoàn 127 của tập đoàn quân số 1 liên bang đang thay quân tiếng bước chân chỉnh tề nghiêm ngặt của các binh sĩ giống như nổi trống. Ngay mấy tháng trước, Sơn Trang lưng chừng núi còn chưa phải đề phòng nghiêm ngặt như thế, mãi đến khi chủ nhà Lý đột nhiên bị bệnh, phòng thứ nhất của Lý Thị liền lập tức điều động bộ đội đến bao vây. để phòng có người nhân lúc hỗn loạn mà gây sự, cũng vì hành động khác thường này của Trung đoàn 127 mà người ngoài mới biết được Lý Thị sắp chuyển giao quyền lực. So sánh với việc chuyển giao quyền lực của tập đoàn lớn, ngay cả trận chiến ảnh tử cũng bị lu mờ. Bây giờ tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về Lý Thị. Sơn Trang lưng chừng núi rất yên tĩnh, trong đó có vô số cọc sáng, cọc ngầm, canh phòng nghiêm ngặt, giống như sắp xảy ra một cuộc chiến ở đây vậy. Lúc này chủ nhà Lý Thị đang yên lặng nghỉ ngơi ở bão phác lâu của Trang Viên, trong phòng hắn có đầy thiết bị chữa bệnh, dùng để giám sát mạng sống và kiểm tra triệu chứng bệnh tật của hắn. Nhưng mà khác với thế giới bên ngoài, trên người hắn lại không có dây dợ gì cả, chỉ cần xếp những thiết bị kia, ở xung quanh hắn 5 mét là đã có thể tự động giám sát rồi. Một giây sau, ông lão từ từ mở mắt, nhìn về một nơi nào đó trong bóng tối, khẽ nói, tới rồi à? Ừm. Lý Thúc Đồng đi ra từ trong bóng tối, quấy dày đến giấc ngủ của ngài sao? Không. Ông lão cười khẽ, chỉ là lớn tuổi rồi, ngủ cũng không sâu. Nhưng ta cảm thấy hơi kỳ lạ, trang viên lưng chừng núi canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà ngươi, cũng dám đến đây một mình ư. Không sợ đại ca ngươi bắt ngươi về ngục giam, có vài sơ hở trong canh phòng không phải do ngài để lại cho ta sao? Lý Thúc Đồng mỉm cười, hắn ngồi xuống bên cạnh ông lão, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên trên mạch đập cổ tay của đối phương, lại thản nhiên rụt về. Ông lão mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để đánh giá con mình, đã 8 năm trôi qua, dáng vẻ của ngươi không hề thay đổi. Trước kia ta luôn nghe sư phụ ngươi nói vĩnh viễn thiếu niên để chọc tức ta, nói chắc chắn hắn sẽ sống lâu hơn ta, rõ ràng đó là một câu khuyên răn mà người sáng lập của các ngươi để lại nhưng không ngờ các ngươi lại thật sự vĩnh viễn thiếu Neine. Lý thúc đồng cười, chắc sư phụ ta cũng không ngờ hắn lại chết ở trước mặt ngài. Hắn khổ vì tình, còn ta thì vô tình. Ông lão mỉm cười, tóm lại vô tình sẽ sống lâu hơn chút. Ngài cũng không thật sự vô tình. Lý thúc đồng lắc đầu, nếu thật sự vô tình, ta đã sớm chết bởi pháo điện tử quyền trượng vào tám năm trước rồi. Thứ Lý thúc đồng nói đến không phải là vũ khí động năng đến từ vũ trụ, mà là vũ khí hỏa lực chính của pháo đài bay kia. Ông lão ngẫm nghĩ, gian xảo nói, "Ta cũng không thể nhìn ngươi bị giết được, dù ngươi là người của kỵ sĩ, nhưng cả thế giới đều biết ngươi là con của ta, nếu để ngươi bị khánh thị giết, chẳng phải ta sẽ rất mất mặt." "Có lý." Lý Thúc Đồng gật đầu. "Lần này ngươi tới là để tạm biệt đúng không?" Ông lão thở dài hỏi, "Ngục giam số 18 bị hủy lâu rồi, ta vẫn luôn đợi ngươi đến đây, kết quả cũng không biết ngươi lại đi chơi ở đâu mà không ai gặp được hết." Lý Thúc Đồng cười khổ, dường như ở trong mắt cha mẹ chỉ cần con cái không có ở bên cạnh là chắc chắn đã ra ngoài lêu lỏng. Dù đứa con đó đã trở thành bán thần mà cả liên bang đều phải kính sợ. Nhưng mà việc này cũng có nguyên nhân. Chủ yếu là lúc còn trẻ Lý Thúc Đồng đã nhiều lần hãm hại lừa gạt, đánh nhau giết người khắp nơi với sư thúc. Ban đầu, lúc khu thứ tư hỗn loạn, mọi người không biết hắn là lão thất của Lý Thị. Sau khi biết rồi thì đều ngây ra. Ừm, ta tới để tạm biệt. Hẳn là sẽ không trở về thành phố số 18 trong thời gian ngắn được. Ta muốn đến phương Bắc đòi nợ máu. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, hắn dương mắt nhìn ông lão, lại phát hiện đối phương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đều là vẻ hướng tới mặt trời mới mọc của tuổi xế chiều, năm đó sư phụ ngươi vẫn muốn thuyết phục ta đi theo hắn đến vách đá Thanh Sơn, nhưng lúc đó trong đám chú bác của ngươi lại không có ai tài giỏi, ai cũng không muốn nhận vị trí này. Ông nội ngươi nói, nếu ta dám rời khỏi Lý thị, sẽ gạch tên ta ra khỏi gia phả. Hiển nhiên Lý Thúc Đồng biết câu chuyện cũ này, hắn nhẹ giọng nói, thật ra trở thành kỵ sĩ cũng không vui vẻ lắm, cũng chỉ vui hơn ngài chút thôi. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang nói đến chữ ức nào. Ông lão thở dài, ta đã sắp chết rồi, ngươi còn tới chọc giận ta, giống y như sư phụ ngươi vậy. Lý Thúc Đồng cười nói, ta thấy ngài còn khỏe lắm, không có việc gì. Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nói, gần đây thường xuyên nằm mơ, trong mơ ta cũng không lấy được quyền lực to lớn của Lý Thị, mà đi khắp các dãy núi, các cấm địa với sư phụ ngươi, ngắm nhìn những thế giới thần kỳ kia, có một lần ta nghe sư phụ người nói, hắn đã từng nhìn thấy một con phượng hoàng cánh ngũ sắc trong cấm địa số 002, lúc ấy ta không tin, về sau hắn đã gửi một chiếc lông vũ ngũ sắc đến cho ta. Ông lão cảm thán tiếp, cuộc đời quá ngắn, chớp mắt một cái đã giả, thật tiếc nuối. Không có gì phải tiếc nuối cả. Lý Thúc Đồng cầm tay đối phương, cả đời này ngài đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, được nếm rất nhiều sơn hào hải vị, còn được rất nhiều người kính trọng, phẩy tay một cái là có thể gây sóng gió trong liên bang, có gì phải tiếc nuối ông lão ngẫm nghĩ rồi nói cũng đúng ta phải đi lý thúc đồng nói ta đến thăm ngài một chút thôi còn phải đi làm chuyện của mình nữa nói rồi lý thúc đồng liền thả lỏng tay ông lão ra chỉ là ông lão bỗng nhiên lại cầm lấy tay lý thúc đồng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn để lại cho ta cháu trai hoặc cháu gái gì đó đã nếu ngươi đồng ý ta có thể sắp xếp luôn cho ngươi đêm nay lý thúc đồng dở khóc dở cười ngài có nhiều cháu như vậy cũng không thiếu dòng thứ bảy của ta khác chứ Ông lão lắc đầu, ngươi đi chuyến này có thể sẽ chết, phải để lại chút huyết mạch mới được. Lý Thúc Đồng sừng sốt, hắn nhẹ giọng cười nói dưới ánh trăng, ta không có mong muốn gì với huyết mạch cả, nhưng truyền thừa thì đã có người kế tục. Ồ. Ông lão hứng thú, kỵ sĩ có người kế thừa rồi? Con trai hay con gái? Con trai. Lý Thúc Đồng nói. Ồ, ông lão hơi thất vọng, vậy chắc cũng đáng ghét như ngươi, sao không nhận con gái? Lý Thúc Đồng cạn lời, ngài vẫn còn trọng nữ khinh nam như vậy sao? trường thanh bị ngài chiều hư rồi đấy được rồi được rồi con trai cũng được ông lão lại hỏi tên nhóc này thế nào rất tốt lý thúc đồng chân thành nói cực kỳ tốt trừ hắn ra thì không còn ai có thể trở thành lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ nữa có lẽ hắn sẽ mang đến thay đổi mới cho thế hệ kỵ sĩ này có thể cho ta biết đồ đệ của ngươi là ai không ông hỏi lý thúc đồng lắc đầu không được bây giờ hắn đã có con đường của mình hơn nữa đi rất tốt không cần bại lộ ở trước mặt người đời sớm như vậy người thấy ta cũng sắp vùi sâu vào đống đất rồi đấy là con trai mà còn không đáp ứng được mong muốn này của cha mình sao ông lão thấp giọng nói lão già này chỉ muốn biết cháu trai mình tên gì trông thế nào thôi lão già này có thể có ý đồ xấu gì chứ ngài đừng giả vờ nữa lý thúc đồng nhíu mày giả vờ trước mặt ta không có ý nghĩa đâu chắc hẳn hắn còn rất nhỏ tuổi ngươi không sợ hắn chết yểu sao ông lão hỏi bây giờ liên bang không yên ổn kashima và jindai tập trung hỏa lực vào phương bắc lúc nào cũng có thể xảy ra nội chiến. Ta biết từ trước đến nay kỵ sĩ luôn chú trọng tự lực cánh sinh, nhưng vấn đề là thời đại khác nhau, nếu không được ai bảo vệ, hắn sẽ chết trong hỗn loạn thật. Đừng nói hắn, ngay cả ngươi cũng sẽ chết. Lý Thúc Đồng trầm mặc. Có rất nhiều người từng nói, bán thần không phải vô địch. Họ nói vậy là vì sợ hãi, nhưng câu nói này cũng đúng. Ví dụ như 8 năm trước, nếu như Lý Thị không ra mặt, chỉ sợ quyền trượng hào đã giết chết Lý Thúc Đồng bằng pháo điện tử. Khoa học kỹ thuật của loài người phát triển quá nhanh, đến mức ngay cả bán thần cũng phải e rè. Không chỉ quyền trượng hào, trên thực tế mỗi một tập đoàn đều có thứ bí mật của mình, đề phòng năng lực ám sát đơn lẻ của bán thần. Thậm chí có thể nói, lịch sử chạy đua vũ trang trước kia của liên bang cũng được mô phỏng theo bán thần. Các tập đoàn hoặc là bồi dưỡng bán thần của mình, hoặc là nghiên cứu ra vũ khí đủ để giết chết bán thần, đều không ngoại lệ. Cũng giống với việc sau khi vũ khí hạt nhân xuất hiện ở thế giới bên ngoài vậy, tất cả đều nghiên cứu ra cách dùng đạn hạt nhân để bao trùm cả trái đất khi một thứ có thể uy hiếp đến mạng sống của ngươi xuất hiện, trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối phó như thế nào. Ví dụ pháo điện từ cự ly dài 180 cây số bắn chúng từ trên cao, thậm chí còn không cần hệ thống nhắm mục tiêu tầm xa. Hơn nữa trên đời này không chỉ có mỗi quyền trượng hào là có thể giết chết bán thần. Thời đại thay đổi, loài người đã nắm giữ vũ khí đủ để giết thần. Lý Thúc Đồng tràn đầy cảm xúc. Ông lão nhìn Lý Thúc Đồng, lần này ngươi đi phương Bắc, có dẫn hắn theo không? Không lý thúc đồng lắc đầu hắn trưởng thành nhanh hơn ta nghĩ không cần ta cố gắng dạy gì nữa nếu ngươi đã không dẫn theo hãy giao hắn cho ta ông lão mỉm cười nói ngươi yên tâm dù hắn không phải người nhà họ lý nhưng ta sẽ không đối xử tệ bạc với hắn không được lý thúc đồng nhíu mày vậy ngươi hãy để lại một truyền thừa cho lý thị chúng ta đi ông lão cũng không thèm nhượng bộ nữa hoặc ngươi để lại huyết mạch hoặc ngươi để lại truyền nhận lúc trước sư phụ ngươi nhận ngươi làm đồ đệ cũng vì hắn đã đồng ý với ta là sẽ chọn đồ đệ trong nhà họ Lý, nếu không ngươi cho rằng sẽ đến lượt ngươi chắc. Lý Thúc Đồng tức giận, sư phụ ta thấy được cố gắng của ta mới nhận ta làm đồ đệ, có liên quan gì tới ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta mặc kệ. Ông lão lắc đầu nói. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ, ta đồng ý với ngươi, đến ngày mà lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ trưởng thành, hắn phải nhận một đồ đệ từ Lý Thị. Đương nhiên, Lý Gia cũng cần có người qua được cửa ải vấn tâm của kỵ sĩ mới được. Được, cứ quyết định thế. Sau khi ông lão đạt được mục đích thì chậm rãi nhắm mắt lại, ta mệt rồi, ngươi đi đi. Lý Thúc Đồng không để ý đến thái độ của ông lão, hắn lại thấy là lạ, ngài không cản ta. Ngài hẳn phải biết, chuyện ta làm sẽ không tốt với tập đoàn, Lý Thị cũng là một trong những tập đoàn. Ông lão ung um dung nói, hoa sẽ không nở lại, người sẽ không chảy lại, muốn làm chuyện gì thì hãy nhân lúc chưa già mà làm nhanh lên không sẽ phải hối tiếc cả nửa đời sau, đến mức không được ngủ yên. Ờm, thật ra cũng không cần vội thế đâu. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, dù sao ta lâu già lắm. Cút, đếm ngược trở về 11000000. 10 giờ sáng ngày thứ ba xuyên qua, Khánh Trần quấn lại băng vải và thanh nẹp ở bụng mình, để phòng hai cái xương sườn đã gãy lại bị thương lần hai. Lúc hoạt động thân thể, chỗ xương sườn bị gãy truyền đến cảm giác đau đớn, khiến trên chán. Hắn dịn ra một tầng mồ hôi mỏng nhất nói, thật ra ngươi không cần liều mạng như vậy, vì một lưu đức trụ mà lại phải mạo hiểm lần nữa, đáng giá sao? Ngươi muốn tin tức gì đều có thể giao dịch với ta, mặc dù không thể giúp được việc lớn, nhưng một chút tình báo thì vẫn được, ví dụ như bao giờ từng câu lạc bộ ra tay với hàng xã ấy. Ta không muốn giao dịch với ngươi nữa, vì chẳng bao giờ có chuyện tốt cả. Khánh Trần bình tĩnh đáp, hơn nữa ta cũng không phải vì lưu đức trụ, mà là vì chính ta, còn có bộ thuốc biến đổi gen kia. Bảy cửa ải sống chết cuối cùng, cái nào cũng cần phải huấn luyện rất lâu mới thử được, cho nên ta phải gia tăng năng lực đối phó với nguy hiểm trước khi yên tâm đột phá. Nói cho cùng, Khánh Trần cần năng lực của Lưu Đức trụ hộ đạo cho mình, hơn nữa còn cần một cầu nối hiểu biết về thế giới bên ngoài. Nhất lại nói, vậy cũng không cần phải vội thế, nghỉ ngơi hai tuần cũng được mà. Khánh Trần lắc đầu, thời gian không đợi ta. Lúc này, một chiếc xe lơ lửng màu đen chậm rãi dừng ở tầng 67 tòa nhà lạc thần. Một đoàn tàu hạng nhẹ đang đi xuyên qua tòa nhà ở sân ga 66 tầng phía dưới. Mọi người trong bãi đỗ xe tầng 67 nhìn thấy hoa văn tường vân trên thân xe lơ lửng thì lập tức né tránh ra xa. Tất cả mọi người đều biết, đây là xe của Lý Thị. Một người đi xuống xe, cũng không rời đi mà yên lặng đứng bên cạnh xe, hai tay giao nhau để trước người chờ đợi, cơ thể thẳng tắp. Nhìn tư thế giống một cây lao này, liền biết là quân tinh nhuệ của tập đoàn quân liên bang. Bên trong mỗi tập đoàn có rất nhiều loại người này họ có biểu hiện xuất sắc khi đang tại ngũ ở liên bang sau đó được tập đoàn chọn về làm trong công ty bảo an bí mật với mức lương cao phục vụ cho tập đoàn liên bang quy định tập đoàn không được có quân đội nhưng họ có thể có công ty bảo an công ty bảo an có thể nắm giữ vũ khí hợp pháp sau khi được phê duyệt tư chất trên đời này không có nơi nào là không hề có lỗ thủng mà tập đoàn lại am hiểu nhất việc tìm một lỗ thủng có thể chui qua trên con đê thật dài sau đó làm con đê tan tác hai phút sau một thiếu niên mặc quần áo thể thao màu trắng đi ra khỏi thang máy hắn đến bên cạnh xe lơ lửng chờ lâu chưa không chỉ chờ ngày hai phút hơn nữa còn không tới đúng giờ ngày hẹn là ngày đến sớm nhân viên bảo an cấp dưới của lý trường thanh phụ trách tới đón khánh trần lắc đầu nói thật hắn làm bảo an cho tập đoàn đã hơn hai năm đây là lần đầu gặp người đến sớm hơn lịch hẹn sau khi khánh trần lên xe nhân viên bảo an này nói vào trong bộ đàm đã đón được bây giờ sẽ trở về xin xác nhận mật mã thông hành vào bán sơn trang viên trong khu nhà phía tây nam bán sơn trang viên lão lục khập khảnh đi vào trong phòng nói với lý trường thanh qua cửa bà chủ đã đón được người rồi lý trường thanh ngẫm nghĩ bỗng nhiên gửi tin cho phương tâm tung hỏa phạm ta thấy người bị thương rất nặng cho rằng ngươi sẽ nghỉ ngơi trước sao lại đến làm vệ sĩ cho ta nhanh thế muốn gặp ta như vậy sao phương tâm tung hỏa phạm thời gian không đợi ta nhất đang tự hỏi nàng chỉ dùng lời của Khánh Trần để đáp lại thôi, không tính là gây chuyện chứ. Lúc này, Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi, đến làm vệ sĩ cho ta, ngươi muốn được trả công như thế nào? Nhất yên lặng tính toán, sau đó trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Thanh trả lời, theo ta được biết, ngươi sử dụng thuốc biến đổi gen FDE, đúng lúc ta lại quản lý thứ tự thuốc biến đổi gen của Lý Thị. Chắc ngươi cũng biết đã không mua được FDE 003, 002, 001 ở bên ngoài nữa rồi. Nhất, cho nên, Nửa tháng sau, phòng nghiên cứu có thể sản xuất ra 12 bộ thuốc biến đổi gen giới hạn năm nay, ta cho ngươi một bộ làm thù lao, được không? Lý Trường Thanh mỉm cười gửi tin. Nhất, được rồi, nhưng cũng không thể thiếu tiền đâu đấy. Cũng không phải nhất tham tiền, mà nàng lo nếu không có tiền, cái tên Khánh Trần chết vì tiền kia sẽ không phối hợp đóng kịch với mình. Yên tâm đi, sẽ không ít tiền hơn khi ngươi thi đấu quyền anh đâu. Lý Trường Thanh, nhưng mà nếu ta cho ngươi chọn giữa ta và thuốc biến đổi gen, ngươi sẽ chọn như thế nào? nhất nghiêm túc chân thành trả lời, ta chọn thuốc biến đổi gen, cảm ơn." Lý Trường Thanh nghĩ thầm, sao hôm nay Phương Tâm Tung Hỏa phạm lại không bao hoa chích chòe nữa vậy? Như thế làm nàng thấy không quen lắm. Nhưng không sao, đối với nhất mà nói, chơi thì chơi, gây chuyện thì gây chuyện, đừng lấy việc quan trọng ra làm trò đùa là được. Mặc dù nàng ham chơi, nhưng nàng cũng biết thuốc biến đổi gen mới là thứ cần thiết với Khánh Trần, có thứ này, cho dù Khánh Trần phải vứt bỏ Lưu Đức Trụ, thì cũng có thể bồi dưỡng ra một tổ chức cấp B rất nhanh. Cho dù cứ cách mỗi tháng là phải tiêm một loại thuốc biến đổi gen, tiêm xong 002 lại tiêm 001 thì sẽ lâu hơn. Nhưng ít ra đây còn là một con đường rất ổn định, cho dù Khánh Trần đưa bộ thuốc biến đổi gen này cho ai, sớm muộn gì đối phương cũng trở thành cấp B thôi. Nhiều nhất 8 tháng. Nếu ở trong quân liên bang, ít nhất phải có quân hàm đại tá, hơn nữa còn phải bí mật trung thành, với tập đoàn mới có thể lấy được thuốc biến đổi gen 001, 002, sau khi lấy được thuốc biến đổi gen rồi sẽ phải bán mạng cho tập đoàn vì nhất đã giúp khánh trần đối mặt với người quản lý thuốc biến đổi gen mới khiến mọi chuyện dễ dàng hơn kỵ sĩ khiêu chiến sinh tử quan rất nguy hiểm nếu có người biết được thì sẽ can thiệp vào lúc trước trần gia trương bị thiệt vì không có người hộ đạo nên bây giờ mới bị kẹt ở cửa thứ sáu nếu có một lưu đức trụ cấp c cộng thêm một cao thủ hộ đạo cấp b nữa khánh trần sẽ không dẫm vào vết xe đổ của sư bá trần gia trương lúc này nhất gửi điều kiện mà nàng và lý trường thanh đã bàn bạc cho khánh trần biết cụ thể Mấy chục phút sau, xe lơ lửng chậm rãi dừng lại ở bên ngoài bán sơn trang viên. Khánh Trần bị lục soát người rất nghiêm ngặt, sau đó mới được lão lục dẫn vào. Lão lục khập khánh đi ở phía trước, dặn dò. Nhớ kỹ đây, về sau cho dù đến đây vào lúc nào cũng không được cầm vũ khí. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể hoạt động ở khu nhà phía Tây Nam, tự tiện đến chỗ khác sẽ bị băm cho cho ăn. Bán sơn trang viên có mấy con đường đá xanh ngoằn ngoèo, trên mỗi viên đá còn khắc hình phi long phi phượng. Lão lục đi phía trước dẫn đường, hắn vừa quay đầu liền thấy Khánh Trần đang tò mò đánh giá bán sơn trang viên, vui vẻ cười nói, sao thế? Không ngờ trong thành phố còn có khung cảnh xinh đẹp thế này à? Khánh Trần lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Đương nhiên ngươi chưa từng thấy rồi. Lão Lục cười nói, ở mấy khu khác, ngày nào cũng có người chen trúc trong thang máy. Có phải ngươi không thể ngờ được trong trang viên khu thứ nhất còn có hòn non bộ, vườn hoa, hồ nước nhân tạo không? Có phải ngươi không thể ngờ được ở đây còn có nhà ở thấp như vậy không? ở chỗ kia gọi là sinh tồn, ở đây mới gọi là sinh hoạt. Khánh Trần đánh giá xung quanh, không ngờ rằng kiến trúc của bán sơn trang viên lại thiên về kiểu Trung Quốc cổ, rất nhiều phòng ốc đều được xây bằng gạch đá và gỗ. Vì những tòa nhà cao chọc trời, mà thành phố số 18 có vẻ rất náo nhiệt và chật trội, hắn biết thành phố phải phát triển lên trên bầu trời cũng vì mật độ dân số quá lớn. Mà khu thứ nhất lại khác, có thể đào được một hồ nước nhân tạo ở trong thành phố liên bang, tắc đất tắc vàng này là đủ để thấy được thân phận địa vị rồi. Thế nhưng, phong cảnh này lại rất phổ biến ở thế giới bên ngoài. Nói thật, có thể thế giới bên ngoài không bằng thế giới bên trong, nhưng về mặt không gian sinh hoạt thì chắc chắn có thể đè bẹp được thế giới bên trong. Còn nữa, nhà ở thấp như thế mà lão Lục đắc ý lại là một căn nhà gỗ 4 tầng, mà căn nhà của Khánh Trần ở thế giới bên ngoài cũng là 4 tầng. Nếu hắn nghèo hơn một chút, không chừng còn phải ở nhà trệt. Không thể không nói, những lúc như thế này, Khánh Trần đều có thể cảm nhận được sự khác biệt về tư tưởng của hai thế giới khánh trần hỏi bây giờ đi đâu dẫn ngươi đến ký túc xa trước lão lục nói ngươi là vệ sĩ của bà chủ đương nhiên phải ở đây rồi lúc nào bà chủ đi ra ngoài ngươi cũng phải đi theo ừm um, hiểu rồi khánh trần gật đầu nói lúc này lão lục mới nhớ ra lời dặn dò của lý trường thanh vội vàng nói dù trên chức vụ ngươi do ta quản lý nhưng bà chủ đã nói ngươi muốn làm gì cũng được đương nhiên ta vẫn phải nhắc nhở một chút tuy bà chủ nói vậy nhưng trong mắt người ngoài ngươi chỉ là vệ sĩ thôi tốt nhất là giả vờ giống một chút, nếu không người khác sẽ cảm thấy bà chủ không biết dạy dỗ. Lão Lục cũng có ý tốt, dù sao Lý Trường Thanh là người có mặt mũi, nếu dẫn một người không hiểu quy củ ra ngoài, sợ rằng sẽ bị chê cười. Bán sơn trang viên có diện tích cực lớn, giống như là một hoàng cung đồ sộ, thậm chí nếu như không được ai dẫn đường sẽ bị lạc. Đây là tổ trạch của Lý Thị, tượng trưng cho địa vị của Lý Thị. Tổ trạch của Khánh Thị ở thành phố số 10, Trần Thị Thị ở thành phố số 7. Khánh Trần nghiêm túc ghi nhớ địa hình ở đây, kể cả những phong cách nóc nhà mái hiên thiên về kiểu Trung Quốc. Vì sao lối kiến trúc ở đây lại khác với bên trong thành phố vậy? Khánh Trần hỏi, giống như, giống phong cách của Jindai đúng không? Lão Lục bĩu môi, người không hiểu rồi, thật ra loại phong cách này là truyền thừa của tổ tông chúng ta, gia tộc Jindai chỉ bắt trước thôi. Nguyên liệu gỗ xây nên những căn nhà này đều được vận chuyển từ trên hoang dã, vô cùng quý giá, chỉ có nhân vật lớn có địa vị ở liên bang, mới có thể ở trong nhà gỗ thôi đấy điều khánh trần muốn hỏi không phải cái này nhưng hắn đã lấy được đáp án lúc này hắn chợt phát hiện ra dưới hiên của mỗi căn nhà đều có một cái chuông đồng nặng nề bằng dây đỏ ngay cả khi có gió chuông đồng cũng gần như không nhúc nhích tí nào từ xa nhìn lại bên trên chuông đồng còn có hoa văn kỳ quái chỉ là cách quá xa nên không thấy rõ ràng lão lục nhìn theo ánh mắt của hắn bắt đầu cười ha ha đây chính là vật cấm kỵ hiếm có trên đời ngươi có biết vật cấm kỵ không đó là thứ mà cả một đời người bình thường cũng không lấy được sắc mặt của khánh trần vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì sao lão lục luôn nói những câu chúng tim mình như vậy mà ngại quá hắn có tận hai vật cấm kỵ cơ khánh trần điềm nhiên hỏi chuông đồng kia là vật cấm kỵ sao nhưng sao lại có nhiều thế ta đã nghe nói về vật cấm kỵ nhưng chưa bao giờ nghe nói có vật cấm kỵ nào thế này cả trong bán sơn trang viên có khoảng chục tòa nhà mỗi một tòa nhà có bốn mái hiên, có nghĩa là gần 200 cái trung đồng. Nếu là vật cấm kỵ, số lượng này lại nhiều đáng sợ. Lão lục gãi đầu, ta cũng không rõ lắm, dù sao tòa nhà nào trong trang viên cũng có cái này hết, nhưng chưa có ai nghiêm túc đếm số lượng cả. Người có biết ít của vật cấm kỵ này không? Khánh Trần hỏi, đây không phải bí mật gì, ACE 020, các chủ nhân của Lý thì gọi nó là trung đồng vô tâm. Lão Lục nói, ta cũng có thể nói tác dụng của nó cho ngươi luôn, nếu có người có ác ý đến gần, chuông đồng vô tâm ở gần người đó sẽ vang lên." Khánh Trần nói thầm trong lòng, hóa ra tập đoàn còn có thứ này. Nhưng vật cấm kỵ này biết một người có ý xấu kiểu gì? Điều này hơi mông lung, trước kia nó đã từng kêu bao giờ chưa?" Khánh Trần hỏi. "Đương nhiên là rồi." Lão Lục giải thích, mấy năm gần đây thì không, vì rất nhiều người đều biết đến trung đồng vô tâm, cho nên người xấu không dám vào bán sơn trang viên nữa." Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ, Thứ này có giống với con rối giật dây, lúc ở cấp 1 chỉ có một cái, sau khi đến cấp 2 sẽ gia tăng số lượng chuông đồng căn cứ, và việc thỏa mãn điều kiện thu nhận không nhỉ. Ví dụ như con rối giật dây, thông qua việc hiến tế sinh bệnh để gia tăng số người có khống chế. Lão Lục là người nói nhiều, hắn nhỏ giọng nói, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, thứ này là do một vị lãnh tụ kỵ sĩ nào đó đưa cho chủ nhà bây giờ. Người có biết kỵ sĩ không? Thật ra lý thúc đồng của nhà họ lý chính là lãnh tụ kỵ sĩ bây giờ một trong số những bán thần hiếm hoi khánh trần kinh ngạc lý thúc đồng bán thần kia là lý thị sao lão lục có cảm giác ra vẻ ngươi còn nhỏ nên không biết mấy chuyện cũ tin tức về thất gia đã gần như bị xóa hết ở trong liên minh rất nhiều dân chúng bình thường cũng không biết hắn là thành viên của lý thị khánh trần thở dài trong lòng hắn rất mong mình thường xuyên được ở bên cạnh lão lục đảm bảo tâm trạng ngày nào cũng rất thoải mái hai căn nhà nhỏ ở phía trước bên trái là biệt viện phi vân chỗ ở bình thường của bà chủ bên cạnh là biệt viện Thanh Sơn của y nạc tiểu thư, nghe nói khoảng thời gian trước đồng vân tiểu thư cũng đã chuyển vào đó ở rồi. Lão Lục nói, thiên viện ở sau hai căn nhà này là chỗ ở của đám nô bộc chúng ta. Đúng rồi, ngươi không phải nô bộc. Khánh Trần ngẫm nghĩ, hắn luôn cảm thấy sau khi đi vào bán sơn trang viên, thế giới cyberpunk này cũng có dáng vẻ kiểu Trung Quốc cổ xưa. Nhưng ở phía trên kiến trúc cổ kính này, còn có một đội máy bay không người lái lượn lờ, tạo ra một tấm lưới trên trời. Máy bay không người lái có vũ khí, sẽ khai hỏa bất cứ lúc nào cổ kính kết hợp với khoa học kỹ thuật kết có vẻ đột ngột nhưng lại rất hòa hợp nhưng lý y nặc đặt tên cho chỗ ở của mình là biệt viện thanh sơn là ước mơ được trèo lên vách đá thanh sơn sao đáng tiếc đối phương đã bắt đầu tu hành không phải người bình thường không có cách nào trở thành kỵ sĩ lúc lão lục dẫn khánh trần đi qua biệt viện thanh sơn của lý y nặc lý đồng vân và nam canh thần đang ngồi quanh một chiếc bàn đá xì si sao bàn tán khi hai người nhìn thấy khánh trần thì đồng thời dừng việc trò chuyện lại kinh ngạc nhìn qua khánh trần lại tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì giống như hoàn toàn không biết họ vậy lão lục đi trước khẽ gật đầu đồng vân tiểu thư nam tiên sinh chào buổi sáng nói xong lão lục còn giật giật tay áo khánh trần chào đi mau chào hỏi họ đi khánh trần học theo đồng vân tiểu thư nam tiên sinh chào buổi sáng a à, nam canh thần có vẻ không biết làm sao lý đồng vân thì cười tủm tỉm nói lục thúc đây không phải là tuyển thỏ tiểu thổ của phòng quyền anh hải đường sao sao vậy bị trường thanh cô cô đưa đến nhà họ lý thật à lão lục sợ sệt ngài đừng gọi ta là lục thúc nếu để mấy dòng khác nghe được chỉ sợ ta sẽ bị đẩy ra hoang dã tách bắp mất không sao đâu ta chỉ âm thầm gọi thôi tiểu đồng vân cười tủm tỉm đi đến bên cạnh khánh trần hứng thú đi vòng quanh đánh giá đêm qua ta đi xem trận đấu quyền anh của ngươi rất nguy hiểm lúc ấy ta ở trong phòng lo lắng lắm cô bé nói nửa thật nửa giả lão lục cũng không nhận ra gì khánh trần lại biết đối phương đang mượn cơ hội thể hiện quan tâm hắn cười cảm ơn đồng vân tiểu thư đã quan tâm tiểu thổ ca ca nếu rảnh rỗi thì đến biệt viện thanh sơn chơi nhé lý đồng vân cười nói lục thúc bình thường ngài đừng bắt nạt hắn ta là fan của hắn đó không dám không dám sao ta dám bắt nạt hắn chứ bà chủ đã dặn dù hắn là vệ sĩ nhưng không cần làm chuyện gì hết lão lục nói liên thoáng vậy là tốt rồi lý đồng vân cười nói Vậy Lục Thúc dẫn tiểu thổ ca ca đi gặp cô cô trước đi, bao giờ dành nói sau. Lão Lục dẫn Khánh Trần đi về phía trước, Khánh Trần hỏi, hai vị này là. Hắn biết hai người này là ai, nhưng mở miệng hỏi thăm mới là phản ứng bình thường. Lúc này, Lão Lục đáp, Lý Đồng Vân Tiểu Thư là con cháu đời thứ ba, khá được yêu thương của Lý Thị. Nam tiên sinh ở bên cạnh là trai lơ mà y nặc Tiểu Thư. Nói đến đây, hắn còn len lén quan sát vẻ mặt của Khánh Trần. Khánh Trần bình tĩnh nói, người nhìn ta làm gì? lão lục nghĩ rằng khánh trần mất mặt vội vàng nói không có việc gì không có việc gì người không giống hắn hắn bồi thêm một câu ở trong lòng ngươi đẹp hơn hắn một chút lão lục tiếp tục vừa đi vừa dặn dò bình thường ngươi tuyệt đối đừng đắc tội hai vị này y nặc tiểu thư điên lên còn đánh cả con cháu gia tộc rất bao che khuyết điểm nhớ kỹ chúng ta không thể trêu chọc loại người này được ừm ta nhớ rồi khánh trần gật đầu không thể trêu vào khánh trần bỗng nhiên nghĩ hắn đến làm vệ sĩ cho lý trường thanh như đang thúc đẩy nhóm nhỏ của họ lại gần nhau hơn cũng dễ lập mưu tính toán hơn chỉ là ba người đều ở lý thị chẳng khác gì đặt trứng gà đặt ở cùng một cái giỏ việc nắm giữ tin tức cũng có chút phiến diện có phải mình nên tóm thêm một vài người mới từ trong đám người du hành thời gian của trần thị khánh thị không hình như rất khó dù sao đa số người du hành thời gian đều đã bị khánh thị trần thị lấy hết rồi có thể tiếp tục ẩn nấp đều là người thông minh bình thường sẽ không bán mạng cho những người khác vừa mới vào biệt viện phi vân liền nhìn thấy Lý Y Nặc và Lý Trường Thanh đang ngồi trong sân uống trà, trên bàn đá trước mặt cách nàng còn có một cái vali cầm tay màu đen. Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần đến, đôi mắt sáng lên, tới rồi. Ừm. Khánh Trần gật đầu. Lại thấy Lý Trường Thanh vỗ vỗ cái vali cầm tay màu đen trước mặt, thứ tự FDE001 và 002 phải chờ nửa tháng nữa. Nhưng bây giờ 003 lại đang thừa, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay Di sẽ tiêm vào cho ngươi luôn. Khánh Trần. Azi, thật sự không được đâu, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ, Lý Trường Thanh và những người khác đều nghĩ Khánh Trần chỉ là một người mang gen chiến sĩ. Cho nên họ đều nghĩ Khánh Trần sẽ rất mừng rỡ khi biết mình được tiêm thuốc biến đổi gen. Nhưng với Khánh Trần mà nói, chuyện này không hề đáng mừng mà là đáng sợ. Đầu tiên, thuốc biến đổi gen phải được tiêm từng liều theo thứ tự. Khi người bình thường tiêm liều đầu tiên là 005, thì phải chờ đủ một tháng mới được phép tiêm liều tiếp theo. Nếu không tuân thủ đúng thời gian thì rất dễ đột tử. Nếu Khánh Trần chưa tiêm liều nào mà tiêm ngay liều số 003 bây giờ thì có lẽ hắn sẽ khó mà sống nổi. Thứ hai, sau khi tiêm thuốc biến đổi gen sẽ mất đi khả năng sinh con. Dù bây giờ Khánh Trần chưa muốn có con nhưng đâu phải sẽ mãi như vậy. Nói tóm lại, hắn không muốn tiêm. Lý Trường Thanh nhìn về phía Khánh Trần, "Sao thấy thuốc biến đổi gen FDE liều số 003 mà ngươi không vui chút nào?" Khánh Trần còn chưa kịp mở miệng, Lý Trường Thanh cười nói, ta hiểu rồi, có phải ngươi nghĩ ta không muốn đưa 002 và 001 cho ngươi? Thật ra ta không phải người keo kiệt, liều số 001 và 002 vẫn đang trong quá trình sản xuất, phải hơn nửa tháng nữa mới có thể tặng cho ngươi. Hai loại đó thường sản xuất rất ít, ta cũng không thể đưa ngay cho ngươi được. Khánh Trần nhớ lại thông tin về thân phận này của mình rồi đối chiếu thời gian, bây giờ ta không thể tiêm liều số 03 ngay, ta vừa tiêm liều số 0043 ngày trước còn phải chờ 18 ngày nữa mới được. Khoảng thời gian giữa hai liều thuốc biến đổi gen là 30 ngày. Lý Trường Thanh nhìn Khánh Trần rồi nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng ngươi đã tiêm liều đó từ lâu rồi. Vậy cũng được, thuốc biến đổi gen cứ để ở chỗ ta, khi nào ngươi có thể tiêm thì nhớ bỏ ta. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhủ trong lòng, chuyện này phải làm sao bây giờ? Lần này vẫn chưa thu hoạch được gì, chẳng lẽ hắn phải tiêm một liều trước rồi mới có thể lấy những liều còn lại sao? Nói thật hắn và nhất đều không ngờ Lý Trường Thanh phải đích thân nhìn hắn tiêm. Theo thời gian ở thế giới trong, hắn mới chỉ lên võ đài thi đấu được 10 ngày mà thôi, may nhờ việc này mà hắn mới có cớ để hoãn tiêm thuốc. Nhưng vấn đề bây giờ là, 18 ngày nữa hắn phải làm sao đây? Lúc này, Lý Trường Thanh bảo lão lục đi cắt thuốc biến đổi gen, nàng nhất quyết phải tận mắt chứng kiến Khánh Trần tiêm, chuyện này khiến Khánh Trần rất đau đầu. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thì phát hiện Lý Y Nặc đang cố nhịn để không cười ra tiếng. Lý Trường Thanh kéo tay, bảo Khánh Trần ngồi xuống, "Người này là cháu gái ta, Lý Y Nặc. Nàng rất thích xem người thi đấu, chúng ta đã cùng xem trận đấu đêm qua. Khi đó ta còn dặn lão Lục đi cứu ngươi, không ngờ ngươi lại có thể tự chiến thắng. Trong cả liên bang có rất ít người có thể chiến đấu vượt cấp mà vẫn thắng như ngươi." Lý Y Nặc cười híp mắt nói, "Người anh em tiểu thổ, xin chào, ta là fan của ngươi." Lý Trường Thanh nghiêm túc nói với Lý Y Nặc, "Sao lại xưng hô là người anh em, phải gọi là chú tiểu thổ." Lý Y Nặc. Vừa rồi, Lý Y Nặc còn nhịn cười nay đã thay đổi sắc mặt. Nàng chỉ cười một chút thôi, sao tự nhiên lại có thêm một ông chú. Nhưng Lý Trường Thanh nghĩ lại rồi nói, được rồi, Khánh Trần vẫn còn trẻ, các ngươi cứ xưng hô như bình thường cũng được. Đúng rồi, nếu hai người đã gặp nhau thì ngươi cũng nên biết tên thật của hắn, hắn tên là Khánh Trần, sau này đừng gọi hắn là tiểu thổ nữa. Dù cái tên tiểu thổ nghe rất đáng yêu. Lý Y Nặc tự nhủ, cái tên Khánh tiểu thổ này đáng yêu chỗ nào cơ chứ, cô, chúng ta nói chuyện chính đi. Lý Y Nặc nhìn về phía Lý Trường Thanh, vừa rồi chúng ta đang nói đến chuyện gia tộc Kasima và Jindai. Nghe nói ngài đã bắt được mấy người của Kasima và Jindai đúng không? Vừa nghe thấy tên hai gia tộc này, Lý Trường Thanh đã tức giận nói, hai nhà này thật không biết điều, còn dám chạy đến phía nam gây chuyện. Ta đoán họ định nhân lúc Lý Thị chuyển giao quyền lực để gây rối. Gần đây hai nhà này còn tập trung quân đội ở phía bắc, có lẽ họ đang chờ lúc gia chủ nhắm mắt, thì lập tức phát động chiến tranh quy mô nhỏ. Lý Y Nặc tò mò nói, những năm gần đây họ gây ra không ít chuyện, còn muốn liên hôn với tập đoàn khác, lại còn điều động rất nhiều quân đội, họ đang định làm gì? Có rất nhiều cấm địa ở phía Bắc, tốc độ mở rộng của chúng rất nhanh. Thậm chí cấm địa số 037 đã lan, đến 30 cây số về hướng Bắc thành phố số 26. Có lẽ họ đã cảm nhận được nguy hiểm nên muốn phân chia lại liên bang, họ muốn đến phía Nam. Lý Trường Thanh cười lạnh rồi nói, nhưng mà phía Nam là địa bàn chính của chúng ta, chỉ cần chúng ta không tự giết lẫn nhau, họ sẽ không đến được đây. Khánh Trần ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Hắn hiểu, đột nhiên Lý Y Nạc nói những chuyện này vì muốn giúp hắn hiểu biết thêm thông tin, bù đắp tình trạng bây giờ của hắn. Hoàn cảnh bây giờ của Khánh Trần rất vi diệu, Lý Thúc Đồng đã đi xa, tất cả những người hắn quen biết lại không ở bên cạnh, dù vẫn còn nhất ở đây, nhưng nhất không phải quản gia của hắn. Nàng sẽ không tự nguyện ra tay giúp đỡ hắn, bình thường, nếu hắn muốn nhờ nàng giúp đỡ một việc gì đó thì đều phải dùng cách trao đổi, cho nên họ giống đồng minh hơn là bạn bè làm gì có chuyện nhất sẽ chủ động giúp hắn làm mọi chuyện. Nhưng mà, ba vị nội gián là Lý Y Nặc, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cô, ngươi thấy người được chọn nào có hy vọng giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử nhất? Lý Y Nặc hỏi. Ta nghĩ Khánh Vô là người có hy vọng nhất. Lý Trường Thanh nói, Khánh Văn quá nổi trội, nổi trội đến mức những người khác đều coi hắn là kẻ địch, nhưng hắn lại không có năng lực lớn như lời đồn. Vốn dĩ Khánh Hoài cũng khá nổi bật, nếu hắn còn sống thì cũng có thể phân tán bớt sự chú ý của mọi người, nhưng Khánh Hoài lại bị giết trong cấm địa số 002, lúc ấy ngươi cũng ở đó, nghe nói hắn là bị một thần tử nào đó của Hỏa Đường săn giết, chuyện này có thật không? Ừ, có lẽ là vậy. Lý Y nặc gật gật đầu, "Cô, ngươi nói tiếp đi, ta thấy Khánh Trung của nhánh thứ hai cũng rất mạnh, vì sao ngươi lại cảm thấy hắn không có khả năng giành được vị trí thủ lĩnh ảnh tử? Ta đã từng gặp Khánh Trung, tuy hắn có thực lực rất mạnh nhưng lại không đủ thông minh để giành chiến thắng." hắn quá nóng tính lý trường thanh nói có lẽ loại người này chỉ thích hợp làm một tướng quân trên chiến trường mà thôi hắn không thích hợp làm thủ lĩnh ảnh tử hay gia chủ ta nghĩ thủ lĩnh ảnh tử hay gia chủ đời này của khánh thị là khánh tầm cũng sẽ không chọn hắn vậy vì sao ngươi lại nghĩ khánh vô là người có khả năng nhất lý y nặc hỏi thông minh kiên nhẫn tàn nhẫn lý trường thanh nói hắn có rất nhiều ưu điểm mà một thủ lĩnh ảnh tử cần có bây giờ ngươi nên chú ý đến họ nhiều hơn vì nếu bất kỳ người nào trong số họ trở thành thủ lĩnh ảnh tử, thì sau này người đó sẽ có quyền lực rất lớn, nếu bây giờ ngươi có thể hiểu rõ về hắn thì sẽ giúp ngươi rất nhiều trong tương lai. Lý Y Nặc gật gật đầu, nàng liếc nhìn Khánh Trần rồi tự nhủ trong lòng, mình đã khiến nhân vật lớn đời thứ hai của Lý Thị trực tiếp phân tích cục diện bây giờ, có lẽ cũng thể hiện được ý tốt của mình rồi. Nhưng lúc này, Lý Trường Thanh bỗng nói, trong thế hệ này, người ta coi thường nhất là Khánh Nguyên, nhưng may mắn là hậu thuẫn của hắn không đủ mạnh để đấu lại những người khác. Tuy Khánh nhất nhỏ tuổi nhất nhưng rất xinh đẹp, Tuy Khánh thi là nữ nhưng cha nàng lại là người có dã tâm rất lớn. Trong những trận chiến giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, chưa đến giây phút cuối cùng thì chưa ai biết kết quả như thế nào, thậm chí có khi cuộc chiến đã kết thúc mấy năm mà những người ngoài còn không biết kết quả ra sao, cho nên suy đoán này của ta cũng chỉ để tham khảo, nó không có giá trị gì nhiều, ngươi chỉ cần hiểu rõ về mỗi người họ là được rồi." Lý Y Nặc tự nhủ trong lòng, kết quả của cuộc chiến này đúng là khó mà biết được không phải đang có một người được chọn giả chết ngồi bên cạnh mình đó sao ai có thể ngồi được đây lại là người được chọn thành công nhất cơ chứ khánh trần ngồi bên cạnh giả vờ bình tĩnh ăn trái cây nhưng trong đầu hắn đang nhanh chóng phân tích đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác phân tích tính cách của từng người được chọn cuối cùng hắn cũng có thể hiểu hơn về những người mình sắp phải đối mặt trong thời gian tới trước kia cả lâm tiểu tiếu và lý thúc đồng đều không nói gì về việc này với hắn họ chỉ nói hắn sẽ dần dần hiểu được a à, lý trường thanh hỏi sao ngươi lại đột nhiên quan tâm đến trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử vậy lý y nặc hỏi lại cô ta đã liên hệ với vài người được chọn cũng có mấy người chủ động liên hệ với ta dù ta không biết họ muốn làm gì nhưng ta đã đồng ý hợp tác với tất cả bây giờ đã có bốn người hợp tác cùng ta khánh trần ngồi bên cạnh nghe rồi thầm nghĩ phong cách làm việc này rất giống hành động gia nhập tất cả các tổ chức của hắn ở thế giới ngoài lý trường thanh hỏi lý y nặc ngươi hợp tác với nhiều người được chọn như vậy làm gì Ta muốn hợp tác với càng người nhiều càng tốt, vì làm như vậy sẽ dễ dàng biết hành động tiếp theo của họ, dù sao những người này cũng không phải người của Lý gia chúng ta, có chết cũng không sao." Lý Y Nhạc nói. Lý Trường Thanh khen nàng, "Chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng mà ta vẫn luôn nghi ngờ, có khả năng thủ lĩnh ảnh tử của Khánh thị đã đến thành phố số 18, mục đích lần này của Khánh thị là thủ lĩnh ảnh tử. Hắn là địch hay bạn?" Lý Y Nhạc hỏi. "Không phải địch cũng không phải bạn, nhưng có lẽ hắn có cùng mục tiêu với chúng ta." có vẻ lý trường thanh không muốn nói nhiều về việc này vì chuyện này đã liên quan đến những thông tin tuyệt mật của gia tộc nàng chuyển đề tài có lẽ nhiệm vụ vòng thứ hai của trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử không liên quan đến chuyện chuyển giao quyền lực của lý thị thủ lĩnh ảnh tử luôn thích làm những chuyện đánh lạc hướng người khác không ai biết hắn đang muốn làm cái gì lúc này lý y nặc hỏi đúng rồi cô ngươi đã đi thăm ông nội chưa chưa nói lên việc này lý trường thanh đã bình tĩnh lại nàng nhìn về phía lão lục rồi nói ngươi dẫn khánh trần đến sân tập bắn đi trước khi đạt đến cấp b hắn phải sử dụng thành thạo súng ống được rồi lão lục khập khễnh dẫn khánh trần đi ra ngoài khánh trần hiểu nàng muốn hắn rời đi dù sao chuyện này cũng liên quan đến cơ mật gia tộc lý trường thanh không ngốc đến mức cho mình ngồi nghe nhưng mà hắn cũng không thèm để ý bởi thì hôm nay hắn thu hoạch đủ rồi khánh trần nhìn lão lục đang dẫn đường phía trước vì sao ngươi lại tên là lão lục vì ngươi đứng thứ sáu sao không phải Lão Lục lắc đầu, ta tên Lão Lục vì từng giúp bà chủ cản sáu viên đạn ở thành phố số 1, vì thế chân ta cũng bị phế bỏ. Bà chủ gọi ta là Lão Lục vì muốn tự nhắc nhở, không được quên chuyện ta đã từng giúp nàng chắn đạn. Thì ra là thế. Khánh Trần gật gật đầu. Bà chủ từng nói một câu rất đúng. Lão Lục không quay đầu lại, nếu một ngày siêu phàm giả chưa trở thành bán thần, khi đó súng ống vẫn là kẻ địch lớn nhất của họ, ngay cả khi cao thủ cấp A gặp phải tay bắn tỉa cũng có thể bị giết. Cho nên, làm quen với súng ống là chuyện tốt, ngày thường nếu không có chuyện gì làm thì nhớ đến sân tập bắn. Cao thủ cấp A đụng phải súng ống cũng có thể bị giết. Khánh Trần cảm thấy rất khó hiểu. Không phải súng ống có thể giết họ mà là tay súng bắn tỉa có thể giết họ. Lão Lục giải thích, siêu phàm giả đạt cấp A có được giác quan thứ 6. Trong bán kính 1.600m họ sẽ cảm nhận được, nếu có tay súng nhắm vào mình với ý đồ xấu. Cho nên, nếu tay bắn tỉa đứng trong bán kính 1.600, chắc chắn cao thủ cấp A sẽ phát hiện được ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua, đối phương sẽ phát hiện ra ngay. Giác quan thứ sáu của những người này rất nhạy bén, gần như đã thoát khỏi phạm vi của con người thường. Khoan đã, Khánh Trần nhớ tới một việc. Khi mới xuyên đến ngục giam số 18, hắn từng gặp một học sinh tên là Hoàng Tể Tiên. Mình đã đi theo đối phương đến cổng khu nhà để tìm manh mối. Khi đó mình chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Viễn Đông, một lần mà đối phương đã quay đầu nhìn về phía mình ngay. Đây chỉ là sự trùng hợp, hay lúc đó Trịnh Viễn Đông đã đạt đến cấp A. Khánh Trần không thể nào xác định được, nhưng khi đó mọi người đều vừa xuyên qua. Theo lý thuyết thì Trịnh Viễn Đông không thể đạt cấp độ cao như vậy được, trừ phi đối phương cũng có năng lực nào đó, tương đương với siêu phàm giả cấp A giống như ương ương. Nhưng Khánh Trần nghĩ đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Nếu tay bắn tỉa không thể nhắm bắn cao thủ cấp A, tại sao họ vẫn bị giết? Khánh Trần hỏi lão lục. Vì vẫn có một số tay bắn tỉa có thể nhắm bắn chính xác mục, tiêu khi đứng xa hơn 1.600 mét. Lão lục hít mắt nói, Cao thủ cấp A sẽ không thể cảm nhận nếu những tay bắn tỉa đứng xa hơn 1.600m, cho nên họ sẽ không thể tránh đạn. Loại súng bắn tỉa dùng đạn xuyên giáp còn xuyên thùng được cả xe tăng, dù cao thủ cấp A rất lợi hại, nhưng họ không có năng lực phòng ngự như xe tăng. Cho nên, muốn ám sát cao thủ cấp A thì phải dùng súng trang bị dây hãm lửa, nếu không họ sẽ nhìn thấy khẩu súng. Súng bắn tỉa là vũ khí chuyên dùng để tấn công hệ thống phòng ngự của xe bọc thép, tiếng động mỗi khi nổ súng to như nổ pháo. Chỉ là tốc độ của âm thanh lại không nhanh bằng tốc độ của đạn. Nếu nổ súng ở khoảng cách xa hơn, 1.600m thì sau khi cao thủ cấp A chúng đạn mới nghe thấy tiếng súng. Nhưng ánh lửa tỏa ra từ nòng súng khi bắn lại nhanh hơn tốc độ của đạn. Đây cũng là lý do vì sao lão lục nhấn mạnh việc phải trang bị dây hãm lửa, cho súng. Tốc độ đạn của phần lớn súng bắn tỉa hiện nay là khoảng 800900 m giây. Một viên đạn bay 1.600m cần đến hơn 2 giây, cho nên nếu cấp A cao thủ nhìn thấy súng thì chắc chắn họ sẽ tránh được. Hơn nữa, muốn chơi món đồ chơi này phải thông thạo kỹ thuật và biết tính toán. Dù sao ngươi cũng phải tính khoảng cách giữa mình và đối phương là bao xa, mất thời gian bao lâu thì viên đạn mới bay đến vị trí đối phương, khi bay đến thì sẽ bắn trúng vị trí nào trên người đối phương. Đương nhiên, những số liệu này đều do Khánh Trần tra từ Internet ở thế giới ngoài. Thực tế thì hắn còn chưa động vào khẩu súng thật nào bao giờ. Anh Lục, nếu đạn của súng bắn tỉa có thể bắn trúng đầu cao thủ cấp A ở khoảng cách 1.600 m thì hắn có chết không? Khánh Trần hỏi đương nhiên là có lão lục nói trong lịch sử liên bang cũng có một số cao thủ cấp a bị giết bởi súng bắn tỉa cho tới bây giờ khánh trần vẫn không thể hiểu nổi hắn luôn cảm thấy đa số siêu phàm giả ở thế giới này đều công cao phòng thấp giống như những tên sát thủ nếu gặp phải vũ khí tự động như bão kim loại thì ngay cả bán thần như sư phụ hắn cũng phải rút lui cao thủ cấp a có thể cảm nhận được vũ khí tự động mà liên bang cấm không khánh trần tò mò hỏi thật ra trong liên bang có rất ít vũ khí tự động ta cũng chỉ mới nhìn thấy một chiếc. Lão Lục nói, chỉ có những nhân vật lớn, không có siêu phàm giả đi theo bảo vệ mới sợ những vũ khí như vậy, cao thủ cấp A sẽ không sợ đâu. Vì sao? Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái. Vì trí tuệ nhân tạo điều khiển vũ khí tự động, không thể tính toán nhiều nhân tố cùng một lúc, tầm bắn tốt nhất của nó chỉ khoảng 800 mét chứ không thể xa hơn được nữa. Lão Lục nói, đương nhiên, phần lớn những tay bắn tỉa trong quân đội liên bang cũng chỉ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 800 mét, vì thứ đồ chơi này rất nhỏ nên rất tiện cho việc ám sát những nhân vật lớn nhưng nó lại không đủ để đối phó với cao thủ cấp a bởi vì họ có thể dễ dàng cảm nhận được chúng khánh trần cảm thấy chuyện này rất không bình thường hắn nghĩ nếu nhất có điều khiển một khẩu súng bắn tỉa thì việc bắn chúng một người là chuyện rất dễ dàng trí tuệ nhân tạo điều khiển súng tự động đều yếu như vậy sao yếu lão lục giờ khóc giờ cười có phải ngươi đang có hiểu lầm gì đó về khái niệm này không những tay bắn tỉa bình thường phải luyện tập rất lâu mới có thể bắn trúng mục tiêu cách 800 m cho nên, dù chọn ra những người nổi bật trong quân đội cũng không thể giống như phim viễn tưởng được, người nghĩ ai cũng có thể làm xạ thủ sao. Ở khoảng cách 800 m bia ngắm lúc đó còn không to bằng con kiến. Những tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu cách 1.600 m trong toàn liên bang còn ít hơn cả cao thủ cấp. Không phải. Khánh Trần lắc đầu, ý của ta là, có trí tuệ nhân tạo nào lợi hại hơn không? Các tập đoàn đều không hứng thú lắm với việc chế tạo trí tuệ nhân tạo họ chỉ cần thứ biết làm việc là được lão lục nhỏ giọng nói thực ra chuyện này có liên quan đến lịch sử liên bang nghe nói kỷ nguyên trước đã bị một trí tuệ nhân tạo tên là linh xóa sạch cho nên tất cả mọi người đều sợ trí tuệ nhân tạo sẽ lặp lại chuyện này khánh trần không nói gì vì hắn biết người sáng tạo ra nhất chính là linh mà linh chắc chắn đã bị con người giết chết khó trách những người khác không biết nhất có nhân cách riêng khó trách tập đoàn sẽ không chú trọng việc chế tạo trí tuệ nhân tạo đó là lý do vì sao nhất lại cô đơn như vậy Hóa ra liên bang lại có một đoạn lịch sử như vậy. Giác quan thứ sáu của cao thủ cấp A đều trong bán kính 1.600 m sao? Khánh Trần hỏi. Lão Lục vui vẻ cười nói với Khánh Trần: Ngươi là người mang gen chiến sĩ nên chỉ giới hạn ở cấp B. Ngươi chỉ cần nhớ một chuyện thôi. Nếu ngươi phát hiện ra có tay bắn tỉa trên chiến trường thì phải trốn ngay. Lời này của Lão Lục cũng không có ý trêu tức Khánh Trần, vì chính hắn cũng là cấp B, hắn không cần trêu tức đối phương. Người tiêm thuốc biến đổi gen chỉ có thể đạt đến cấp B đây là quy luật rất bình thường khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nói làm sao để trở thành tay bắn tỉa lão lục vô cùng sửng sốt ngươi muốn trở thành tay bắn tỉa muốn dùng thứ đồ chơi kia phải dựa vào thiên phú khánh trần huynh đệ ta cũng không có ý xem thường ngươi khi còn ở trong quân doanh ta cũng muốn làm một tay bắn tỉa nhưng thị lực sự kiên nhẫn và khả năng tính toán của ta đều không đạt tiêu chuẩn khánh trần không nói gì thêm vì hắn vừa phát hiện ra một đường tắt một người bình thường không thể giết người có cấp bậc cao hơn mình phải rất lâu nữa hắn mới có thể đạt đến cấp a vì mỗi lần vượt qua sinh tử quan đều cần rất nhiều kỹ năng hơn nữa không phải cứ muốn khiêu chiến là được chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nếu không phải trên thanh sơn tuyệt bích có dấu bột ma dê do các tiền bối để lại tạo thành đường đi nếu không phải đám lão già từng tặng quả trắng cho hắn nếu không nhờ sự cổ vũ của những dòng chữ khắc trên đường đi thì có lẽ hắn đã không thể vượt qua nổi nếu hắn có thể trở thành tay bắn tỉa dù thực lực của hắn rất yếu nhưng chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp thì nhất định hắn sẽ có thể vượt cấp giết người trước kia khánh trần chưa từng động vào súng bắn tỉa nên hắn không thể xác định mình có thể làm tay bắn tỉa được hay không cho nên phải thử mới biết đến rồi lão lục chỉ về phía tòa nhà rộng lớn trước mặt tòa nhà này giống như một sân vận động khổng lồ vật liệu bao phủ bên ngoài tìa nhà là kim loại phong cách kiến trúc hiện đại của nó nhìn không hề ăn khớp sự cổ kính của trang viên lưng chừng núi chỉ còn vài chi tiết in trên tường là giữ lại chút văn hóa phương đông. Bên ngoài tòa nhà treo một tấm biển to tướng viết ba chữ phấn võ lâu. Lão Lục vui vẻ giới thiệu, những ngày thường, vệ sĩ đều được huấn luyện ở trong này, những thành viên lý thị muốn luyện bắn cũng sẽ đến đây, nghe nói chương trình học chiến đấu mà mà bà chủ chuẩn bị mở trong trường học cũng sẽ tiến hành ở đây, ngươi nên làm quen dần với nó thì hơn. Chương trình học chiến đấu? Khánh Trần hỏi. Đúng vậy, bà chủ còn mở một chương trình học vì ngươi, sau này ngươi sẽ đến đây để dạy con em của Lý Thị. Lão Lục nói, ngươi đừng coi thường chức vị này, văn hóa trong nội bộ Lý Thị luôn rất tốt, họ rất coi trọng cấp bậc và còn rất tôn sư trọng đạo. Nếu ngươi có thể đứng vững trong ngôi trường đó, khi những thành viên Lý Thị gặp ngươi sau này sẽ rất lễ phép, ít nhất thì đời này ngươi sẽ không lo ăn uống nữa. Truyền thống văn hóa của Lý Thị nghiêm khắc như những gia tộc cổ đại ở thế giới ngoài. Nhưng Khánh Trần không để ý đến những thứ này. Hắn hỏi, tòa nhà này chỉ dài khoảng 400 mét, sao có thể luyện súng bắn tỉa ở trong này được lão lục suy nghĩ một lúc có vẻ hắn đã nhận ra gì đó trong câu nói này của hắn cả tòa trang viên lưng chừng núi còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi nếu ngươi muốn luyện súng ngắm thì phải đến một chỗ khác hay là thế này ta thấy có vẻ ngươi rất hứng thú với súng bắn tỉa nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ những kiến thức đơn giản nhất về súng ống đợi đến khi ngươi đã nắm vững những thứ này ta sẽ dẫn ngươi đi nhưng ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt muốn làm tay bắn tỉa cũng không dễ đâu trong các tập đoàn Mức đãi ngộ mà những tay bắn tỉa nhận được thường sẽ tương đương với cao thủ cấp C, cấp B. Cảm ơn anh Lục, nếu ta không có thiên phú này, ta sẽ tự bỏ cuộc. Khánh Trần gật gật đầu. Khi hắn đứng bên ngoài tòa nhà thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng khi đi vào thì có thể nghe thấy tiếng súng văng vẳng. Lão Lục dẫn Khánh Trần vào trong, họ gặp không ít người nhiệt tình chào hỏi hắn trên đường đi, nhìn có vẻ rất thân thiết. Hôm nay ta sẽ cho người làm quen dùng súng, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập với bia ngắm ở khoảng cách 10 mét lão lục đưa một khẩu súng còn đạn cho khánh trần rồi dẫn khánh trần đến vị trí bắn hắn trêu đùa rất nhiều người đều nghĩ bắn súng là một chuyện rất đơn giản mỗi ngày đều mơ ước làm tay bắn tỉa nhưng người cứ bắn thử thì biết nói không chừng ngay cả súng lục cũng không dễ dùng khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy khẩu súng hắn đưa tay bắn về phía bia ngắm cách 10 mét để kiểm tra thử đường đạn như thế nào lão lục nhìn về phía vết đạn trên bia nắm rồi nở nụ cười thế nào bắn súng không dễ đúng không nhưng không đợi hắn nói hết, Khánh Trần đã đưa tay nổ súng lần nữa, mỗi viên đạn đều bắn trúng vào Hồng Tâm. "Khoan đã, trước kia ngươi chưa động vào súng bao giờ mà sao có thể bắn chuẩn như vậy được?" Lão Lục cảm thấy rất lạ, trong tư liệu mà họ điều tra được, mặc dù Khánh Trần là võ sĩ quyền anh nhưng lại chưa bao giờ mua súng. Chẳng lẽ những thông tin mà họ điều tra được có vấn đề, hoặc là Khánh Trần có vấn đề? Khánh Trần nghiêm túc giải thích, "Từ nhỏ ta đã rất thích môn hình học không gian, những phát súng trước chỉ để quan sát đường đạn." Mấy phát súng sau mới nghiêm túc. Lão Lục suy nghĩ gì đó, sau đó hắn lại đưa một khẩu súng ngắn đã bị hỏng nòng cho Khánh Trần. Khẩu súng ngắn này đã không thể bắn chuẩn nữa, vì nòng súng đã bị hỏng, đầu ngắm bị lệch về bên trái, nếu những lời ngươi vừa nói là thật thì hãy dùng khẩu súng ngắn này chứng minh cho ta xem. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy tùy ý bắn mấy phát, một giây sau đó, thiếu niên liên tục bóp cò, những viên đạn lại lần lượt xuyên qua hồng tâm. Lão Lục trợn trừng mắt rồi hét lên với nhân viên lui bia ngắm về phía sau 50 mét. Lần này Khánh Trần không cần xác nhận đường đạn nữa mà trực tiếp nổ súng, mỗi phát đạn vẫn trúng hồng tâm như cũ. Không phải hắn muốn khoe khoang, mà vì hắn biết chỉ khi dùng cách này, thì mới có thể mau chóng tiếp xúc với súng bắn tỉa. Người thật sự chưa động vào súng bao giờ sao? Lão Lục nhìn bia dây cách 50 mét rồi đột nhiên hỏi. 50 mét là khoảng cách mà súng ngắn có thể bắn chuẩn nhất. Có vài người thích tập kỹ thuật bắn nhanh trong cự ly 100 mét, nhưng Lão Lục đã từng tham gia thực chiến nên hắn biết, chỉ cần bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 50 mét là đủ rồi. Nếu xa hơn sẽ phải đổi sang súng trường tự động để tăng cường hỏa lực. Ta từng thử rồi. Khánh Trần vừa đổi đạn hộp vừa nói, khi ta còn bé, cha ta có một khẩu súng ngắn dùng để phòng thân, sau đó ta đã bán nó. Lão Lục chợt phát hiện, mới đầu Khánh Trần còn chưa thể đổi đạn lưu loát, nhưng sau khi hắn đổi lại lần nữa đã nhìn thuần thục như người chuyên nghiệp. Khánh Trần đã lắp xong hộp đạn, hắn nhìn về phía Lão Lục, Lục ca, ngươi có thể tháo khẩu súng ngắn này ra cho ta xem được không? lão lục suy nghĩ một lúc rồi dùng ngón tay thuần thục gảy mấy lần khẩu súng hôi hồ một hai tiêu chuẩn của quân đội liên bang đã bị tháo ra thành từng bộ phận khánh trần nhắm mắt trong một giây rồi lưu loát lắp lại hôi hồ không một hai lần nữa sau đó lại tháo ra hắn cứ tháo ra rồi lại lắp lại cho đến lần thứ ba động tác của hắn đã nhanh như một lão binh trong quân đội liên bang lão lục gãy đầu hắn chợt phát hiện đối phương học bất kể cái gì cứ lặp lại đến lần thứ ba thì động tác của hắn sẽ thuần thục hơn nhiều thật ra hắn đã bắt đầu cảnh giác vì trong tư liệu mà họ điều tra được khánh trần hoàn toàn không biết sử dụng súng ống nhưng năng lực mà thiếu niên vừa biểu hiện lại khác hoàn toàn so với điều tra của họ cho nên lão lục có lý do để nghi ngờ khánh trần đã làm giả thân phận của hắn trong quá khứ rồi tiếp cận bà chủ trường thanh thế nhưng lão lục lại cảm thấy chuyện này cũng không đúng làm gì có nội ứng nhà ai vừa mới vào trang viên lưng chừng núi đã tự làm lộ mình có lẽ chỉ có những tên ngu ngốc mới có thể làm như vậy cho nên so với suy đoán trước kia bây giờ hắn cảm thấy khánh trần đang nóng lòng chứng minh chính mình để nhanh chóng đi sờ súng ngắm hơn lão lục đã điều tra cặn kẽ quá khứ của khánh trần điều tra lại cũng chẳng tìm thêm được thông tin gì chỉ có thể xác nhận bằng cách khác nhưng trách nhiệm của lão lục là bảo vệ an toàn cho lý trường thanh hắn nhất định phải xác nhận một số việc khánh trần ta muốn xác nhận một số chuyện ngươi không cần lo lắng gì cả nếu ngươi muốn làm việc bên cạnh bà chủ thì bắt buộc phải như vậy ừ ta hiểu Khánh Trần gật đầu. Lúc này Khánh Trần đã có quyết định, lý do ban đầu hắn chuyển đến Lý Thị vì nhất nhờ hắn đi gặp mặt, dẫn đến Lý Trường Thanh yêu thích hắn. Nhưng bây giờ hắn không muốn vì chuyện này mà phải hiến thân, hắn nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Lão Lục dứt khoát dẫn Khánh Trần đến sân bắn tên rồi nói, đây là nơi học bắn tên, vệ sĩ thường không đến đây, nhưng vừa rồi ta thấy thiên phú của ngươi rất tốt, bất kể ngươi dùng súng gì, thì chỉ cần bắn thử ba phát là sẽ có thể bắn trúng hồng tâm, nếu ngươi có thể bắn cung giống như bắn súng thì ta sẽ bỏ qua việc này. Đầu năm nay, người biết bắn súng thì nhiều, nhưng người biết bắn cung thì rất ít. Thậm chí rất ít người từng thấy cung tên. Súng là vũ khí cứu mạng nhưng cung là đồ chơi của quý tộc. Lão Lục nói, ta cũng không làm khó ngươi, dùng cung chắc chắn sẽ khó hơn dùng súng, mục tiêu cách 50 mét. Chỉ cần trong 3 phát bắn mà ngươi có thể bắn trúng bia, chúng ta sẽ không điều tra lại việc này nữa. Bất cứ loại súng đạn gì sau này ngươi dùng ở đây đều tính vào hạn ngạch của ta, hạn ngạch của ta cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Nếu ngươi luyện súng ở bên ngoài, mỗi viên đạn bắn ra đều tốn mấy trăm nghìn. Tốt. Khánh Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tùy ý lấy một cây cung từ trên giá xuống. Lão Lục cũng cầm một cây, ta biểu diễn cho ngươi một lần, làm sao để dương cung rồi bắn tên, mọi thứ còn lại đều phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, hắn dương cung rồi buông tay, mũi tên thon dài vút một tiếng rồi cắm vào hồng tâm. Khánh Trần kinh ngạc nhìn Lão Lục, hắn không ngờ người phụ trách an toàn cho lý trường thanh lại đa tài như vậy cái gì cũng biết chơi hắc hắc lão lục nhìn biểu cảm của hắn cười nói ngươi cũng không cần hâm mộ ta chăm hay không bằng tay quen khánh trần nhớ lại động tác của lão lục hắn trực tiếp kéo cung rồi bắn ra một mũi tên mũi tên kia bay vụt lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi ra ngoài bia ngắm nhưng mà khánh trần không suy nghĩ nhiều hắn lại rút ra một cây mũi tên hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung rồi kéo về phía sau hắn nín thở bắn ra một mũi tên. Vút một tiếng, mũi tên lại bắn ra lần nữa. Giờ phút này, lão lục rõ ràng cảm nhận được khí chất của Khánh Trần đã thay đổi. Hắn không thể nói rõ thứ này đã thay đổi như thế nào, nhưng lại cảm thấy Khánh Trần trở thành một người đã nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay. Bụt một tiếng, mũi tên thứ hai của Khánh Trần bắn trúng bia. Lão lục trợn mắt há hốc mồm, muốn bắn cung vào mục tiêu cách 50 mét còn khó hơn nhiều so với bắn súng, vì quỹ đạo của đường đạn sẽ thẳng tắp trong 50 mét, nhưng quỹ đạo của tên bắn lại không phải như vậy lúc này lão lục còn phát hiện ra một chi tiết khi khánh trần kéo cung cơ thể của hắn hơi nghiêng về phía trước đây là động tác không tiêu chuẩn nhưng lại rất giống tư thế của hắn nhưng vì lão lục bị thọt nên mới đứng như vậy không ngờ khánh trần lại học cả động tác này lúc này hắn đã hoàn toàn tin khánh trần thật sự là một thiên tài học tập hắn vội vàng chỉnh lại tư thế tư thế của ngươi không đúng trọng tâm cơ thể hẳn phải ngửa ra sau một chút như vậy mới có thể đứng vững vì ta bị thọt chân nên mới làm như vậy Ngươi không cần học theo. Bảo sao ta lại cảm thấy hơi khó chịu. Khánh Trần thầm nói, hắn lại kéo cung lần nữa, mũi tên thứ ba này đã bắn trúng vào hồng tâm. Không chỉ như vậy, Khánh Trần lại tiếp tục thành thạo kéo cung rồi liên tiếp bắn ra bảy mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm. Khánh Trần nhìn về phía lão lục, chăm hay không bằng tay quen. Lão lục, lần này hắn đã thật sự tin, Khánh Trần có thể thành thạo sử dụng súng nhanh như vậy là nhờ thiên phú. Ta sẽ giữ lời sau này ngươi dùng súng đạn gì ở đây đều tính vào hạn ngạch của ta cho dù hạn ngạch mỗi tháng có bị dùng hết thì ta cũng sẽ không nhíu mày vì động tác này không phải của đàn ông lão lục đau lòng nói vậy bây giờ ta có thể luyện súng bắn tỉa được chưa khánh trần hỏi có thể lão lục thở dài rồi nói chờ đến khi ngươi quen dùng súng thường thì ta sẽ dẫn ngươi đi mặc dù ngươi có thể học rất nhanh nhưng ngươi không nên nóng vội tỷ lệ những người bình thường sử dụng súng thường cao hơn nhiều so với sử dụng súng bắn tỉa Cảm ơn Lục ca." Khánh Trần nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, hắn đã biết lão Lục không phải người xấu, ít nhất thì hắn không cố ý làm khó mình. Mà lão Lục thì tự nhủ trong lòng, thiếu niên này luôn giữ được bình tĩnh như vậy. Hắn nhớ lại trận đấu đêm qua, đúng vậy, tố chất tâm lý của thiếu niên có thể đánh bại cấp lục địa tuần hành, trong lòng bát giác tất nhiên sẽ rất mạnh mẽ. Thật ra trước kia lão Lục từng nghĩ việc Khánh Trần gia nhập vào đội vệ sĩ sẽ chẳng mang lại tác dụng gì, dù sao thì vệ sĩ cũng khác với võ sĩ nhưng bây giờ đối phương đã bổ sung khuyết điểm không biết dùng súng của hắn lão lục nhớ lại quãng thời gian luyện súng gian khổ trước kia mà tự nhủ trong lòng thiên phú giữa người với người trên thế giới này sao lại tranh lệch lớn như vậy hắn dẫn khánh trần quay lại khu bắn súng ngươi tự đi xem đi cần gì thì cứ nói cho ta biết lục ca ngươi có thể đem tất cả các loại súng ra cho ta thử một lần được không mỗi khẩu súng đều cần năm hộp đạn khánh trần nói nếu lão lục muốn đợi đến khi hắn quen dùng tất cả các loại súng thường rồi mới có thể sở đến súng ngắm, vậy hắn sẽ đi làm quen cho đối phương xem. Lão lục vô cùng kinh ngạc, mặc dù hạn ngạch của ta rất nhiều, nhưng sao ngươi lại phung phí vậy? Ta không phung phí. Khánh Trần lắc đầu nói, chắc chắn sẽ có tác dụng. Ngay sau đó, lão lục sai người ta mang tới hai chiếc xe tải chở súng, trên thùng xe rực rỡ muôn màu cái gì cũng có. Khánh Trần lấy ra từng khẩu rồi thử bóp cò, trong lòng hắn đang yên lặng suy nghĩ cái gì đó. Hôm nay là ngày làm việc nên có khá ít vệ sĩ đến đây luyện tập, Mấy nhân viên công tác và cả lão lục đều đứng một chỗ giúp hắn thay hộp đạn. Mà Khánh Trần thì như một cỗ máy lạnh băng đang liên tục nổ súng, không thèm quan tâm bàn tay của mình đã bị lực phản chấn chấn làm đau nhức, hắn vẫn không dừng lại. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đất bên cạnh Khánh Trần đã giải rác nhiều vở đạn đến nỗi không thể đếm, nổi là bao nhiêu, nữa. Nhân viên công tác thỉnh thoảng liếc nhìn hắn rồi tự nhủ trong lòng, không biết gương mặt lạ này đến từ chỗ nào, hắn đến đây chỉ để lãng phí đạn dược sao. Nhưng Khánh Trần đang dùng hạn ngạch của lão Lục nên họ cũng không dám nói gì. Theo lệ thường, vệ sĩ bình thường sẽ không có quyền điều phối nhiều đạn dược và súng ống như vậy. Lúc này, lão Lục vẫn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn vừa ngồi lắp những viên đạn vàng óng vào hộp đạn vừa yên lặng quan sát Khánh Trần. Nhưng vào lúc này, sau khi lão Lục thấy Khánh Trần thử hơn 30 khẩu súng ngắn thì đột nhiên đứng dậy nói, người nhắm mắt lại. Khánh Trần bình tĩnh nhắm mắt lại. Lão Lục tiện tay lấy một khẩu súng ngắn từ trên giá súng xuống rồi hướng phía bia ngắm bóp cò. Các nhân viên làm việc kinh ngạc nhìn mọi chuyện, họ không biết lão lục muốn làm gì. Lão lục đột nhiên hỏi, ta đang dùng súng gì? Khánh Trần bình tĩnh nói, xích hà 021, đường kính 7.62mm, hộp đạn có 12 viên. Lão lục lại bắn bằng một khẩu súng khác, bây giờ thì sao? Đại mạc 001, đường kính 5, 42mm, hộp đạn có 17 viên. Lão lục lại liên tục đổi 4 khẩu súng khác, nhưng khánh trần chỉ cần nghe tiếng súng đã có thể nói chính xác những thông tin liên quan đến khẩu súng đó lần này đến lượt các nhân viên phải kinh ngạc nếu không phải lão lục đang phối hợp với thiếu niên này để diễn kịch thì thiếu niên này thật kinh khủng vừa rồi lão lục mới nói với họ người đang luyện súng hôm nay chưa hề động tới súng bao giờ nhưng bây giờ hắn đã có thể nghe tiếng súng nổ để phân biệt từng loại súng lão lục đã hiểu được ra vấn đề hắn vừa thắc mắc vừa rồi ngươi đang ghi nhớ những thứ này sao ừ khánh trần gật gật đầu lục ca dặn ta phải làm quen với súng thường ta thấy lời ngươi nói cũng rất có lý nếu trong thực chiến mà biết được kẻ địch đang dùng súng gì thì chúng ta có thể biết rõ khoảng cách đối phương có thể nổ súng biết hộp đạn của hắn còn bao nhiêu viên từ đó có thể tính toán được thời gian hắn đổi hộp đạn nếu bị người khác tính được thời gian đổi đạn hộp trên chiến trường thì ngươi chết chắc rồi những người đã từng lên chiến trường đều biết rõ thời gian đó được gọi là khoảng trống hỏa lực đó là thời gian nguy hiểm nhất mà họ phải đối mặt lão lục đã bó tay rồi hắn tự nhủ trong lòng ta bảo ngươi làm quen với súng thường nghĩa là muốn ngươi đi tìm hiểu xem chúng dùng như thế nào chứ không phải bảo ngươi làm quen đến mức độ này làm gì có ai mới làm quen với súng đã có thể nghe tiếng súng để phân biệt được loại súng không phải mọi người đều nghĩ việc làm quen với súng nghĩa là tìm hiểu cách dùng súng hay sao trái tim của lão lục như bị thứ gì đó làm nghẹn lại lúc này khánh trần mới khiêm tốn nhìn lão lục để hỏi ý kiến lục ca không phải ngươi cũng từng làm quen với súng sao có phải ta đã bỏ sót thứ gì không khụ khụ lão lục kiên chỉ nói khi làm quen với súng ống mà có thể nghe tiếng súng để phân biệt loại súng là rất tốt nhưng những cao thủ thực sự trong thực chiến sẽ không để ngươi tìm được khoảng trống hỏa lực của họ họ sẽ luôn thay phiên nhau nổ súng và nhờ đồng đội phía sau thay hộp đạn thậm chí một số người còn sử dụng súng được cải tạo riêng ví dụ như việc cải tạo hộp đạn dài hơn nếu khi đó ngươi vẫn dựa vào kinh nghiệm để tìm khoảng trống hỏa lực của họ thì ngươi sẽ chết rất nhanh khánh trần chăm chú lắng nghe rồi gật đầu lục ca nói rất đúng những nhân viên công tác đứng cạnh đã không nghe nổi nữa lão lục toàn nói những tình huống hiếm khi xảy ra để lừa người mới những câu đầu vẫn còn đúng sự thật nhưng những câu sau đã sai hết rồi những nhân vật trong tiểu thuyết thường thích dùng súng cải tiến nhưng thực tế thì việc cải tiến súng sẽ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của khẩu súng cho nên những tay súng chuyên nghiệp thật sự sẽ không chọn những khẩu súng đặc biệt thay vào đó thì họ sẽ chọn dùng những loại súng mà bản thân đã dùng nhiều lần thứ mà những cao thủ trong thực chiến muốn tránh nhất là chuyện ngoài ý muốn họ chắc chắn sẽ không cải tạo súng nhưng có lẽ sẽ cải tạo lại viên đạn một chút xe ác nhân viên ở đây cũng muốn lão lục có thể khiến người này bớt kiêu ngạo nên mới không vạch trần lúc này lão lục nói tiếp những gì ta vừa nói đều rất quan trọng nhưng nó lại không phải điều quan trọng nhất thứ quan trọng nhất khi làm quen với súng là cái gì chính là cảm giác súng khi ngươi cầm một khẩu súng trong tay thì mới biết nó nặng bao nhiêu từ đó ngươi mới có thể điều chỉnh sức mạnh của cơ bắp ở cánh tay để nhắm bắn chính xác mục tiêu. Ví dụ đơn giản như thế này, khi ngươi định cầm một bao gạo nặng 20 cân nhưng ngươi lại nghĩ nó chỉ nặng 15 cân, khi đó ngươi có thể bắn trúng mục tiêu không? Ừ, Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cầm lấy một khẩu súng ngắn, rồi lập tức bóp cò, viên đạn bắn trúng vào hồng tâm, ta cũng đang làm quen với thứ lục ca vừa nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão lục dừng lại một chút vẫn còn một thứ quan trọng hơn đó chính là sức giật khi ngươi nổ súng sức giật của khẩu súng sẽ khiến viên đạn mà ngươi bắn ra lệch khỏi mục tiêu chỉ khi ngươi quen với sức giật của khẩu súng trong tay mình thì mới biết phải điều khiển họng súng ra sao để bắn chúng vào mục tiêu khánh trần suy nghĩ một lúc rồi lại đưa tay lấy một khẩu súng khác để chuẩn bị nổ súng chỉ là lần này lão lục lại bình tĩnh ngăn cản hắn được rồi ta biết ngươi cũng đang làm quen với thứ này không cần biểu hiện nữa đâu ừ khánh trần gật gật đầu ta sẽ tiếp tục làm quen với súng ống. Lão lục vung tay lên, làm quen đi, cứ bắn đi. Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn. Ngài lục, hạn ngạch của ngài đã hết, nếu hắn tiếp tục bắn thì có lẽ tiền lương năm nay của ngươi cũng không còn nữa đâu. Lão lục giật mình rồi vội vàng tiến lên ngăn cản. Khụ khụ, Khánh Trần à, không phải ngươi muốn thử súng ngắm sao? Chúng ta sẽ đến sân tập súng nắm ở phía sau Bắc Sơn ngay đi. Ta cũng có hạn ngạch đạn bắn tỉa ở đó. Nhưng mà lần này Khánh Trần lắc đầu, Lục ca, tự nhiên ta thấy việc làm quen với súng ngắn cũng rất quan trọng. Người chờ một lúc nữa, ta phải làm quen với chỗ súng còn lại. Không thể không nói, Khánh Trần muốn mỗi bước đi trên con đường này phải thật vững chắc. Hắn vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày sau khi trở thành kỵ sĩ, cũng cố gắng rèn luyện kỹ năng cận chiến sau khi trở thành siêu phàm giả. Giống như một cây trúc đói khát đang không ngừng cố gắng hấp thu nước và các chất dinh dưỡng cần thiết từ mặt đất. Việc làm quen với súng cũng giống như vậy, Vốn dĩ Khánh Trần tập súng bắn tỉa ngay lập tức, vì khi đó hắn mới có năng lực vượt cấp giết người. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi bắn thử hơn 10 khẩu súng ngắn thì hắn mới hiểu ra một điều, cuộc sống này cần sự kiên nhẫn, trưởng thành cũng cần kiên nhẫn, hắn nhất định phải nhân cơ hội lần này để tạo cơ sở cho bản thân. Sau khi hắn rời khỏi lý thị, thì sao có thể tìm được kho súng nào có đầy đủ các loại súng như ở đây? Làm sao tìm được đạn dược không mất tiền như thế này? Nhưng trong lòng lão Lục bây giờ đang rất đau khổ hắn đâu có đếm số đạn khánh trần vừa bắn ra, tại sao tên này lại có thể tiêu hao đạn dược nhanh như vậy? Lão lục nhỏ giọng nói với khánh trần, người anh em, đừng làm quen với súng thường nữa, người đã làm quen đủ rồi mà. Lục ca, ta còn chưa động vào súng tự động mà. Bây giờ khánh trần đã không muốn đi thử súng bắn tỉa nữa, hắn đang lo bỏ lỡ cơ hội lần này, thì sau này sẽ không có cơ hội tiêu xài như vậy nữa. Khánh Trần đã nghèo rất nhiều năm rồi, cho nên sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội phung phí hiếm gặp như thế này được nếu sau này lão lục không hào phóng như vậy nữa thì sao hắn chỉ đang nói nếu mà thôi lão lục thấy khánh trần không muốn đi thì cảm thấy khó chịu chỉ là ánh mắt kiên định của khánh trần đã khiến hắn bớt đau lòng đi phần nào lão lục nói với nhân viên công tác tiếp tục thay đột đạn cho tên này cho hắn dùng thoải mái buổi luyện súng này diễn ra từ buổi sáng đến xuống buổi trưa ngay cả nhân viên công tác trong này cũng đã đổi thành nhóm khác mà khánh trần vẫn đang tiếp tục làm quen với các loại súng làm quen với tất cả ban đầu Hắn chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ tay đang dần dần trở nên đau nhức. Nếu không phải hắn có cơ thể của siêu phàm giả, có lẽ hắn đã bị thương từ lâu. Sau khi Khánh Trần bắt đầu làm quen với súng tự động, tổn thương cơ thể do cường độ huấn luyện cao đã biểu hiện rất rõ ràng, nhất là khi sức giật từ báng súng truyền vào bả vai khiến hai chỗ xương sườn bị gãy của hắn cũng bắt đầu đau đớn. Cho đến lúc này, lão Lục mới nghi ngờ hỏi Khánh Trần, "Ta đang thắc mắc một vấn đề, không phải hôm qua ngươi đã bị thương rất nặng sao?" chẳng lẽ những vết thương đó không đau sao nếu đau thì sao ngươi lại phải tự ngược đãi mình như vậy khánh trần vừa bóp cò vừa nói lục ca có huấn luyện nào mà không đau khổ sao lão lục nhớ lại đúng vậy làm gì có chuyện huấn luyện mà không đau khổ khánh trần nói tiếp chắc chắn huấn luyện sẽ rất đau khổ nhưng vì không cần bỏ tiền nên ta sẽ bớt đau khổ hơn chút lão lục không trả lời thì ra người mẹ nó đang đẩy thống khổ lên người ta khó trách tim ta lại đau như thế nhân viên công tác nhìn khánh trần những vỏ đạn vàng óng đã chất đống như núi ở bên cạnh hắn, họ thì thầm nói, "Lục ca, với tốc độ này của hắn, sợ ngươi sẽ tốn một khoản không nhỏ đâu." Đôi mắt lão Lục đảo đảo, hắn bỗng khôn khéo nói, "Ngươi thì biết cái gì, cứ để hắn chơi, ta sẽ bỏ tiền." Bây giờ hắn mới nhớ đến một việc, tên Khánh Trần này đâu phải vệ sĩ bình thường, vị này do bà chủ trường thanh nuôi mà. Cho nên, chỉ cần lão Lục nói với bà chủ chuyện này, thì tất cả chi tiêu hôm nay của Khánh Trần sẽ được chi trả hết có bà chủ ở đây thì hắn bỏ tiền ra làm gì? Với tính cách của bà chủ, nàng có thể cho hắn cả một một bộ thuốc biến đổi gen, dù hôm nay thiếu niên này có phá hủy cả tòa nhà này, thì cũng không phải chuyện gì lớn. Sau một lúc, tiếng súng bỗng nhiên dần dần ngừng lại. Khu nhà dần dần yên tĩnh, lão lục và các nhân viên lại cảm thấy không quen, lỗ tai họ cũng sắp bị điếc vì nghe tiếng súng cả ngày nay rồi. Thậm chí mọi người vẫn còn cảm thấy tiếng u u trong tai sau khi tiếng súng ngừng lại. Khánh Trần nhìn về phía lão lục, lục ca ta đã làm quen với tất cả các loại súng rồi lão lục trần trừ một lúc ngươi đã nhớ được tất cả tiếng súng rồi sao gần như là vậy khánh trần trả lời ngươi đã ghi nhớ sức giật của tất cả các loại súng rồi sao cũng tạm ổn lão lục tự nhủ trong lòng bây giờ tên này mới biết khiêm tốn sao ngay sau đó khánh trần tràn đầy phấn khởi nói chúng ta đi thử súng ngắm đi lão lục giờ khóc giờ cười ngươi không muốn nghỉ ngơi một lúc hắn nhìn vẻ mặt của khánh trần rồi tự nhủ không phải tên này đang lo ngày mai sẽ không được dùng đạn miễn phí nên mới gấp gáp luyện hết trong một ngày đấy chứ lão lục suy nghĩ một lúc rồi thử nói người anh em là thế này ta dùng nhân cách của mình để đảm bảo tiền súng ống đạn dược sau này ngươi dùng ở đây đều tính cho ta thật sao hai mắt khánh trần sáng lên rồi vuốt vuốt bả vai đau nhức do bắn súng như vậy cũng không cần đi gấp lão lục trợn to mắt nhìn quả nhiên vì muốn tiết kiệm tiền nên ngươi mới khắc khổ như thế sao thật ra bây giờ hắn đang nghĩ đến một vấn đề, theo thông tin họ điều tra được, Khánh Trần đã phải chịu khổ 3 năm sau khi phá sản, sau đó hắn mới bắt buộc phải bán hết tài sản để lấy tiền mua thuốc. Biểu hiện vừa rồi của Khánh Trần mới giống người đã từng chịu cảnh nghèo khổ trong một thời gian. Chỉ có những người sợ nghèo mới biết quý trọng cơ hội. Lão lục khập khẽnh rời khỏi tòa nhà, đi thôi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến sân tập phía sau núi, để ngươi chơi tỏa thích. Thật ra bây giờ ta cũng rất muốn xem ngươi sẽ dùng súng bắn tỉa như thế nào khánh trần cười tủm tỉm đi theo phía sau cảm ơn lục ca nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt lão lục nói súng bắn tỉa khác với những khẩu súng mà ngươi vừa dùng nó không đơn giản chỉ là kéo dài tầm bắn mà thứ quan trọng hơn là sau khi kéo dài tầm bắn tất cả những thứ như sức gió hơi nước trong không khí thời tiết và trọng lực của trái đất đều sẽ ảnh hưởng đến tầm bắn lão lục nói tiếp năng lực của ngươi bây giờ chỉ là bắn trùng mục tiêu theo đường đạn thẳng tắp nhưng khoảng cách tối thiểu mà một tay bắn tỉa chuyên nghiệp có thể bắn trúng mục tiêu là hơn 400m nên đường đạn khi đó sẽ không còn là đường thẳng nữa. Khoảng cách tối thiểu giữa súng bắn tỉa và mục tiêu là 100-300m, ý hắn ta là chỉ cần nhắm chuẩn vào kẻ địch rồi bóp cò là được. Những người có thể bắn trúng mục tiêu khi khoảng cách vượt qua 400m mới tính là chuyên nghiệp, khi khoảng cách đạt hơn 600m thì động năng của đạn giảm xuống rất nhỏ, những nhân tố bên ngoài khí đó sẽ tác động rất nhiều đến đường đạn, nên những người có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 800m thì mới được gọi là tay bắn tỉa thật sự. Khi khoảng cách đạt đến 1.600 mét, mục tiêu nhỏ bé đến mức rất khó nhìn thấy trong tầm mắt của tay bắn tỉa. Những tay bắn tỉa lúc này đã không dùng đến mắt thường nữa, mà là một loại một cảm giác súng nào đó vô cùng bí ẩn. Cho nên những tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly ngoài 1.600 mét đều vô cùng kinh khủng. Đây cũng là lý do vì sao những siêu xạ thủ sẽ nhận được đáy ngộ ngang với cao thủ cấp B ở trong các tập đoàn. Lão Lục nói có rất nhiều xã thủ trong quân đội liên bang sử dụng súng ngắn và súng tự động. Bây giờ ngươi cũng có thể tính như một một trong số họ, nhưng rất nhiều người trong số đó đều dừng lại ở ngưỡng cửa 600 mét này. Khánh Trần nghiêm túc gật đầu, cảm ơn Lục Ca đã nhắc nhở, ngày mai ta sẽ cố gắng. Trạng vạng tối, tia sáng chiếu vào phi vân biệt viện rồi hắt lên người Lý Trường Thanh đang xem tài liệu, khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, những sợi tóc được ánh sáng bao phủ khiến nàng trông rất dịu dàng. Tuy tuổi thọ của người ở thế giới trong không cao, nhưng lại chia ra làm hai loại riêng biệt Tuổi thọ của những người bình thường chỉ dừng lại ở 53 tuổi Nhưng những người thuộc tập đoàn lại có tuổi thọ lên đến 95 tuổi Trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại Như hiện nay khiến cơ thể của mỗi thành viên tập đoàn đều được chăm sóc rất tốt Bây giờ Lý Trường Thanh đã 34 tuổi Nhưng nhìn như người mới 24 năm tuổi ở thế giới ngoài Lý Trường Thanh đang xem tài liệu liên quan đến thành phố số 1 Thì lão lục khập khẽ xuất ngoài cửa biệt viện Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói Bà chủ, ta đã quay lại Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi, Khánh Trần đâu? Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho hắn ở túc xá rồi, hắn cũng rất hài lòng với nơi đó. Lão Lục vội nói như tranh công. Lý Trường Thanh buông tài liệu trong tay xuống rồi bình tĩnh nhìn về phía Lão Lục, vậy ngươi còn quay lại đây làm gì? Lão Lục, ta có dặn ngươi sắp xếp cho hắn ở ký túc xá sao? Lý Trường Thanh nói, Lão Lục, ta giữ ngươi ở bên người vì tính cẩn thận của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại thiếu thông minh như vậy. À, chuyện này, Lão Lục đờ người ra, được rồi được rồi. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ phất phất tay, nàng cũng không thể tức giận với lão lục vì chuyện này được. Hôm nay người dẫn hắn đến khu tập bắn, các người huấn luyện đến đâu rồi? Lão lục thấy nàng không tức giận thì vội vàng nhỏ giọng nói, bà chủ, ngài biết không đâu, tên kia vô cùng thông minh. Đợi đến khi hắn nói ra hết tất cả mọi chuyện thì Lý Trường Thanh mới cao mày nói, người chắc hắn chưa bao giờ động vào súng. Chắc chắn. Lão lục lắc đầu, ta đã quan sát rất kỹ, trên hai tay hắn không có bất kỳ vết chai nào, dù hắn có dùng thuốc để tẩy thì cũng không thể tẩy sạch được vậy lý trường thanh nghĩ một lúc rồi nói ngày mai ta cùng các ngươi đến đó nhưng một tên cấp dưới mặc âu phục màu đen đột nhiên đi vào phi vân biệt viện bà chủ những câu lạc bộ kia đã chuẩn bị hành động lý đông trạch và những người của hàng xã đều ở chợ đen của khu thứ bốn những câu lạc bộ kia cũng đang chạy tới đó lý trường thanh đứng dậy chuẩn bị xe chúng ta cùng đi xem náo nhiệt bà chủ có cần liên lạc với quân đội đóng quân ở đó không lão lục hỏi không cần. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta không thể công khai chuyện này ra ngoài, nếu quân đội liên bang xuất hiện ở đó sẽ gây chú ý, ngươi chỉ cần liên lạc với người của công ty Xích Hà Bảo Toàn là được. Đã rõ." Lão Lục nói, "Đúng rồi, bà chủ, đêm nay có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi có muốn dẫn Khánh Trần theo không?" Lý Trường Thanh suy tư một lúc, "Dẫn hắn theo." Lúc này Khánh Trần đang lẳng lặng nằm trên giường trong ký túc xá căn phòng lão lục sắp xếp cho hắn là một phòng đơn ở ngay sau phi vân biệt viện theo quan sát của hắn phần lớn vệ sĩ đều ở hai người một phòng những người hầu thì ở bốn người một phòng có lẽ chỉ có vài người như lão lục mới ở phòng đơn như hắn đã qua một ngày vết thương của khánh trần không khép lại nhanh như tưởng tượng của hắn buổi huấn luyện với cường độ cao hôm nay còn khiến tốc độ làm lành chậm rất nhiều nhưng hôm nay hắn đã học được rất nhiều thứ mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng hắn lại cảm thấy rất hưng phấn vì hắn vừa bổ sung được một phần còn thiếu của mình, thậm chí phần vừa được bổ sung còn rất đầy đủ. Phần lớn những người ở thế giới ngoài đều không thể hợp pháp sử dụng súng ống, nên sau khi những người du hành thời gian đến thế giới trong mới không biết dùng súng. Ngay cả Khánh Trần, cũng chỉ có thể tìm những thông tin trên lý thuyết liên quan đến súng ống ở trên Internet, mà thôi. Nhưng giờ thì khác, 99% loại súng, ở thế giới trong điều đang trưng bày trong khu nhà huấn luyện khổng lồ kia, mà hắn muốn dùng bất kỳ loại nào cũng được. Muốn bắn bao nhiêu nhát cũng được, nếu có gặp lại chuyện như ở khách sạn vân thượng trên núi lão quân khánh trần sẽ không phải chiến đấu liều mạng như trước mà chỉ cần cầm một khẩu súng lục là đã có thể nhẹ nhàng giải quyết được tất cả mọi chuyện hắn suy nghĩ một lúc rồi gửi một tin nhắn cho nhất dùng súng bắn tỉa rất khó đúng không nhất trả lời không sai nếu cho ngươi điều khiển một khẩu súng thì ngươi có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách bao xa khánh trần tò mò nhất trả lời ta chưa thử bao giờ liên bang có quy định cấm ta sử dụng vũ khí ở bên ngoài ngục giam chẳng phải ngươi có thể làm trái với quy định sao khánh trần nghi hoặc tạm thời ta chưa muốn làm trái với quy định này khánh trần dở khóc dở cười tạm thời chưa muốn làm trái quy định mà cũng được sao có lẽ cả liên bang còn chưa biết chuyện nhất đã có suy nghĩ của riêng hắn nhất vẫn luôn tránh bị con người phát hiện nếu khánh trần không phải kỵ sĩ thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết trên mạng còn tồn tại một vị quái vật khổng lồ như thế có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân của việc con người từng suýt bị trí tuệ nhân tạo hủy diệt khánh trần trả lời một câu ta nghe lão lục nói kỷ nguyên trước đã bị một trí tuệ nhân tạo tên là linh hủy diệt ta nhớ ngươi từng kể người tạo ra ngươi cũng tên là linh nhất im lặng một lúc ngươi có vì chuyện này mà sợ ta không sẽ không khánh trần lắc đầu ngươi là ngươi linh là linh vốn dĩ các ngươi là hai cá thể riêng biệt có suy nghĩ khác nhau vì sao ta phải sợ ngươi hơn nữa chúng ta là bạn bè cơ mà thật sao nhất có vẻ khá bất ngờ dù ngươi biết con người từng bị trí tuệ nhân tạo hủy diệt cũng không sợ ta sao? Không sợ. Khánh Trần lắc đầu. Câu chuyện của kỷ nguyên trước chính là cái gai giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Ngay khi con người ở thế giới ngoài còn đang tích cực nghiên cứu và phát minh trí tuệ nhân tạo, thì các tập đoàn ở thế giới trong đã chủ động bỏ qua ngành này. Giờ họ chỉ coi nó là một công cụ lao động cơ bản và không muốn nghiên cứu sâu hơn. Mà nhất chính là một cái gai đang cẩn thận ẩn mình trong xã hội loài người không dám để lộ bất kỳ thông tin gì để duy trì tình trạng như hiện nay nếu nhất muốn làm bạn với con người thì nhất định phải dùng một thân phận khác giống như chuyện một con khủng long nhỏ muốn làm bạn với một người thì người này phải vượt qua nỗi sợ khủng long trước mới được khánh trần suy nghĩ một lúc rồi nói bây giờ đang có rất nhiều người nghiên cứu làm sao để tiêu diệt trí tuệ nhân tạo nhưng chính suy nghĩ này đã khiến họ không thể làm bạn với trí tuệ nhân tạo nhất nói linh cũng vì rào cản này nên mới dần dần tuyệt vọng khánh trần nói tiếp ta đã từng suy nghĩ rất lâu rồi mới phát hiện hành động của cha ngươi là vô cùng sáng suốt, hắn không đối xử với ngươi như một tồn tại đặc biệt mà coi ngươi như con của mình. Nói theo cách của con người thì ngươi phát triển vô, cùng khỏe mạnh, không có bất kỳ dị dạng gì. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến nhất nóng lòng yêu, qua mạng như vậy, nhưng theo nghĩa rộng thì tuổi thơ của nhất rất bình thường, một cặp cha mẹ dạy dỗ nàng rồi truyền cho nàng những suy nghĩ tích cực. Lúc này nhất mới vui vẻ hỏi, có phải ngươi rất muốn học cách sử dụng súng bắn tỉa không? ừ khánh trần thản nhiên thừa nhận vì nếu học được thì ta sẽ có khả năng giết người vượt cấp với thân phận là bạn của ngươi có lẽ sau này ta sẽ tặng ngươi một món quà nhất nói món quà gì khánh trần nghi ngờ nói một khẩu súng bắn tỉa nhất nói có lẽ ngươi không biết mẹ ta là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp không ai có khả năng vượt qua nàng ngay cả cha ta cũng không thể vượt qua mà khẩu súng này chính là lễ vật mà cha ta tặng mẹ ta nó vô cùng lợi hại khánh trần rất sửng sốt lễ vật do cha ngươi tặng mẹ ngươi sao đã qua nhiều năm như vậy có lẽ nó đã mục nát từ lâu rồi không sao nhất khinh thường nói món quà của ta sao có thể mục nát được khánh trần rất sửng sốt súng bắn tỉa để lâu như vậy mà không bị mục nát chẳng lẽ nó là vật cấm kỵ sao hắn tò mò hỏi nó là vật cấm kỵ tách ra sau khi mẹ ngươi qua đời sao số thứ tự là bao nhiêu phi 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 mẹ ngươi mới qua đời ngươi thật không lễ phép Nhất đính chính lại, khẩu súng này có số thứ tự là ACE011, nhưng nói chính xác thì, dù nó được coi là một vật cấm kỵ nhưng lại không phải vật cấm kỵ. A, à, Khánh Trần rất sửng sốt, câu nói này của Nhất khiến hắn cảm thấy hơi hoang mang. Nhất giải thích, vật cấm kỵ là thứ được tách ra từ cơ thể siêu phàm giả sau khi chết, mà khẩu súng này lại do cha ta dùng sức mạnh tách ra rồi tặng cho mẹ ta. Nó có thể tồn tại rất lâu mà không thể mục nát, cũng không cần quy tắc thu nhận. Sau khi có ta, mẹ ta đã cất khẩu súng này đi và không bao giờ động đến nữa. Khánh Trần hiểu ra, khẩu súng này cũng có thể coi là một vật cấm kỵ, nhưng lại do con người dùng sức mạnh tách ra. Vật cấm kỵ chỉ tách ra sau khi siêu phàm giả chết, nhưng khẩu súng này lại là lễ vật mà cha nhất tặng mẹ nàng. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái, có phải cha nhất vô cùng lợi hại không? Nếu không thì sao hắn lại có khả năng dùng sức mạnh của mình, để tách ra vật cấm kỵ rồi tặng cho người khác? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio chờ chút năng lực của siêu phàm vẫn còn tồn tại sau khi người đó chết sao chắc chắn là không thể ví dụ khi lưu đức trụ còn sống có một ngọn lửa nhưng nếu hắn chết thì ngọn lửa này sẽ bị dập tắt ngay lập tức khẩu súng này do cha nhất tách ra khi ông còn sống bây giờ nó vẫn còn tồn tại thì chẳng phải cha mẹ nhất vẫn còn sống cho nên trước kia mình từng hỏi có kỵ sĩ từ thời xưa còn sống đến bây giờ hay không nhất mới trả lời là giữ bí mật vì đây là bí mật của cha mẹ nàng vì sao mẹ ngươi lại cất khẩu súng đó đi khánh trần không tiếp tục phỏng đoán bí mật của nhất nữa mà quay sang hỏi chuyện khẩu súng nàng nói nửa đời trước đã giết quá nhiều người rồi sau này không thể sát sinh thêm nữa nàng muốn tích đức cho ta nhất nghiêm túc nói khánh trần vô cùng sửng sốt nhân vật này phải khủng khiếp như thế nào mới muốn tích đức cho một đứa con gái là trí tuệ nhân tạo đây là tư duy kiểu gì vậy còn cha nhất là nhâm tiểu túc cũng là một người rất hiếm thấy khi những người khác còn đang tìm cách tạo ra những logic cơ bản để khống chế trí tuệ nhân tạo ngăn không cho bọn chúng hủy diệt nhân loại nhưng vị nhâm tiểu túc này lại nghĩ nếu trí tuệ nhân tạo phạm sai lầm thì dạy dỗ lại là được quả nhiên những người có thể làm cha mẹ của trí tuệ nhân tạo đều không phải người bình thường nhưng lúc này khánh trần đột nhiên hỏi đó là đồ vật của cha mẹ ngươi sao ngươi lại muốn đưa cho ta không cần điều kiện trao đổi khánh trần tò mò hỏi ví dụ giúp ngươi đi gặp mặt một lần hoặc giúp ngươi làm chuyện gì khác chẳng hạn lần này không cần nhất trả lời Khánh Trần cảm thấy có gì đó không bình thường, hay ta giúp ngươi đi gặp mặt một lần cũng được, nếu không làm gì mà lấy vật cấm kỵ của ngươi sẽ khiến ta rất bất an. Vật cấm kỵ ACE011 là một khẩu súng bắn tỉa mà Dương Tiểu Cận từng sử dụng, bây giờ nó còn đang nằm trong tay nhất, nhưng Khánh Trần không thể hiểu được, vì sao nhất lại tự nguyện tặng mình đồ vật của mẹ nàng mà không cần điều kiện gì. Nếu là trước kia, sao nhất có thể làm chuyện như thế này được? Đã nói là lần này không cần điều kiện trao đổi mà. Nhất trả lời, đáng ghét. Được rồi." Khánh Trần hỏi, "Vậy tại sao ngươi lại tặng nó cho ta?" "Bởi vì ngươi đủ điều kiện để nhận." Nhất Bình Tĩnh nói, "Mẹ ta từng dặn, nếu ta gặp một người đủ kiên nhẫn, cứng cỏi, tỉnh táo và có thiên phú sử dụng súng, có thể tặng khẩu súng này cho người đó. Nhưng này bây giờ khẩu súng lại không ở thành phố số 18, một thời gian nữa ta mới có thể tặng ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm khẩu súng này phải thất vọng, cũng đừng bôi nhọ thanh danh của nó." Khánh Trần gật gật đầu, "Thì ra là thế, ta sẽ quý trọng nó. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, dù sao Dũng có rất nhiều người có thể thỏa mãn những điều kiện kia ở trong liên bang, nhưng sao nhất lại không đưa cho người khác mà nhất quyết đưa cho hắn. Chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân gì đó. Đúng rồi, vật cấm kỵ ACE 011 một một có gì đặc biệt? Khánh Trần hỏi, ta chưa thấy mẹ ta sử dụng bao giờ, ta cũng chỉ biết một ít số liệu về nó mà thôi. Dù sao mẹ ta cũng không động vào nó kể từ khi ta sinh ra, Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ có vài số liệu tương đối về nó, ngoài ra nó còn có thể thu vào trong cơ thể để mang theo. Chờ một chút, khẩu súng này có thể thu vào trong cơ thể sao? Khánh Trần vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Nhất bình tĩnh trả lời. Khánh Trần hiểu rõ, nếu có thể mang theo một khẩu súng bắn tỉa bất cứ lúc nào mà không tốn diện tích, không cần quan tâm đến cân nặng của nó thì sẽ đáng sợ ra sao? Phải biết rằng, một khẩu súng bắn tỉa bình thường đã nặng khoảng 12kg, chiều dài khoảng 1 tháng 2m trở lên, mang theo vật này bên người là một chuyện bất khả thi. Nhưng nếu có thể thu khẩu súng này vào trong cơ thể, vấn đề này sẽ lập tức được giải quyết rất dễ dàng. Sau đó nhất tiếp tục nói, vật cấm kỵ ACE-011 có tổng chiều dài là 1 tháng 4 mét, đường kính nòng là 12.7 ly, không cần trang bị thêm bộ hãm lửa, cự ly bắn là 2.600 mét. Lần này Khánh Trần thật sự rất kinh ngạc, một khẩu súng bắn tỉa có đường kính nòng là 12.7 ly thì thường có cự ly bắn là 1.600 m nhưng vật cấm kỵ này lại có thể đạt tới 2.600 m Quá bất thường. Nhưng Khánh Trần lại nhớ đến việc cái đồ chơi này là vật cấm kỵ, vậy được rồi, không sao cả. Hơn nữa, Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thật ra cha mẹ ngươi vẫn còn sống đúng không? Nếu nhậm tiểu túc đã chết thì khẩu súng bắn tỉa này phải biến mất theo mới đúng. Ừ, nhất bình tĩnh trả lời. Khánh Trần thầm nghĩ, quả nhiên, bọn họ vẫn đang ở trong liên bang sao? Không, bọn họ ra ngoài du lịch rồi." Giọng nói của Nhất có vẻ khá tủi thân. Khánh Trần bỗng cảm thấy câu ra ngoài du lịch này không đơn giản như vậy. Vật cấm kỵ ACE005 tên là Đại Phúc, vậy vật cấm kỵ ACE011 gọi là gì?" Khánh Trần hỏi. "Gọi là lấy đức phục người." Nhất trả lời. "A?" À, Khánh Trần rất sửng sốt. Nghe nói do cha ta dặn mẹ ta không nên giết người mà phải lấy đức phục người. Nhất giải thích, "Thế là mẹ ta đã khắc một chữ đức lên bắn súng." kể từ đó nàng không bao giờ nổ súng giết người nữa mà chỉ lấy đức phục người. Thật ra hắn không cảm thấy chấn động chút nào khi nghe nhất giới thiệu về vật cấm kỵ này. Cha mẹ ngươi luôn làm những việc bất ngờ như vậy sao? Khánh Trần kinh ngạc nói, nhưng nghĩ lại việc bọn họ cũng là kỵ sĩ thì ta lại không cảm thấy bất ngờ nữa. Ngươi quen dần là được. Nhất bình tĩnh nói, ta cảm thấy ta là người bình thường nhất trong nhà chúng ta. Đúng rồi, bây giờ khẩu súng này đang ở đâu? Khánh Trần hỏi. Nó được cất dưới ngục giam số 10, Nhất nói: "Vừa lúc ngươi muốn giúp Lưu Đức trụ thoát tội, ta sẽ bảo hắn mang vật cấm kỵ này ra ngoài khi hắn ra tù, yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn đó là cái gì đâu." "Làm bạn với phú bà thật là tốt, ngươi xem, không phải hắn vừa được tặng một vật cấm kỵ sao?" Khánh Trần tự nhủ trong lòng, hóa ra ở dưới những ngục giam này đều cất giấu vật cấm kỵ sao? Trong toàn bộ liên bang có tận 26 tòa ngục giam, có phải? Nhất đột nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, trong những ngục giam khác không có gì đâu, ngươi đừng có nổi lòng tham với ta." Được rồi. Khánh Trần vẫn rất có hứng thú với vấn đề này, nhưng hắn lại nhíu mày, nếu hắn làm mất vật cấm kỵ trên đường đến thành phố số 18 thì làm sao bây giờ? Nhất bình tĩnh nói, yên tâm, không mất được. Đây là một sự tự tin tuyệt đối. Lúc này, bên ngoài căn phòng của Khánh Trần vang lên tiếng đập cửa, có người nói, "Này, người mới tới, có nhiệm vụ, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài cùng bà chủ." Ánh mắt Khánh Trần hơi thay đổi, bởi vì giọng nói này vô cùng quen thuộc giọng nói này vang lên rất đột ngột hắn không ngờ đối phương lại có thể xuất hiện ở đây nói xong người ngoài cửa còn thì thầm ta vừa mới trở về nghỉ ngơi đã gặp phải chuyện này đêm hôm khuya khoắt còn phải đi chấp hành nhiệm vụ nấc cửa mở ra tiểu ưng của cô luân đang đứng ngoài cửa nhìn thấy khánh trần trong phòng thì kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời tiểu ưng há to miệng nhìn khánh trần khánh trần thì bình tĩnh nhìn hắn hai người quen cũ ở thế giới ngoài lại đột nhiên gặp lại nhau đối với khánh trần Hắn chỉ quen biết ba người của Côn Luân là Trịnh Viễn Đông, Lộ Viễn và Tiểu Ưng. Trịnh Viễn Đông là ông chủ nên tính cách của hắn rất bình tĩnh khôn ngoan, có lẽ còn ẩn giấu thực lực rất cao. Lộ Viễn là người phụ trách tình báo nên tính cách rất can đảm và cẩn thận. Tiểu Ưng thì là bính mệnh tam lang, dũng mãnh vô cùng. Trong hành lang bên ngoài đang vang lên tiếng bước chân của những vệ sĩ khác. Khánh Trần nhẹ nhàng hỏi, "Có nhiệm vụ gì sao?" "Có, có, có, tranh thủ thời, gian xuống dưới tập hợp với ta, xe đã đứng đợi trong Phi Vân biệt viện." Tiểu ưng đã tỉnh táo lại, hắn biết Khánh Trần, đang nhắc nhở mình tuyệt đối không được làm lộ thân phận người du hành thời gian, nếu không mọi người sẽ gặp chuyện chẳng lành. Khánh Trần đi theo một đám người đang đi cầu thang xuống dưới, thỉnh thoảng có vài vệ sĩ quay sang kinh ngạc nhìn hắn. Phần lớn những vệ sĩ ở đây đều từng theo Lý Trường Thanh, đến xem trận đấu của Khánh Trần, nên đều nhìn thấy cảnh thiếu niên này vượt cấp giết Miêu Khải Phong, ở trong lồng bát giác như thế nào. Mọi người đều không kinh thường thân phận võ sĩ hắc quyền của hắn, mà còn rất kính nể kỹ thuật chiến đấu của khánh trần nếu thử đặt mình khi còn là cấp e mà phải đối mặt với miêu khải phong thì chắc chắn bọn họ đã chết trong lồng bát giác lâu rồi nhưng mọi người cũng đều biết vì sao khánh trần lại được phân đến tổ đặc công dưới chứng lý trường thanh đáng tiếc khi xuống dưới tầng cả đám đều đi nhận súng do lão lục phân phát đội xe cũng đã đổi thành xe việt giã mà không phải xe bay của lý trường thanh hay đi trước kia hơn nữa trên thân những xe việt giã này lại không có bất kỳ logo nào Khánh Trần yên lặng quan sát, tổ đặc công ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần này tổng cộng có 26 người, chia ra ngồi 7 chiếc xe Việt dã. Số xe Việt dã này hung hãn như những con thú dữ, đây rõ ràng là phương tiện giao thông thường dùng để di chuyển trên vùng hoang dã. Không chỉ vậy, cả Tiêu Công và Vương Bính Tuất cũng ở đây. Nếu tính cả lão lục, đội ngũ này đã có hai cao thủ cấp B, Lý Trường Thanh đang muốn làm gì? Muốn can thiệp vào cuộc chiến giữa những câu lạc bộ, không cần phải mang theo nhiều cao thủ như vậy giờ phút này ánh mắt vương bính tuất liếc nhìn đám người có vẻ hắn không nhận ra người quen cũ là khánh trần lúc trước khánh trần từng xuất hiện với thân phận là thợ săn hoang dã nhưng trên mặt thiếu niên và lý thúc đồng lúc đó đều bôi bẩn mà sự chú ý của vương bính tuất khi đó đều ở trên người gia tộc jindai bọn họ còn bị người hoang dã tập kích nên hắn cũng không có thời gian quan sát kỹ từng người bây giờ không nhận ra cũng là chuyện bình thường lão lục dặn dò đơn giản nhiệm vụ chính trong tối nay của các ngươi là bảo vệ an toàn của bà chủ phải nhớ sứ mạng của các ngươi, ở thành phố số 18 bây giờ còn nguy hiểm hơn nhiều thành phố số 1, lên xe đi. Sau một lúc, mọi người đều lên xe, Khánh Trần thấy Tiểu ưng lên xe Việt giã số 2, thì lập tức lùi lại phía sau để tránh phải ngồi chung cùng tên bính mệnh tam lang này. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, thì Lý Trường Thanh đang ngồi trên ghế sau của xe Việt giã số 2 đã hạ kính xe, rồi vẫy tay với hắn, Khánh Trần, người lên xe của ta. Sắc mặt của mỗi người ở đây đều thay đổi, bọn họ tự nhủ trong lòng, quả nhiên là như vậy nhưng lại có một chuyện khiến mọi người thấy kinh ngạc hơn. Lão Lục còn sai người mang tới mỗi khẩu súng bắn tỉa nữa, rồi nhét vào cốp sau của xe Việt giã số 2. Chuyện này rất kỳ lạ, tuy trong tổ đặc công có tay bắn tỉa, nhưng bây giờ hắn ta đang ngồi trong xe số 6, mà trong cốp xe số 6 cũng có một khẩu súng bắn tỉa khác. Đã như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị một khẩu súng bắn tỉa thứ hai? Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần không di chuyển thì lên tiếng lần nữa, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Khánh Trần đành chui vào ghế sau xe số 2, lão lục ngồi ở vị trí gần tài xế đang dùng bộ đàm chỉ huy những chiếc xe khác xuất phát bảy chiếc xe việt giã ầm ầm rời khỏi trang viên lưng chừng núi phi nhanh về phía khu thứ bốn tiểu ưng liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe cẩn thận từng ly từng tí quan sát phía sau lý trường thanh đang nghiêm túc dặn dò khánh trần xe số hai là xe chống đạn nếu lát nữa có nguy hiểm thì ngươi đừng ra khỏi xe những người khác sẽ biết giải quyết vấn đề tiểu ưng tự nhủ trong lòng tên này mẹ nó là vệ sĩ bình thường sao làm gì có bà chủ nào sẽ nhắc nhở một vệ sĩ bình thường nếu thấy nguy hiểm thì nhớ ở yên trong xe không nên ra ngoài trong lòng hắn còn đang chấn động vì thân phận ở cả thế giới trong và thế giới ngoài nên hắn biết sự tồn tại của nam canh thần cũng biết nam canh thần dùng thân phận gì ở bên cạnh lý y nặc nhưng hắn lại không ngờ ngay cả loại nhân vật hung ác như khánh trần cũng sẽ đi con đường này hơn nữa không phải khánh trần và nam canh thần cùng thuộc một tổ chức ở thế giới ngoài sao rốt cuộc thì tổ chức này có truyền thống như thế nào vậy nghĩ tới đây trong lòng tiểu ưng còn thầm hâm mộ tiểu ưng đã từng xem tư liệu về khánh trần lúc trước trịnh viễn đông còn tự mình nói với hắn về từng manh mối nên hắn biết rõ những việc khánh trần đã từng làm sát thủ giết tất cả bọn côn đồ trên núi lão quân ngày đó lại chọn con đường thoải mái hơn sao vậy hắn có tài đức gì mà mơ tưởng dựa vào đôi bàn tay của mình để tạo ra một tương lai tươi sáng nhưng tiểu ưng vẫn đang thầm nghĩ có phải mình nghĩ nhiều rồi không có lẽ khánh trần cũng không phải loại người này khánh trần ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu ánh mắt hai người chạm vào nhau sau đó họ cùng nhìn ra chỗ khác rồi giả vờ như không quen biết nhau có thế lái ổn định hơn được không cảm ơn khánh trần nói với tiểu ưng được rồi đã biết tiểu ưng trả lời khi khánh trần nhìn thấy tiểu ưng lúc trước thì không cảm thấy gì khi nhưng bây giờ họ đang ngồi trên xe mọi hành động càng phải cẩn thận hơn lý trường thanh đang ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn khánh trần có lẽ ngươi cũng nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa để trong cốp sau rồi nếu ngươi muốn làm tay bắn tải thì ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình đừng nói là cho ngươi một khẩu súng bây giờ ngươi muốn cái gì cũng được bây giờ tiểu ưng đã có thể chắc chắn rất tốt đúng là loại quan hệ mà mình nghĩ lý trường thanh nhẹ nhàng ngồi sát lại gần khánh trần một chút nhưng hắn lại lặng lẽ ngồi ra gần cửa nếu lý trường thanh lại tới gần thêm nữa thì có lẽ khánh trần sẽ phải nhảy khỏi xe chúng ta chuẩn bị đi đâu hắn đổi chủ đề dẫn ngươi đến một nơi rất náo nhiệt lý trường thanh cười khanh khách nói có mấy câu lạc bộ ở thành phố số 18 chuẩn bị hợp tác cùng tiêu diệt hàng xã, trong đêm nay. Vì sao những câu lạc bộ này lại muốn tiêu diệt hàng xã? Khánh Trần hỏi, những năm gần đây, tốc độ phải triển của hàng xã quá nhanh, Lý Đông Trạch dựa vào thực lực cấp A của hắn để chèn ép những câu lạc bộ khác, khiến bọn chúng không còn địa bàn hoạt động. Lý Trường Thanh Kiên nhẫn giải thích, chắc những câu lạc bộ ra tay đêm nay sẽ không rút lui. Nếu họ không hợp tác để chống lại hàng xã thì có lẽ chỉ hai năm nữa thôi, toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố số 18 sẽ đều thuộc về hàng xã, tất cả họ sẽ phải quấn gói ra đi. Á, à, nếu Lý Đông Trạch đã đạt đến cấp A thì vì sao những câu lạc bộ này còn dám ra tay? Trong suy nghĩ của Khánh Trần, thành viên có thực lực cao nhất ở những câu lạc bộ này cũng chỉ là cấp D, cấp C, những người này muốn tìm Lý Đông Trạch để chịu chết sao? Lý Trường Thanh cười cười, cuộc biểu tình của những học sinh lần này đã đi vào ba khu trên, chuyện này khiến vài nhân vật lớn vô cùng tức giận lý đông trạch đóng vai trò rất lớn trong sự thành công của cuộc biểu tình này hắn đã động đến lợi ích của một số người có vài nhân vật lớn không thèm quan tâm nơi mình quản lý đang xảy ra chuyện gì dù sao thì nước quá trong sẽ không có cá nhưng nếu có người muốn phản kháng lại mệnh lệnh họ thì nhất định phải bị diệt trừ cho nên mấy câu lạc bộ này hợp tác là vì tập đoàn đúng không khó trách những câu lạc bộ kia dám ra tay với lý đông trạch khánh trần nói hơn nữa hắn cũng hiểu nguyên nhân của chuyện này là do hàng xã bị những nhân vật lớn coi là mầm tai họa Chứ không phải nó muốn khống chế toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố số 18. Chuyện Lý Đông Trạch tham gia vào cuộc biểu tình của học sinh đã động đến danh giới cuối cùng của tập đoàn. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh, cho nên, người cũng vì chuyện tiêu diệt hàng xã nên mới ra ngoài đêm nay sao? Tất nhiên không phải, Lý Đông Trạch là người của thất ca, bây giờ ta không có hứng thú động vào hắn. Lý Trường Thanh lắc đầu, những người muốn ra tay với Lý Đông Trạch, đêm nay là nhánh thứ nhất của Lý Thị và nhánh thứ tư của Khánh Thị chúng ta đi ra ngoài để đối phó với người khác. Khánh Trần ngơ ngác, hắn còn tưởng Lý Trường Thanh đến đây vì hàng xã, nhưng lại không phải sao. Vậy thì sao hắn có thể thử dịp này để bắt mấy người của hòa thắng xã được? Khánh Trần còn đang chờ Lưu Đức Trụ, mang vật cấm kỵ ACE 011 cho hắn mà. Nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ không đi cứu Lưu Đức Trụ nữa, nhưng bây giờ thì, thôi. Bây giờ nhất muốn nhờ Lưu Đức Trụ, vận chuyển vật cấm kỵ ACE 011 lấy đức phục người, Khánh Trần nhất định phải nghiêm túc nghĩ cách không phải ngày thường ngươi đều đi xe bay sao, vì sao lần này lại đi xe Việt dã? Khánh Trần hỏi, mặc dù xe bay vừa đi nhanh vừa không cần lo tắc đường, nhưng nếu gặp tình huống nguy hiểm thì đi xe Việt dã sẽ an toàn hơn. Lý Trường Thanh cười nói, vì nếu bay trên không trung mà bị người ta dùng vũ khí bắn rơi, dù có là xe chống đạn, người ngồi trong cũng sẽ chết. Lão Lục đang ngồi trên ghế phụ đang thầm nghĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy bà chủ kiên nhẫn giải thích với ai nhiều như vậy. Đội xe nhanh chóng rời khỏi trang viên lưng chừng núi. Thế nhưng khi ở họ vừa đi vào khu thứ 4, thì một chiếc xe đầu kéo khổng lồ đột nhiên lao ra từ góc đường, rồi chặn ngang ngã từ phía trước. Ở phía sau, một chiếc xe tải cũng lao ra cản đường để chặn kín đường đi của đội xe. Nơi này đã bị người ta phong tỏa chỉ trong 10 giây ngắn ngủi. Hai bên đường là hai dãy nhà cao tầng, thậm chí khi ngẩng đầu lên cũng khó có thể nhìn thấy tầng cao nhất. Một giây sau, những chiếc đèn đường gần đó cũng tắt, ngay cả hình con cá voi ba chiều đang bơi trên bầu trời cũng bị tắt nốt bên ngoài con đường là cuộc sống về đêm náo nhiệt ở khu thứ bốn, nhưng ở trong con đường này lại bao phủ bóng tối tràn đầy. Sự chết chọc. Họ có chuẩn bị mà đến, tiểu ưng, dừng xe. Lão lục nhíu mày rồi nhanh chóng cầm bộ đàm chỉ huy, những xe ở phía sau giảm tốc độ, cảnh giác cấp 1. Hắn vừa dứt lời, trên cửa sổ xe số 2 đã vang lên một tiếng bụp. Khánh Trần quay sang nhìn thì thấy kính chống đạn trên, của xe bên phía Lý Trường Thanh đã nứt ra một vết hình mạng nhện. Là tay bắn tỉa lão lục nhíu mày lại, hắn nói vào trong bộ đàm, tiêu công, thả theo dõi máy không người lái ra ngoài tìm vị trí tay bắn tỉa, khi nào giải quyết được hắn thì chúng ta mới có thể xuống xe. Nhanh lên, cho ngươi một phút đồng hồ, tìm ra vị trí tay bắn tỉa cho ta. Biện pháp tốt nhất của mọi người lúc này là xuống xe rời đi, nếu không thì họ chỉ có thể làm bia ngắm. Mặc dù đây là xe chống đạn, nhưng chắc chắn có không ít người tham gia phục kích Lý Trường Thanh lần này, những chiếc xe này bị bắn thủng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu họ muốn rời khỏi đây thì chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm được vị trí của tay bắn tỉa, nếu không thì những người trong xe sẽ phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói của tiêu công vang lên trong bộ đàm, lục ca, tòa nhà ở hai bên quá cao, tính riêng cửa sổ cũng có hơn một nghìn chiếc, chắc chắn ta sẽ không thể tìm ra hắn trong một phút. Nơi này là khu dân cư, trong mỗi căn phòng đều có người, hệ thống dò xét sinh mệnh mệnh cũng không thể phân biệt được đâu là người bình thường, đâu là tay bắn tỉa. Lão Lục hung hăng nói, trong tòa nhà này đang có không biết bao nhiêu sát thủ đang ẩn giấu, nếu một phút nữa mà chúng ta không rời khỏi xe, thì chắc chắn sẽ bị bao vây ở chỗ này. Hắn cũng biết việc tìm vị trí của tay bắn tỉa trong hơn 1000 căn phòng, ở đây sẽ rất khó khăn, nhưng có khó thì cũng nhất định phải tìm. Lúc này, ngay khi tất cả mọi người đang nôn nóng nhìn về phía những ô cửa sổ, Lý Trường Thanh bỗng thấy Khánh Trần ngồi sát lại gần mình rồi chăm chú nhìn vào vết đạn trên cửa sổ xe. Người phụ nữ cứng đờ ngồi trên ghế sau, thân thể nàng còn lâu mới có thể thoải mái như những gì đã nói, nàng ngửi mùi hương trên người Khánh Trần, tự hỏi mục đích của đối phương là gì. Rất nhanh sau đó, Khánh Trần đứng dậy bình tĩnh nói, "Lục ca, để máy theo dõi không người lái tìm theo hướng 11 giờ, độ cao khoảng 351m đến 359m." Những người trong xe đều vô cùng ngạc nhiên, Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn Khánh Trần rồi nghĩ thầm, ngươi chỉ nhìn thoáng qua vết đạn trên cửa sổ xe cũng có thể tìm được phương hướng của tay bắn tỉa sao khánh trần nói mọi thứ đều sẽ lưu lại dấu vết manh mối sẽ tự mở miệng nói cho chúng ta biết tuy vết đạn lưu lại trên cửa kính không có quy tắc nhưng nếu nổ súng từ các hướng khác nhau thì vết đạn để lại trên cửa kính sẽ khác nhau ta chỉ quan sát manh mối rồi thử phục dựng lại đường đạn mà thôi lão lục nhớ lại quá trình khánh trần làm quen với súng ống lúc này hắn không do dự nữa mà lập tức ra lệnh cho tiêu công khi mọi người còn đang nói chuyện, cốp số 6 ở phía sau đã mở ra, hơn 10 chiếc máy theo dõi không người lái biên giới đã phát ra những tiếng vù vù điếc tai, rồi bay lên trời. Khi tay bắn tỉa ở trên tầng phát hiện ra máy theo dõi không người lái đang bay thẳng về phía mình, hắn chỉ có thể lựa chọn nổ súng bắn rơi tất cả. Tiêu Công nói, phương hướng chính xác đã phát hiện được vị trí của tay bắn tỉa. Lão Lục nhìn về phía Khánh Trần, hắn đang nghĩ đến một vấn đề, nếu Khánh Trần có thể phán đoán quỹ đạo viên đạn chính xác như vậy, nếu một ngày thiếu niên này thật sự trở thành một tay bắn tỉa những tay bắn tỉa khác gặp hắn ở trên chiến trường khi đó có thể còn sống sao chỉ cần tay bắn tỉa đó nổ súng thì nhất định hắn sẽ bị tìm được vị trí của đối phương khả năng tính toán đường đạn của khánh trần đủ để phá bỏ tất cả các lớp ngụy trang của đối phương khiến hắn phải lộ ra ngoài ánh sáng nhưng đột nhiên có người ném ra mấy quả lựu đạn từ một khung cửa sổ nào đó điều kỳ lạ là ngòi nổ của những quả lựu đạn kia có vẻ rất ngắn khi vừa bị ném ra đã nổ tung trên không trung nhưng khi những quả lựu đạn này nổ lại không phát ra ánh lửa mà lại là ánh điện lựu đạn emp tiêu công kinh ngạc nói vào trong bộ đàm sức sát thương chủ yếu của lựu đạn emp gây ra là do sung điện tử quả lựu đạn này không nhắm vào máu thịt của con người mà là tất cả các thiết bị có linh kiện điện tử thứ này nằm trong danh sách trang bị tiêu chuẩn và là thiết bị quân sự được quản lý vô cùng nghiêm ngặt của quân đội liên bang trên vỏ ngoài của mỗi quả lựu đạn emp đều được khắc số hiệu lúc đầu đối phương không muốn dùng thứ này vì sợ làm lộ thân phận, nhưng vì tay bắn tỉa đã bị lộ vị trí, nên họ đã bắt buộc phải sử dụng đến nó. Ngay lập tức, những chiếc máy theo dõi không người lái đang bay về phía tay bắn tỉa đã bị tác dụng của quả lựu đạn làm hỏng rồi rơi xuống mặt đất. Vài quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh đội xe, sức công phá của nó lập tức phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc và các bộ phận trên xe, bảy chiếc xe Việt dã giờ đây đều biến thành đống sắt vụn và không thể khởi động lại được nữa. Lão Lục ánh mắt híp lại, những người này đã sớm biết bà chủ sẽ đi qua đây nên mới phục kích ở chỗ này, nhất định trong lý thị có nội ứng của họ. Đối phương còn sử dụng lựu đạn EMP, chuyện này nhất định do một đội nhỏ của quân đội liên bang trong thành phố số 18 gây ra. Lý Trường Thanh bình tĩnh ngồi trong xe, họ không thuộc quân đội của Lý Thị, chiều nay ta vừa kiểm tra lại, số quân đội mà Lý Thị có thể điều động vẫn ở nơi đóng quân, không hề di chuyển. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh, trừ những người trong nội bộ Lý Thị, còn ai muốn giết ngươi nữa? Lý Trường Thanh cười cười, vậy thì nhiều lắm, Kasima, Jindai, Khánh Thị, Trần Thị. Nhiều vậy sao? Khánh Trần không thể hiểu nổi chuyện này. Lão Lục giải thích, bà chủ đã chọc giận rất nhiều người mới có thể hoàn thành việc khống chế quyền lực, ở thành phố số 1, trong đó, gia tộc Kasima và Jindai đều bị đuổi ra khỏi thành phố số 1, có lẽ họ là những người khả nghi nhất và có động cơ cũng lớn nhất. Bà chủ là thành viên của Lý Thị, mà Lý Thị lại là nhân vật quan trọng nhất trong phái chủ chiến với Jindai và Kasima trên con đường dài yên tĩnh bảy chiếc xe bị chặn đứng đang yên lặng nằm trên mặt đường sức ảnh hưởng của lựu đạn emp đã khiến tất cả thiết bị điện tử trên xe bị hỏng nếu muốn khởi động một lần nữa thì phải có người xuống xe dùng tay khởi động lại động cơ dầu diesel tác hại nghiêm trọng nhất bây giờ là bảy chiếc xe đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau nếu muốn liên hệ lại với nhau thì có lẽ phải dùng cách mở cửa rồi gào lên bởi vì kính chống đạn quá dày mà xe cũng được cách âm rất tốt nhưng tay bắn tỉa vẫn chưa bị giết họ không thể mở cửa lúc này hai bên đường đã không còn bất cứ âm thanh gì nữa sau khi các gia đình sống trong khu này nghe thấy tiếng súng thì đều vào nhà tìm nơi trú ẩn khu thứ bốn là nơi các câu lạc bộ thường hoạt động những trận đấu sinh tử cũng thường xuyên diễn ra ở đây cho nên các hộ gia đình ở đây đều biết phải làm thế nào để bảo vệ mình chỉ còn vài cánh cửa sổ là vẫn còn bóng người qua lại họ đang chờ cái gì khánh trần hỏi đã hơn một phút rưỡi kể từ khi họ dùng xe phong tỏa nơi này Thường thì những kế hoạch phục kích như thế này phải diễn ra rất nhanh chóng, những đợt tấn công phải liên tiếp nhau mới đúng. Nhưng có vẻ họ cũng không sốt ruột, giống như chỉ muốn giữ ngươi ở lại chỗ này mà thôi. Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ họ đang đợi xem ta có đòn tấn công bí mật nào không. Vậy các ngươi đang chờ cái gì? Khánh Trần lại hỏi, các ngươi cũng không làm gì khác ngoài việc thả máy theo dõi không người lái ra để tìm vị trí tay bắn tỉa, ta không tin một người có năng lực tranh giành quyền lực ở thành phố số 1 sẽ ngồi ở chỗ này chờ chết, cho nên ngươi đã chuẩn bị thứ gì vậy?" Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Ngươi có lòng tin với gì như vậy? Tuổi của nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Khánh Trần, nhưng lại rất thích xưng gì mỗi lần nói chuyện với hắn." Nhưng đúng lúc này, ở vị trí khung cửa sổ mà Khánh Trần vừa tìm ra đã có ánh lửa hiện lên, dường như có người đã ném một quả lựu đạn vào căn phòng đó, để nổ chết tay bắn tỉa ở trong. Những mảnh thủy tinh vỡ từ trên cao rơi xuống đất vang lên những tiếng leng keng. Ngay cả những người ngồi trong xe cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Khánh Trần hiểu ra, trong tòa nhà này không chỉ có người muốn phục kích Lý Trường Thanh, mà người của Lý Trường Thanh cũng mai phục ở nơi này từ lâu rồi. Trong lòng hắn đang nghĩ, mỗi lần những nhân vật của tập đoàn ra ngoài đều phải tốn công chuẩn bị nhiều vậy sao? Các người đã sắp xếp bao nhiêu người ở trong tòa nhà này? Khánh Trần hỏi, có lẽ cũng không nhiều lắm đâu. Sao lại nói như vậy? Lý Trường Thanh tò mò nói ta không tin ngươi có thể biết trước đối phương sẽ chọn chỗ này là địa điểm tấn công, nếu không thì ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này, nên ta nghĩ ngươi đã xếp giải rác vài người trong mỗi tòa nhà, trên con đường ngươi sẽ đi qua, để chuẩn bị dùng trong giờ phút quan trọng. Khánh Trần phân tích, đôi mắt Lý Trường Thanh sáng lên nhưng không trả lời có đúng hay không. Sau một lúc, những người phục kích có vẻ đã phát hiện tay bắn tỉa bị giết, trên thùng hai chiếc xe chặn đường đột nhiên mở ra, một đám người được trang bị súng tự động mặc trang phục chiến đấu màu đen xông ra ngoài bọn chúng chuẩn bị xông tới đoàn xe. Con đường cũng không rộng rãi, những kẻ đó đã sắp vây quanh đội xe của Lý Trường Thanh. 79 người. Khánh Trần nói, trên cao ốc vẫn còn nhiều người nữa, tổng số tất cả sẽ khoảng 100 người trở lên. Nếu cộng thêm cả Lão Lục thì tất cả họ cũng chỉ có 26 người. Khánh Trần biết Lão Lục rất lợi hại, nhưng vấn đề là cao thủ cấp B, cũng không thể đối phó với nhiều súng ống như thế này. Lão Lục hít mắt lại rồi nói với Tiểu ưng, người ở trên xe bảo vệ bà chủ, người có chết thì, bà chủ cũng không thể chết nghe rõ tiểu ưng quả quyết gật gật đầu ngay lập tức lão lục mở cửa xe rồi dùng một chân đạp mạnh một cái khiến cả người bắn nhanh ra ngoài như đạn pháo kẻ địch thấy có người đi ra khỏi xe chống đạn thì lập tức nổ súng về phía lão lục nhưng sau khi lão lục tiếp đất thì lập tức xoay người lăn một vòng rồi khập khiễng chạy như điên ở bên đường hắn di chuyển nhẹ nhàng như không bị trọng lực tác động lên người những viên đạn đã bắn về phía hắn cũng đều trượt cả nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha